chương 1621 tuy không hiểu rõ lắm, nhưng Trác phẩm vẫn giữ im lặng, nghe hắn nói tiếp. Hồng mông sơ khai, khởi điểm thiên địa, vạn vật khôi phục, sinh cơ bừng bừng, hạo nhiên chính khí trường tồn, có lẽ là thời điểm vũ trụ thư thái nhất. Thiên đế chậm rãi đứng lên, khoan thai địa đi dạo, tản bộ, lầm bầm, nhưng từ khi nhân loại xuất hiện, liền vẩn đục sinh linh thế gian, nhân tâm sinh ma, chính đạo thiên địa bị ma đạo điều khiển, trở nên hỗn loạn không chịu nổi, không sai ma đạo vốn không do thiên địa sinh mà là bởi vì nhân đạo nói cách khác tất cả căn nguyên tội ác chính là ở nhân tâm ngươi muốn thế gian trở lại thời điểm thanh bạch phải chăng nên diệt trừ căn nguyên trác phẩm lạnh lùng nói ta là một tu giả ma đạo người nói diệt trừ căn nguyên ma đạo với ta không phải chê cười sao chính là bởi vì ngươi đã đến đỉnh phong ma đạo hiểu rõ nhất tội ác nhân tâm ta mới chịu thực tình thành ý hỏi ngươi một câu này nói rồi thiên đế chậm rãi đến bên tai hắn trong mắt đột nhiên tràn ngập sát ít trầm thấp nói nhân loại tà ác tội lỗi trồng chất không còn thuốc chữa bọn chúng thật đáng chết đúng không Trác phàm run run thở sâu nói không sai nhân tâm xác thực hiểm ác vô cùng có điều không có điều gì cả nhiều năm như vậy ngươi tinh tu ma đạo tìm nguyên do nhân loại có nên bị thiên phạt hay không bây giờ ngươi từ tiểu ma tu đến chân ma thấy rõ thiện ác nhân tâm tất nhiên cũng hoàn toàn hiểu nhân loại phải biến mất kể từ đó lần này ngươi nên ủng hộ ta chứ không phải phản đối ta Lão tử có lúc nào phản đối ngươi, mà ta có phản đối thì có làm được gì ngươi? Trác Phàm vẫn chẳng hiểu gì cả. Sở Khuynh Thành suy tư một hồi, lại chợt mạnh mẽ lên tiếng, nhân loại tuy có ác đồ hung hăng ngang ngược, nhưng cũng có thiện tâm chính nghĩa, ngươi không thể bởi vì vài cái ác trong nhân loại thì cho nó là tất cả, dù nói thế nào, tuy ngươi là đế quân, nhưng cũng từng là tu giả loài người, không phải sao? Đúng vậy, ta từng là nhân loại, nhưng từ khi ta tu thành Không Minh Đại Đạo, thành Thiên Đế chi tôn, ta đã không còn là nhân loại ta tu thiên đạo tất cả thành không tất cả mọi thứ liên quan nhân loại của ta đều đã trở thành không ta là người trưởng đạo thiên đạo đại biểu thiên địa đại thiên hành phạt diệt trừ u ác tính vẩn đục giữa thiên địa chính là trách nhiệm của ta mà chính là bởi vì ta từng là nhân loại cho nên ta mới vạn phần sáng tỏ căn nguyên của cái u ác tính này ở nơi nào chỉ cần giải quyết nó thiên địa mới được yên lành còn ngươi nói nhân loại cũng có thiện chính nghĩa ha ha ông đúng lúc này thân thể chắc phàm chấn động mạnh, khí thế toàn thân bỗng nhiên đại phóng, ngay sau đó lại biến mất. Thiên đế hài lòng gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, rất tốt, không hổ là thiên ma đại hóa quyết, hấp thu năng lượng thật nhanh đến mức không thể tưởng, mới đó đã đến thánh cảnh trung kỳ. Chỉ là, ta có chỗ không rõ, tu vi của ngươi bị sao vậy, làm sao lại thối lui đến chút cơ ngũ trọng, thật là quái dị đó, ha ha. Đây là bản chân quyết, chính là sở học của một vị lão giả ở phàm giai, phần cuối đại đạo chính là trở về nguồn gốc, cái này chắc không phải là do đại nhân vật các ngươi ban ơn ha. Hẳn không phải, ta chưa từng nghe nói có công pháp thông minh cổ quái như thế. Mà lại, công pháp thập đế mỗi người một vẻ, trưởng nhật nguyệt, ẩn tinh thần, hủy thiên diệt địa, tất cả đều là thứ to lớn. Bản chân quyết này tuy kỳ quặc, nhưng quá phổ thông, giống như là do phàm nhân sáng tạo. Người cứ tiếp tục luyện, thiên ma đại hóa quyết thâu tóm vạn vật, công pháp phàm nhân cũng sẽ không ảnh hưởng gì cả, không cần phải lo lắng. Ha ha, chắc phàm không để ý thiên đế trêu chọc tiếp tục tu luyện thiên đế mỉm cười cũng không đi quấy giày nhìn sở khuynh thành nói vừa rồi sở cô nương nói cái gì mà nhân loại cũng có thiện và chính nghĩa hừ hừ đều là mấy thứ dối trá những cái được gọi là chính nghĩa chi đạo lương thiện chi tâm chỉ là nhân loại dùng để mà che giấu tội ác cùng ma tâm của mình mà thôi nhân loại muốn đạt được tư dục lại muốn lung lạc nhân tâm tránh cho người đời sau nói lời khó nghe cho nên nhất định phải tìm được cái cớ đường hoàng cái gì mà trừ ma vệ đạo thế thiên hành đạo nói cho cùng chỉ có hai nguyên nhân một là xâm chiếm hai là diệt trừ uy hiếp chỉ thế thôi nếu không thuộc hai nguyên nhân người nào sẽ xuất lực không có lợi ích sở cô nương xuất thân danh môn chính phái suy nghĩ thử xem mỗi một lần hành động chính nghĩa lần nào không phải kiếm lời đầy bồn đầy bát hoặc là có kẻ uy hiếp các ngươi bị diệt trừ có lần nào thật sự vì người khác mà chiến đấu sao sở khuynh thành nghẹn lời thiên đế không nhìn nàng nữa lại nhìn sang chắc phàm cười nói điểm này Chắc phàm ngươi hiểu rõ hơn ai hết, lúc đối phó Bát Hoàng và Thánh Sơn, ngươi làm cho bọn họ thân bại danh liệt rồi mới động thủ, không phải chính là vì cái tên tuổi đường hoàng sao? Nếu không, dù ngươi có thể động đến bọn họ, vẫn chỉ là công địch thiên hạ. Cho nên ta mới nói, tiểu tử ngươi tới phàm giai một chuyến thật, không tệ, từ tiểu ma biến chân ma, hiểu được ma tính sinh ra từ sâu trong nhân tâm, hiểu được thì sẽ lợi dụng được. Có điều, không thể phủ nhận là có vài người thật có thiện tâm thuần khiết giống hoa sen trắng không dơ bẩn như thế tục chợt thân thể chắc phàm chấn động khí thế lần nữa gia tăng sau đó lại biến mất thành công đột phá đến cảnh giới thánh già hậu kỳ tu vi tụt xuống trúc cơ tam trọng cảnh mở hai mắt trong mắt mơ hồ xuất hiện một bóng người quen thuộc chỉ là hắn đã thật lâu không gặp người này không biết bây giờ còn sống hay chết ta không phủ nhận thế gian có nhân loại thuần khiết tương hợp với thiên địa nhưng vậy thì sao đã là người tâm tư sẽ có thể biến, thiện tâm, một khi tiến vào trong thế giới vận đục, hiện thực sẽ khiến nó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, có lẽ còn tà ác hơn mấy tên tiểu ma rất nhiều. Người nhìn thấu nhân tâm hiểm ác, cần phải hiểu điểm này nhất. Trong thiên hạ, thứ rác rưởi nhất, không đáng tin nhất là nhân tâm, lương thiện chỉ là trước khi thành ma thôi, sớm muộn vẫn là sẽ biến đổi, không phải sao. Từng đạo hắc khí mãnh liệt chảy về, ngàn vạn cao thủ thánh sơn đã biến thành từng đống bột mịn, khí thế chắc phàm liên tục tăng lên, cuối cùng đến thánh giả đỉnh phong như muốn trùng kích đế cảnh. Thiên đế nở nụ cười thắng lợi, trong phải đồng tử, người vầng sáng màu vàng óng chiếu sáng rạng rỡ. Đệ đệ à, vẫn như năm đó, ngươi vẫn không thể thuyết phục được ta. Như vậy thực hiện ước định năm đó đi, giúp ta chút sức lực, để cho ta có thể đạt đến vô thượng cảnh, chân chính trở thành vô thượng trí tôn, khiến thế giới này diệt thế trọng sinh đi. Oanh! Vừa mới nói xong, toàn bộ bầu trời chợt biến đổi, một đôi mắt to lớn xuất hiện trên không, phương viên chăm dặm, người vầng sáng màu vàng óng phát ra khí phách khiếp người. Trác Phàm run lên, bị ép tới không thở nổi, không thể động đậy, giống như trên thân đang bị một tòa núi cao trăm trượng đè lên, xương cốt như sắp vỡ vụn ra. Thiên đế, ngươi muốn làm gì? Trác Phàm hoảng hốt, sợ hãi kêu lên. Thiên đế lạnh lùng nói, đến bây giờ ngươi thu thập được đế cảnh đại đạo của mấy lão già, giao ra đi. Không minh thần đồng đệ thập trọng, đạo không? Trên bầu trời, mười vầng sáng càng trói mắt, chẳng biết tại sao, Trác Phàm lại cảm thấy khí mạch toàn thân đang phùng lên, da thịt trở nên ửng hồng, từng tia máu chảy ra từ trong da thịt, phản trọng lực mà nổi lên không trung, như trong thân thể của hắn có thứ gì muốn bị hút ra. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Trác Phàm kinh hãi, nỗ lực quay đầu nhìn lại, hắn lập tức cắn chặt hàm răng. Nguyên Lai Sở Khuynh Thành cũng giống như hắn, đang thống khổ kêu gào, toàn thân ửng hồng, ngửa mặt lên trời gào thét, cũng giống như có thứ gì đó muốn thoát thể nàng. Thiên đế, ngươi muốn ta làm việc, ta đã làm rồi, thả nàng ra. Thân là đế quân, ta đương nhiên nói lời giữ lời. Sở cô nương, ta nhất định sẽ thả, chỉ là có một vật, ta nhất định phải lấy đi. Phốc, một luồng thất thải hào quang bỗng nhiên bay ra từ thể nội Sở Khuynh Thành, thẳng lên chín tầng trời, dung nhập vào trong đồng tử to lớn kia. Cái đó là? Không sao, thứ ngươi để trong cơ thể nàng, đại đạo cửu u đế cảnh của Ma đế, bây giờ nó thuộc về ta. Ngay sau đó, thân thể Sở Khuynh thành mềm nhũn ra, bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất, nàng như bị rút đi hết khí lực, sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc, muốn nhấc một ngón tay thôi cũng vô cùng khó khăn. Trác Phàm siết chặt tay, vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, Thiên Đế lại rất bình thản khuyên giải, "Yên tâm, ta chỉ cần đại đạo trong cơ thể nàng, sẽ không tổn thương nàng, nàng nghỉ ngơi một lúc là được. Nhưng sau khi ta diệt thế trọng sinh, ta không thể bảo đảm nàng còn có thể may mắn thoát khỏi tai nạn." Ha ha thiên đế, đế cảnh đại đạo không phải cần người sở hữu tự nguyện mới có thể. Đó là đối với đám người phàm tục kia, còn ta là thiên đế, không minh thần đồng đệ thập trọng, đạo không, có thể hút lấy bất kỳ vật gì, kể cả đế cảnh đại đạo. Thiên đế chế nhạo cười nói, đương nhiên, nếu nàng có công lực đế quân, có lẽ ta sẽ không dễ dàng đắc thủ như vậy, đáng tiếc nàng chỉ được như vậy. Còn tiếp đây, đến lượt ngươi rồi, đệ đệ của ta, ha ha. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha thiên đế hưng phấn điên cuồng cười, còn Trác phàm càng cảm thấy thể nội bứt rứt đau đớn. Phốc, một vầng thất thải hào quang thấu thể bay ra từ thể nội Trác phàm, giống như sở khuynh thành, lao thẳng lên trời, nhập vào đôi mắt kia. Đại đạo của bá đế, đắc thủ, hư hư hư. Thiên đế nở nụ cười hài lòng. Nhưng Trác phàm vẫn khàn giọng liệt phế giống to, từng thất thải quang hoàn bị hút ra. Sở khuynh thành thở hổn hển, mắt thấy Trác phàm thống khổ gào thét, không biết sao, trước mắt nàng trở nên mơ hồ, trong đầu, từng hình ảnh mơ hồ dần dần hiện lên. Như thể từng có lúc, nàng từng gặp tràng cảnh như vậy, hắn đau khổ giống to, đau đớn hơn rất rất nhiều nỗi khổ mà nàng vừa chịu. Sở khuynh thành không khỏi nghẹn ngào, từng bước một lết về phía chắc phàm, nàng lại không còn bao nhiêu khí lực, mỗi lần chỉ có thể, di động mấy cm mà thôi, cuối cùng không lưu loát lầm bầm, chắc phàm. Kiếm đồng muốn tiến lên giúp, thế nhưng uy áp từ không minh thần đồng thực sự quá lớn, hắn lại quỳ dạp xuống đất, không sao dậy nổi. Phụ thân, phốc phốc từng tiếng trầm đục liên tiếp không ngừng từng đạo thất thải hào quang bị cự đồng tử hút vào trong thần đồng sắc mặt trác phàm càng ngày càng trắng bệch máu tươi trên thân phun mãnh liệt như suối được một lúc trác phàm đã không còn sức mà gào rú nữa đạo cuối cùng đại đạo của tình đế ha ha thiên đế ngửa mặt lên trời cười ha hà quả nhiên người thắng cuối cùng vẫn là bổn tọa thiên đạo cuối cùng sẽ thay thế nhân đạo vũ trụ trở nên thanh lành kiếm đồng tức giận quát người đã đắc thủ còn không mau thả phụ thân ta tuổi còn nhỏ, lại xuất thân là tinh linh, còn cùng tu ma đạo với Trác phàm, đúng là rất hiếu thuận. Thiên đế sủi cười, nhưng đáng tiếc, người nói sai rồi, thứ ta muốn, còn chưa đủ, không thể thả. Vậy ngươi còn muốn cái gì nữa? Nhân đạo trí cao, công lực đỉnh phong của thiên ma đại hóa quyết trên thân Trác phàm. Nói tới đây, không minh thần đồng càng thêm trói mắt. Như bị thiên vạn đao bổ xuống, Trác phàm đã vô cùng suy yếu. Lần nữa khàn khàn giống lên, hai mắt vì đau đớn mà trợn trừng hẳn ra, thất khiếu bắt đầu đổ máu âm ầm. Sau một khắc, xoẹt một tiếng, có thể nghe rõ tiếng vỡ vụn, toàn bộ trác phàm như tờ giấy bị xé nứt ra, hắc khí vô biên từ trong cơ thể cấp tốc hội tụ lên bầu trời, biến mất trong thần đồng. Trác phàm vẫn chẳng ngừng gào thét, thần hồn đã yếu đuối không chịu nổi, nhưng vẫn bị hấp thu không ngừng. Hai mắt kiếm đồng đỏ bừng, giống giận, người đã lấy hết toàn thân công lực của hắn, còn chưa đủ à? Tiếp tục như vậy nữa, thần hồn hắn vẫn diệt, hắn sẽ chết. Đây là con đường hắn chọn, hắn thua thì nên có kết cục này phải thực hiện ước định năm đó hắn phải giúp ta hoàn thành đại đạo để để à ta thắng ngươi cũng không tính là thất bại bởi vì nếu không có ngươi ta sẽ không thắng ta sẽ không quên ngươi tất nhiên cũng sẽ không cho ngươi cơ hội lật bàn vĩnh biệt phụ thân chắc phàm kiếm đồng cùng sở khuynh thành thê lương gào thét chắc phàm lại đã bất lực chỉ là đến bây giờ hắn vẫn rất mê mang khó hiểu mẹ nó kiếp trước hắn gây tội gì với mấy tên này ạ à? sao lại bị một đám đế quân đùa bỡn thành ra như này sắp chết đến nơi rồi còn không biết tiền căn hậu quả thật sự là trên đời này không còn oan hồn nào hồ đồ bằng ta mà ai nhưng ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc một tiếng nổ rung trời vang lên toàn bộ bầu trời đang không ngừng chấn động lại càng thêm run run ánh sáng màu vàng chợt ảm đạm đi rất nhiều chắc phàm nay chỉ còn một tia tàn hồn bỗng dưng cảm thấy lực lượng của mình không còn bị dẫn ra ngoài tuy đã suy yếu dị thường nhưng miễn cưỡng vẫn còn tồn tại một hơi kiếm đồng cũng không bị áp chế, đột nhiên có thể đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn chút đồng tử, kinh ngạc nói, uy áp biến mất. Người nào? Thiên đế gầm lên, trong phải đồng tử, 12 vầng sáng hiện lên, trong mắt trái, sấm sét tử sắc lấp lóe, mãnh liệt nhìn về một phương hư vô. Kiếm tâm khó hiểu nói, ai có thể xông vào trong kết giới này của thiên đế? Một bóng hình xinh đẹp quen thuộc chớp mắt tới gần, hai con người lạnh lẽo chăm chú nhìn thiên đế, khí thế cường đại tràn ngập toàn bộ thương khung. Ngự vũ, ngự vũ cô nương. Trác Phàm cũng kinh hãi, Sở Khuynh Thành phẳng phất như nhìn thấy cứu tinh. Chỉ là bọn họ không hiểu được, làm sao Bách Lý Ngự Vũ lại trở nên khủng khiếp như thế, địa bàn của Thiên Đế, nói đến là đến, nói xông vào thì xông vào, hoàn toàn như vào chỗ không người. Bách Lý Ngự Vũ lạnh lùng nói, ta không phải Bách Lý Ngự Vũ, ta là Tỉnh Đế, bây giờ mượn thân thể Bách Lý Ngự Vũ tới cứu các ngươi. Thiên Đế sủi cười nói, đến cứu bọn họ. Tỉnh Đế, một tia tàn niệm mượn thân phàm nhân thì dám khẩu suất cùng ngôn quá không biết tự lượng sức mình đừng quên nơi này là không minh kết giới của bổn tọa không phải tơ tình kết giới của ngươi ngươi có thể làm gì ở đây huống hồ bây giờ ngươi chẳng còn đế cảnh đại đạo ngươi lấy gì đấu với ta tình đế cũng suy cười ai nói ta không có đế cảnh đại đạo nó không phải đang ở chỗ này sao bị không minh đại đạo của ta thôn phệ còn có thể là của ngươi sao chính là bởi vì nó bị ngươi thôn phệ cho nên ngươi mới tất thua Ánh mắt tình đế lộ ra vẻ giảo hoạt, "Thiên đế, đừng quên lúc trước vì sao ngươi thất bại? Nếu trời có tình, trời cũng già, chữ tình chỗ nào cũng có. Năm đó nếu ngươi không trúng phải tình cổ của ta, há có thể không dám động đậy gì ở cái chỗ nhỏ hẹp này nhiều năm như vậy? Không phải chính là sợ dính thế tục khí, thiên đạo vô tình của ngươi bị hủy hết sao?" Thiên đế chấn động, lần đầu cả giận nói, "Đó là ngươi thừa dịp bản đế đánh nhau chết sống với bọn kia, đang lúc suy yếu mới đánh lén được, mà lại nếu không có tiểu đệ đệ của ta ám trợ cho dù ngươi đánh lén thì sao huống chi ngươi cũng bị ta đánh cho thần hồn tẫn tán chỉ còn một tia tàn niệm tồn tại với đế cảnh đại đạo chờ đệ đệ ta trở về có gì mà đắc chí không phải đắc chí ta chỉ muốn nói với ngươi một sự thật tình đạo này của ta là khắc tinh của thiên đạo vô tình nhà ngươi không minh đại đạo một khi hữu tình còn có thể là hư không sao ngươi thật vất và bài trừ tất cả nhân tính tình cảm tu thành không minh đại đạo bây giờ lại hấp thu tình đạo chẳng phải là tự tìm đường chết truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé mỗi thời mỗi khác ta có công lực thiên ma đại hóa quyết đỉnh phong chẳng những tình đạo của ngươi bị ta hư hóa ngay cả tình cổ từ ngày đó cũng sẽ bị hư hóa đến không còn một mảnh hừ hừ tình đế các ngươi thua rồi thế thì chưa chắc mấu chốt là bây giờ ngươi hóa hết được sao sắc mặt thiên đế chợt trở, trở nên âm trầm tình đế kết ấn quyết một luồn ánh sáng phấn hồng khuếch tán ra, cực nhanh đã tràn ngập bầu trời. Thần đồng đột nhiên rung động, ánh sáng trên nó càng trở nên ảm đạm. Hừ hừ, bây giờ ngươi chỉ đang trong quá trình thôn phệ đại đạo của ta, còn chưa kịp tiêu trừ, vậy ta còn có thể trưởng khống đại đạo. Lúc này tình đạo trí tình của ta vẫn có thể xâm nhiễm toàn bộ không minh đại đạo của ngươi, phá thiên đạo vô tình của ngươi. Nghĩ hay lắm. Thiên đế hét lớn, tuy vẫn rất cứng miệng, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc cực kỳ, tay kết ấn quyết đồng tử liền sáng trở lại không minh đại đạo của ta chính là thiên địa chính đạo sẽ không bị nhân đạo của ngươi vẩn đục huống hồ ngươi chỉ là một tia tàn niệm dựa vào một phàm nhân thi triển đế đạo có thể cầm cự được bao lâu chỉ sợ không tới một phút tên phàm nhân này thân hủy thần tiêu tính cả tàn niệm cũng ngươi cũng phải tan vỡ hừ, hừ cái gì thân hủy thần tiêu chắc phàm quá sợ hãi nhìn mê mang bách lý ngự vũ đây là tình đế vừa kịp thời tìm tới đề nàng hay là một phút đồng hồ đã đủ rồi tình đế quay đầu nhìn trác phàm nói ta có thể cầm chân hắn một phút ngươi đi nhanh lên đi bây giờ hắn suy yếu như vậy đi như thế nào thiên đế lạnh lùng cười nói xem ra một phút ngươi tạo ra phải trở thành vô ích rồi nhưng hắn vừa dứt lời một đạo hắc ảnh lóe lên kiếm đồng vội vã xông đến trác phàm ôm lấy thần hồn hắn nhanh chóng phóng ra ngoài còn không quên đắc ý nói ai nói vô ích đa tạ tiền bối ta và lão ghi khắc đại ân đại đức hôm nay tuy chưa chắc có cơ hội báo đáp nhưng hắn còn chưa dứt lời lại một tiếng xe gió vang lên kiếm tâm xuất hiện ngăn cản kiếm đồng kiếm đồng buộc phải dừng lại sắc mặt vô cùng lo lắng đối với nam nhân giống như thiên địch hắn vô kế khả thi không có một chút tự tin đánh thắng đến lúc này bọn họ quả thật là không còn đường thoát dù sao người ta có hai vị cao thủ bọn họ mới có một vị đế quân hơn nữa còn có hạn chế thời gian còn đánh thế nào sinh lộ càng ngày càng xa vời kiếm đế sao ngươi còn đang bán mạng cho hắn biết rõ hắn là vô tình tri đạo ngươi còn giúp hắn làm gì tình đế khó hiểu nói quả nhiên tên này không giống như những yêu nghiệt kia thì ra là đạo tổ kiếm đạo khó trách mình gặp phải hắn cảm thấy có uy áp một cách khó hiểu cảm thấy như không thể địch nổi bởi vì kiếm đạo của mình và cả thân thể của mình chính là do hắn tạo thành nói cho cùng hắn mới là chủ nhân của mình mình nào có sức phản kháng tuy đã có suy đoán nhưng khi chính thức biết được sự thật kiếm đồng vẫn run run không cam lòng nắm chặt tay lần này, càng thêm vô vọng chạy thoát, bà mẹ nó chứ. Tình đế, hai người chúng ta là đế quân duy nhất không phải nhân loại, ta là bội kiếm của thiên đế, người lại do trác phàm sáng tạo, chúng ta sẽ không phản bội chủ nhân của mình. Ngươi không muốn phản bội, nhưng hắn sao có thể tin tưởng ngươi? Đúng rồi, đế cảnh đại đạo của ngươi đâu? Vì sao tu vi của ngươi lại là chuẩn đế, vương quan của ngươi bị người nào lấy mất hà? Kiếm đế trầm mặc không nói. Thấy thế, tình đế tiếp tục cười lạnh, thiên đế sợ ngươi phản bội, cho nên mới lấy mất đế đạo của ngươi. Nếu ngươi có tâm mưu nghịch, dù chỉ một chút, hắn sẽ lập tức hủy ngươi, đúng không? Người như vậy, ngươi còn đi theo hắn làm gì? Trước kia không phải ngươi sống rất tốt với bọn hải ngao sao? Vì sao cuối cùng lại lựa chọn kẻ vô tình như thiên đế? Bởi vì thiên đế đúng, là nhân tâm thì sẽ biến đối, ta nhiễm nhân khí. Cho dù ta nói trung thành, nhưng chính ta cũng không dám hứa chắc. Thiên đế nắm giữ đế đạo của ta trong tay, là lựa chọn chính xác nhất, ta rất tán thành cái đầu ngu rốt nhà ngươi. Tình đế oán hận mắng, tức đến ngoác miệng ra. Thiên đế cười lạnh châm chọc, kiếm tâm đi theo ta nhiều năm, là chi kỷ duy nhất của ta. Chúng ta tin tưởng thiên đạo pháp tắc, nhân tâm không đáng tin. Cho dù ta nắm giữ đế đạo của hắn, nhưng không nghĩa là không tin, chỉ là làm theo pháp tắc, ít ra thì vẫn hơn các ngươi nhiều. Một khi tâm biến, liền sẽ u thành đại họa cho thế gian này. Đây chính là nguyên nhân nhân đạo các ngươi tất diện. Hừ, ngươi cũng không nên gáy quá sớm, thắng bại còn chưa phân đâu thiên đế nhíu mày nói, sao cơ? Đột nhiên, đùng một tiếng, tiếng động lần nữa chấn động đến tất cả mọi người, thiên địa, cũng vì đó mà rúng động. Ngay sau đó, trên chín tầng trời, từng viên sao băng nện xuống kết giới này, sau đó mục tiêu trực chỉ kiếm đế. Cảm thụ uy áp khủng bố, kiếm đế lập tức xuất ra một thanh trường kiếm, chém lung tung lên bầu trời, từng viên sao băng bị chém thành phấn vụn, nhưng uy lực từ chúng lại khiến cho cánh tay hắn tê dại. Tinh thần vẫn lạc. Vân đế, kiếm đế kinh hãi, thiên đế cũng khó tin lầm bầm. Không thể nào, vân đế lão nhi đã chết rồi, dù tàn niệm vẫn còn, cũng không đủ dẫn phát lực lượng đế cảnh mạnh như thế mới đúng. Chẳng lẽ, tình đế thản nhiên cười, lúc này trên đầu đã toát ra mồ hôi ròng ròng, không quên khịa, thiên đế, người hối hận rồi sao? Nếu kiếm đế còn đế đạo, chắc chắn không sợ tinh thần chi uy của vân đế. Nhưng đáng tiếc, giờ hắn hắn chỉ là một chuẩn đế, ngăn cản vân đế sao được nói rồi hai người cũng nhìn về phía kiếm đế tuy hắn còn có thể ngăn cản nhưng đã liên tục bại lui không chịu nổi phong mang đại đạo của thập đế mỗi một đạo cần tâm cảnh thích ứng mới có thể thi triển không phải tùy tiện tìm bất cứ thân thể nào là có thể khống chế tình đạo thậm chí tình chi đạo nhất định phải có người mang cảm tình chân thành thá thiết tàn niệm của ngươi mới có thể nhập vào khống chế tình đạo một phút cho nên thân thể ngươi đang dùng chắc hẳn là người có tình cảm sâu vô cùng với chắc phàm nguyện lấy sinh mệnh bảo vệ hắn tình đế mỉm cười gật đầu. Sau đó, thiên đế lại nhìn lên bầu trời, lầm bầm nói, đây là đại đạo của vân đế, điều kiện kế thừa nó, hẳn là người lòng mang thiên hạ, thông thiên hiểu địa, hẳn là truyền nhân trực hệ của vân đế mới được. Chỉ là, người này cũng phải có tâm vì chắc phàm mà phụng hiến sinh mệnh, mới có thể phát huy lực lượng đến cực hạn, đạt tới trình độ vân đế năm đó. Chỉ là, tiểu tử này có nhiều người nguyện ý hy sinh vì hắn như vậy sao? Thiên đế, đây chính là lực lượng nhân đạo, Ngươi trưởng khống thiên đạo, làm sao biết lực lượng nhân tâm vĩ đại? Huống hồ. Tình đế cười đầy chế nhạo, rồi hướng ánh mắt về phía Trác phàm. Sâu xa nói, ngươi cũng không phải không biết, năm đó lệnh đệ phong độ anh vĩ. Bây giờ vẫn thế, ngươi thì không được như vậy, ha ha. Cho nên hắn mới dính líu với nhân đạo các ngươi. Thiên đế hừ một tiếng, ngay sau đó lại đắc ý cười lạnh nói, còn có vài giây, các ngươi không mau chạy ra khỏi kết giới này, các ngươi sẽ thua. Dứt lời, thiên đế lần nữa kết ấn quyết, thần đồng lại tản ra kim quang chói mắt. Phốc, tình đế liên tiếp lui về sau, sắc mặt lúc này đã tái nhợt, thậm chí trên thân đã ửng hồng, từng dòng máu đang không ngừng thẩm thấu ra da, da thịt. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, mau dẫn trác phàm rời đi, vâng. Nhìn tinh thần vẫn lạc khí thế phi phàm, kiếm đồng ngơ ngác, phải đến khi nghe tình đế hét lớn, mới phản ứng được, vội vàng mang trác phàm rời đi. Kiếm đế thì vẫn đang bị sao băng bao phủ, không thể phân thân. Có điều, thiên đế lại không có vẻ nóng vội, hắn trừng mắt, lại thêm một phần lực, một cỗ trùng kích cuồng mãnh nện đến ngực tình đế, lần nữa làm cho nàng phun ra một ngụ máu tươi. Ha ha, thời gian đã đến, các ngươi thua rồi. Tất cả kết thúc. Tình đế ngẩng đầu nhìn thần đồng, tâm tình khẩn trương. Bỗng nhiên, một đạo quang mang bạch sắc chói mắt xuyên qua tầng tầng kết giới. Đây là, thiên đế cả kinh thốt lên, tình đế thì mừng rỡ hét lớn, tiểu ra hỏa, ném tàn hồn chắc phàm vào trong vầng hào quang, nhanh kiếm đồng không nói hai lời lập tức làm theo trong vừng hào quang trác phàm lại lộ ra hình người chỉ là quá mức hư huyễn sở khuynh thành đưa tay ra trong mắt đầy vẻ hy vọng trác phàm cũng vội vươn tay nhưng hai cánh tay vừa muốn chạm tới nhau lại bất ngờ xuyên qua nhau thân thể trác phàm hóa thành điểm điểm tinh quang đang không ngừng tiêu tán trong việc trắng sở khuynh thành không hiểu xảy ra chuyện gì cho là trác phàm lại xảy ra chuyện tình đế liền mở miệng giải thích các ngươi yên tâm, đây là tinh thần đại đạo của Vân Đế, thần hồn ở đó sẽ hóa thành tinh thần chi lực, tốc độ cực nhanh, đế quân cũng không đuổi kịp. Hừ hừ. Nói rồi, Tình Đế còn cố ý nhìn về phía Thiên Đế, liền thấy sắc mặt hắn đang rất âm trầm, không cam lòng nắm chặt tay, sau đó lại buông ra. Xem ra, các ngươi vẫn còn muốn cược. Không phải đánh cược, mà là sinh cơ, sinh cơ toàn bộ sinh linh trong thiên hạ. Vậy thì tốt, ta giữ lại cho các ngươi chút hy vọng. Nhưng kết quả sẽ chỉ khiến các ngươi càng thêm tuyệt vọng. Dù sao những gì ta muốn đều đã nằm trong tay ta, một tàn hồn trọng thương có gì đáng lo chứ? À thế à, vậy chúng ta cứ chờ xem. Ha ha. Tình đế cười rộ lên, thân thể bắt đầu sụp đổ, hóa thành ánh sáng phấn hồng, tiêu tán khỏi đất trời. Trác Phàm thấy vậy thì giật mình nói, Tiền Bối, đây là ý của ngươi hay là ngự vũ? Tiểu tử, nữ oa kia không ngu ngốc đến mức vì nam nhân của người khác, mà nỗ lực nhiều như vậy, ta phải dùng mê tâm đại pháp mới thành công có được bộ thân thể này tuy có hơi ti tiện, nhưng tất cả vì thương sinh thiên hạ, vĩnh biệt, chắc phàm. Bách Lý Ngự vũ mặt không biểu tình, phạch một tiếng, hoàn, toàn biến thành một đống ánh sáng phấn hồng, tiêu tán vô tung. Chắc phàm ngơ ngác, nhưng chỉ vừa kịp hô lên một tiếng, thì đã hóa thành một đạo tinh quang, biến mất cùng quang trụ. Nơi này chỉ còn lại bốn người, thiên đế, kiếm đế, kiếm đồng và sở khuynh thành. Nhìn chỗ hai người biến mất, trong lòng bốn người suy nghĩ khác nhau, Thừa dịp này, kiếm đồng nhanh chóng phi đến, ôm lấy sở khuynh thành thoát đi, nhất phi trùng thiên. Vừa rồi kết giới của thiên đế bị phá hư gần hết, kiếm đồng lao ra không chút trở ngại. Kiếm đế thở dài nói, cần bắt bọn họ lại không? Thiên đế lắc đầu nói, không cần, ta nói thả bọn họ, thì sẽ thả bọn họ. Đế quân, há có thể nói lời không giữ lời. Sau đó hắn nhìn chỗ bách lý ngự vũ biến mất, lầm bầm nói, sau khi nha đầu kia lưu lại di ngôn, tàn niệm của tình đế hẳn là cũng đã biến mất đúng vậy nhưng hắn không để lại di ngôn gì đáng ngưỡng mộ nghe còn giống như tình đế nói vậy ai nhân đạo thật có chỗ đáng ngưỡng mộ đáng tiếc đều ngu muội như thế thiên đế lắc đầu thở dài đây càng thêm nói rõ thiên đạo lập mà nhân đạo phải diệt kiếm tâm triển khai bước cuối cùng đi sau khi ta diệt trừ được tình cổ này chúng ta sẽ đến luân hồi thiên trì phá kết giới khó khăn nhất đoạt lấy luân hồi đại đạo hoàn thành kế hoạch sáng thế trọng sinh kiếm đế gật đầu nói vâng như điện quang hỏa thạch lao vùn vùn giữa không trung kiếm đồng mang sở khuynh thành một đường phi nước đại thỉnh thoảng quay đầu nhìn về sau vẻ mặt ngưng trọng tuy chưa phát hiện có ai đuổi theo nhưng vẫn không dám thờ ờ tốc độ vẫn không giảm chút nào lần này địch nhân thực sự quá đáng sợ bọn họ vô lực phản kích không thể không thừa nhận vô luận thực lực hay mưu lược bọn họ đều vượt qua mình và phụ thân một mảng lớn không hồ là cổ lão quái vật bọn họ có thể trốn đã không tệ bỗng nhiên kiếm đồng nhìn thấy một đám người quen thuộc nhất thời giật mình đám người kia ở chỗ này làm gì suy nghĩ một lát, liền lao xuống, chính là đám người đan thanh sinh, vội vàng nói, các ngươi tới nơi này làm gì, còn không mau đi, cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ. Dương mắt nhìn kiếm đồng, mọi người sững sờ, sau đó liền ai thán trầm mặc xuống, nhưng không ai có phản ứng gì. Kiếm đồng kỳ quái hỏi, các ngươi sao vậy? Vừa rồi chẳng biết sao Sương Nhi cô nương bảy trận pháp, quy tiên ở trong đó rồi, thân thể tiên sinh và thần hồn tiêu tán trong đó. Đan thanh sinh thở dài, kiếm đồng gặp kỳ quái nàng quy tiên đã xảy ra chuyện gì nàng nói phải cứu trác quản gia mình sẽ phải tiêu tán trong trận thức này hóa thành một phần của ngân hà trên bầu trời kia kiếm đồng chấn động thì ra là thế vừa rồi thông đạo cứu thân hồn phụ thân là do nàng biến thành thật sự là giúp đại ân nhưng bây giờ không phải lúc ai thán tất cả mọi người tranh thủ thời gian đi theo ta đi nếu thiên đế đuổi theo chúng ta cái gì thiên đế hắn thật còn sống sao Nói nhảm, nếu không phải hắn, chúng ta vội vã chạy trốn như vậy làm gì? Thế, chắc quản ra đâu? Việc này một lời khó nói hết, trở về trước rồi nói. Kiếm đồng thúc giục nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta trở về bàn bạc kỹ hơn. Vừa dứt lời, kiếm đồng tiếp tục mang sở khuynh thành chạy như bay đi, bọn người đan thanh sinh liếc nhìn nhau, cũng không dám trần chờ. Rất nhanh, người ở đây hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một trận thức trống rỗng, còn có ngân hà lóa mắt trên chín tầng trời tản ra hào quang sáng chói trong tinh không một thanh âm quen thuộc mà êm tai vọng tới trác đại ca toàn thân trác phàm hư huyễn hai mắt nhắm lại thỉnh thoảng run run chậm rãi mở ra quay đầu nhìn lại liền thấy một bóng người uyển chuyển đang mỉm cười nhìn hắn người mặc một bộ váy trắng mông lung tản ra ánh sáng yêu kiều sương nhi ngươi trác phàm nói không lưu loát rồi chậm rãi đứng lên nhìn nàng dường như cũng hiểu được mọi chuyện trong lòng đau xót buồn bã nói, là vân đế an bài đúng không? Sương Nhi mỉm cười gật đầu, nụ cười vẫn rất rực rỡ. Trác Phàm nở một nụ cười đắng chát, thở dài, ngươi hà tất phải như vậy, cho dù vân đế là lão tổ của ngươi, nhưng đó là ân oán thượng cổ. Ta bị bọn họ nhằm vào, rõ ràng không chạy được, ngươi cần gì phải vào cuộc quân cờ chứ? Không, ta là tự nguyện. Tự nguyện. Trác Phàm nhíu mày lại, suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu, há, đúng, người nhà họ vân lòng mang thiên hạ, vừa rồi dường như nghe thấy thiên đế có dự định diệt thế trọng sinh, với tính nết ngươi, gặp chuyện có thể cứu vãn thương sinh, nhất định phải làm. Chỉ là, vì thiên hạ, mà phải hy sinh một mình ngươi, đáng giá không? Nhưng nếu người trong thiên hạ bị diệt, một mình ta cũng vô pháp tự vệ, không phải sao? Chỉ ít ta biết, có người sẽ thay ta quan sát thế giới này. Trác phàm vỗ nhẹ nhẹ cái đầu nhỏ của nàng, gật đầu nói, Sương Nhi à, vẫn như lúc trước, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ cố hết sức. Ngươi hy sinh sẽ không uổng phí. Nói rồi, Trác Phàm cười lướt quá Sương Nhi, nụ cười đầy chua xót. Hắn biết, Sương Nhi bây giờ chỉ là một luồng tàn niệm, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, đây là lời tạm biệt cuối cùng dành cho hắn. Bất luận ngày sau thắng bại như thế nào, hắn vẫn khó có khả năng gặp lại nàng. Trác đại ca, ta chỉ có thể đưa ngươi đến chỗ này, về sau hãy giúp ta quan sát thế giới mỹ lệ này. Trác phàm chấn động, lần này nàng không hoàn toàn là bởi vì ý của vân đế, hoặc là vì thiên hạ thương sinh mà tới cứu hắn, chỉ là vì hắn mà thôi bởi vì trong nội tâm nàng, người giúp nàng quan sát thế giới, chính là mình, mà không phải thương sinh. Nàng, là chỉ hy sinh vì mình. Sương Nhi, Trác phàm giống to, nhưng đột nhiên, cả người lại được gia tốc, biến mất trong tinh hà đại đạo. Chỉ một thoáng, trong tinh không u ám chỉ còn lại một bóng người thánh khiết, trôi nổi giữa tinh không, nở một nụ cười vui vẻ. Trước kia ta cho là tâm mình rất lớn, có thể quan tâm thiên hạ thương sinh vào thời khắc an nguy cho dù lúc lão tổ bí mật phân phó nhiệm vụ lần này, ta vẫn nghĩ như vậy, vì thiên hạ thương sinh mà hiến thân. Nhưng mãi đến vừa rồi, ta mới phát hiện, nguyên lai tâm ta rất nhỏ, chỉ có thể cho phép có một người mà thôi. Sa nghiêng nhìn chắc phẩm biến mất, sương nhi cũng đang dần dần tiêu tán. Khuynh thành tỷ nói đúng, tiểu nữ nhân chúng ta, không dung nổi thế giới, lòng chỉ có thể chứa một người thôi. Vĩnh biệt, chắc đại ca. Thánh quang trắng loãn bạo liệt, một đạo thất thải hào quang dần, dần dần dâng lên, như hình thức ban đầu của một vũ trụ, mang sự thâm thúy mà thần bí. Lúc này, một thiết chảo đưa ra, giữ mây ngũ sắc vào trong lòng bàn tay, kiếm đế nhìn ánh sao sáng chói, thỏa mãn gật đầu, đại đạo đế cảnh của vân đế. Chắc phàm à, trong tay ngươi còn gì để đối phó ta đây? Thắng bại gần như đã định rồi. Nói rồi, kiếm đế quay người biến mất. Một phương diện khác, phàm dai, trong một gian thư phòng, ngô nhiên đông nằm dài trên ghế, dưới ngọn đèn mở nhạt, liếc nhìn quyển sách trong tay. Từ khi kiếm tình bị diệt, thù hận được báo hắn khoan thai thoải mái hơn nhiều không còn cần tranh đấu chỉ có quản lý thương hội cảm thấy thật yên bình lúc này sứ mệnh duy nhất của hắn là chờ đợi nhắc nhở trước khi đi của trác phàm bỗng nhiên một đạo tiếng bạo hưởng phát ra ngô nhiên đông giật mình vội vàng xoay người vị trí chính giữa thư phòng một khối ngọc bài xanh biếc đột nhiên vỡ vụn thành bốn năm khối ngô nhiên đông giật mình bỗng nhiên hét lớn người đâu mấy tên hộ vệ vội vã xông vào nhìn thấy sắc mặt kinh dị của lão gia bọn họ đều không rõ ràng cho lắm, không người hỏi. lão gia, ngài có gì phân phó? sắc mặt Ngô Nhiên Đông ngưng trọng chưa từng có, sau khi thở sâu một hơi, mới bình tĩnh nói, lập tức truyền tin để đại sư trận pháp ngũ châu tể tụ địa điểm chỉ định, chuẩn bị khai trận. vâng. Hộ vệ gật đầu, rồi cấp tốc rời đi. Ngô Nhiên Đông chậm chậm đi đến gần Ngọc Bài, chậm rãi vuốt ve hai lần, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. trước khi đi, điện chủ có phân phó, hồn bài nát, mở lớn trận bây giờ điện chủ nhất định gặp phải đại phiền toái, mới phải dùng thủ đoạn cuối cùng. Điện chủ, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. Ngô nhiên đông nắm chặt tay, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Ba ngày sau, lôi ngâm các của kiếm tinh xưa kia, nay đang tề tụ hơn 20 vị đại sư trận Pháp, đều là cấp 11 trở lên. Ngô nhiên đông vội vàng đến xem xét đến nơi đây, ngoài ra còn có Vũ Thanh Thu, Thượng Quan Gia, đại biểu các thế lực phàm giai cũng đến. Ngô tiên sinh, có phải chắc phàm xảy ra chuyện gì rồi hay không? Vũ Thanh Thu vội vàng hỏi, bên cạnh, Thượng Quan Kinh Yên gật đầu, lo lắng hỏi, chắc phàm cùng cha ta đến Thánh Vực, bọn họ có phải xảy ra chuyện hay không? Việc này, ta cũng không tiện nói. Ngô nhiên đông chậm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói, trước khi đi điện chủ lưu lại một khối hồn bài, bao hàm một luồng tàn hồn của hắn. Hắn nói, chỉ cần no vỡ mất, đã nói rõ chuyện quá khẩn cấp, chúng ta phải lập tức khởi động đại trận. Bây giờ hồn bài phá, chắc chắn đã xảy ra đại sự. Còn xảy ra chuyện gì, sau khi đến nơi chúng ta tự mình đi tìm điện chủ hỏi đi. Bọn người thượng quan khinh yên gật đầu, chỉ là vẫn lo lắng không thôi. Ngô nhiên đông nhìn bầu trời, cảm thấy cũng đã đến lúc, liền hét lớn, bây giờ thời gian đã đến, kết ấn, bắt đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dứt lời, hơn 20 tên đại sư trận pháp lập tức kết động ấn quyết, nhóm trận pháp sư còn lại tại Ngũ Châu cũng theo thời gian ước định, lập tức bắt đầu kết ấn. Chỉ một thoáng, rung động không gian không ngừng lan ra, hình thành vô số gợn sóng. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một đạo quang trụ trùng thiên dâng lên thẳng chân trời. Cùng lúc đó, bảy chỗ thiên địa phong huyệt còn lại cũng vậy, sáng chói đến nỗi ngay cả mặt trời cũng phải ảm đạm phai mờ xuống. Ầm ầm, trong thiên địa không ngừng chấn động, phát ra tiếng oanh minh điếc tai, đạo đạo quang trụ như từng cây thần khí quấy động thiên địa, làm cho bầu trời bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Kính Nguyệt tiểu trúc, thiên đế đang an tâm tu luyện trong phòng, bỗng nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt hơi có vẻ nặng nề. Kiếm đế liền hỏi: làm sao vậy phàm giai lại có động tĩnh hơn nữa còn không nhỏ phàm giai kiếm đế ngạc nhiên nói chẳng lẽ ba tên súc sinh kia lại không an phận đáng tiếc bây giờ năm thanh thánh binh không còn ở đó thiên đế lắc đầu không phải năm mà trước khi chưa thăm dò được về bổn tọa bọn chúng còn không dám động thủ lần này giống như lần trước lại bằng trận pháp trùng thiên lại có người muốn tới thánh vực không phải đến là muốn phá thiên đế khinh thường nói xem ra là biện pháp dự phòng chắc phàm đặt tại phàm giai ngay từ đầu hắn tới thánh vực trước để dò đường vì không tin lũ súc sinh kia sợ bị bọn họ lợi dụng nhưng bây giờ hắn cần trợ giúp tất nhiên muốn phóng xuất lũ súc sinh này giúp hắn hay để ta đi ngăn cản bọn chúng một khi kết giới phàm giai phá sẽ có tổn hại lực lượng nơi phát ra là ngươi không cần dù sao bây giờ tình đạo đã tới tay ta cũng không tiếp tục cần mượn lực lượng phàm giai áp chế tình cổ chỉ cần ta luyện hóa tình đạo tình cổ tự nhiên giải trừ phàm giai đối với ta, đã vô dụng. Huống hồ. Nếu ngươi đi phàm giai, ba tên súc sinh cảm giác được khí thức của ngươi, tất nhiên đoán được ta có điều không tiện, chỉ sợ sẽ lập tức toàn lực tạo phản, giết đến tận cửa. Bây giờ ta luyện hóa đại đạo đang thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không thể bị quấy dày. Ngươi ở đây là được, cứ để bọn chúng đi ra bình thường thôi, như vậy bọn chúng mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, hừ hừ. Thiên đế an tâm nhắm mắt tĩnh tọa, tiến vào trạng thái không minh, siêu thoát ra khỏi trần thế rầm 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 thiên địa rung động càng ngày càng mãnh liệt bầu trời không ngừng run rẩy từng vết nứt đen nhánh như tràn ngập ra như mạng nhện phẳng phất như muốn sụp đổ thượng quan khinh yên đấy rung động nói chắc phàm muốn ngươi khởi động trận thức gì vậy làm sao lại không giống lần trước uy lực lần này mạnh hơn lần trước tới mấy trăm lần toàn bộ thiên hạ như có cảm giác muốn bị hủy diệt vậy ta cũng không rõ đây là trận gì ngô nhiên đông nhún vai nhưng vẫn kiên định lạ thường nói yên tâm đi điện chủ không hại chúng ta chút nữa thôi chúng ta sẽ có thể tụ hợp với điện chủ. Cùng lúc đó, động tính lớn như thế, tất nhiên được tam đại thánh thú chú ý. Vạn thú sơn mạch, côn bằng nhìn lên bầu trời, vuốt dâu thì thảo, xem ra hắn đã gặp phải thiên đế. Lòng nghi ngờ đối với chúng ta cũng phải buông bỏ, buộc phải liên thủ, kế hoạch nhiều năm, song phương rốt cục lần nữa đối đầu. Xem lần này ai thắng ai thua đây, ha ha. Côn bằng vươn ra hai tay, ngửa mặt lên trời gào to, thoáng chốc truyền khắp toàn bộ sơn mạch, tất cả linh thú vạn thú sơn mạch nghe kỹ đây bổn tọa kình thiên côn bằng muốn rời khỏi nơi này tham chiến vì thiên hạ sinh linh nghe vậy toàn bộ linh thú còn đang vì dị tượng này mà nơm nớp lo sợ co rúm lại không ngừng liền ào ào bay về chỗ sơn phong côn bằng cúi thấp đầu vạn phần không muốn thê thống khổ sở kêu gào trong kết giới thái thanh tông phần thiên long tổ cũng rất hưng phấn phàm giai rốt cục sắp bị phá sao nhưng vừa nghĩ tới chắc phàm long tổ lại lười biếng nằm xuống hừ đám nhân loại này toàn là thứ vong ân phụ nghĩa chỉ biết bản thân mình để lão phu còn ở nơi này chịu khổ lần này không biết lại tên nào muốn lên thánh vực du lịch hừ lão phu sẽ không mắc mưu không thì hy vọng lại biến thành thất vọng mẹ nó lại phải bồi dưỡng một tên nhân loại nữa chỉ là qua nhiều năm như vậy sao mãi chẳng tìm được một người nào để lão phu lợi dụng nhỉ nhưng hắn làm sao mà biết trước khi đi trác phàm đã sớm ngờ nghĩ tới điểm này bởi vậy liền để vũ thanh thu biến nơi này thành cấm địa Đừng nói là người, đến quỷ cũng khó mà đến được nơi này. Lúc thu Diệp Lân làm đồ đệ, hắn còn có thể lựa chọn, giờ thì không gặp được ai mà chọn. Việc này nếu như bị Long Tổ biết, chắc chắn sẽ hận không thể một trường đập chết chắc phàm. Lão Phu dốc hết toàn lực giúp ngươi, ngươi lại phòng Lão Phu như phòng tặc, mẹ kiếp. Nhưng cũng không thể trách chắc, chắc phàm, không phải cùng chủng tộc, tâm tất dị. Trước khi thật sự hiểu rõ ràng đám thánh thú này, hắn đương nhiên phải phòng bị. Nếu không, bọn họ mà được tự do thì liệu ai trị nổi? Bắc Hải, Phong Thiên Hải ngao nhìn lên trời, lại cười nhạo, thế mà còn có nhân loại muốn đến thánh vực. Tiểu tử kia đi còn dễ hiểu, dù sao nếu hắn không đi, cường địch sớm muộn cũng tìm tới cửa. Nhưng hắn chắc cũng đáng phiền muộn đến chết ha. Thánh vực đâu phải nơi tầm thường, người ở chỗ này xưng vương xưng bá, đi đến đó chỉ là con kiến hôi, mặc người đùa bỡn, ha ha. Chúc các ngươi tìm đường chết vui sướng. Hải ngao đầu nữa chìm xuống dưới nước, không còn quan tâm nữa. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc này, Thiên tượng lại biến đổi, tám cột sáng càng ngày càng phát ra năng lượng mạnh, các quang trụ đột nhiên phóng hết về phía Lôi Ngâm Các. Tám luồng lực lượng hợp làm một thể, quang trụ tại Lôi Ngâm Các liền to lên gấp 10 lần, bầu trời không chịu được năng lượng trùng kích, bỗng nhiên nổ bể ra, hình thành một lỗ trống đen nhánh, không ngừng vỡ vụn lan tràn. Trên toàn bộ bầu trời, từng tầng từng tầng bị bóc ra như vỏ trứng vỡ vụn, hóa thành linh, quang, tiêu tán trong hắc động. Quang trụ không ngừng mở rộng, đám người thượng quan khinh yên bị bức cho khí tức trì trệ liên tiếp lui về sau. Sau đó quang trụ xuyên qua thân thể tất cả mọi người, sau đó tiếp tục khoách tán ra. Ẩm vang một tiếng, toàn bộ bầu trời hoàn toàn bị vỡ ra. Đến khi tất cả yên ổn lại, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy cả mảnh trời biến thành một màu đen kịt. Chúng ta vừa đã làm gì? Bầu trời không còn nữa. Thượng quan khinh yên thì thào. Ngô nhiên đông kinh hãi. Chỉ là bọn họ vẫn là không biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sao có thể như vậy? điện chủ cho chúng ta khởi động trận pháp, đến cùng là cái. Các ngươi mau nhìn. Hắn còn chưa nói hết lời, đã lại giật mình chỉ lên trời, giống to, bầu trời bầu trời lại hiện ra kìa. Mọi người lại nhìn lên bầu trời, quả thật phát hiện bầu trời đen nhánh đang chậm rãi tu bổ, dần chuyển biến thành một bầu trời xanh thẳm. Hải ngao hơi ngơ ngác một lúc, ngay sau đó cuồng hỉ không thôi, kết giới phàm dai rốt cục phá rồi, lão phu lại lần nữa tự do, ha ha. Hải ngao hung hăng vỗ xong chảo xuống mặt băng dưới chân, thân thể to lớn xông thẳng tới chân trời đột phá kết giới bắc hải thân thể bỗng dưng hóa thành một lão nhân mập mạp một mắt mừng rỡ bay lượn lên bầu trời từ nay về sau phàm giai cùng thánh vực không còn ngăn cách sẽ hòa là một thể thế giới này sẽ không còn là phàm giai ha ha phần thiên long tổ cũng phải ngơ ngác hồi mới mừng rỡ hóa thành một trung niên mặc kim sắc hoàng bào cười to liên tục lão phu rốt cục tự do rồi xú tiểu tử xem lão phu có xử ngươi không dám bỏ mặc lão phu lại hư tam đại thánh thú rốt cục được tự do vùng vẫy thiên hạ đi tìm chắc phàm mà nhân loại phàm giai còn không hiểu đang xảy ra chuyện gì đột nhiên một luồng linh khí nồng nặc giống như vòi rồng bao phủ toàn bộ phàm giai mọi người liền đắm chìm trong hải dương linh khí không cần chủ động hấp thu nguyên lực trong cơ thể vẫn tự động xoay nhanh hấp thu lực lượng chung quanh cái này đây là có chuyện gì ta muốn đột phá ta cũng giống vậy ta cũng vậy linh khí từ thánh vực liên tục tràn xuống phàm giai để bọn họ cảm nhận được lực lượng dồi dào trước đó chưa từng có cho nên trong một lúc ngắn ngủi toàn bộ tu giả phàm giai đang không ngừng đột phá có người vừa hôm qua mới đột phá thần chiếu cảnh hôm nay liền có thể trực tiếp tiến vào hóa hư cảnh thật giống như đang nằm mơ tất cả mọi người đắm chìm trong vô tận vui mừng nhưng bọn họ làm sao mà biết đây là thứ bọn họ vốn nên được chỉ là nhiều năm như vậy bị người áp chế rất nhiều mà thôi hô linh khí nồng đậm đến mức cảm giác như sển sệt tràn vào cơ thể mỗi tu giả phàm giai không ai dám từ bỏ cơ hội tất cả tĩnh tâm ngồi xếp bằng tu luyện rất nhanh một tháng đi qua mấy người vũ thanh thu không để ý tới ngoại sự yên tĩnh bó gối ở lôi ngâm cát hấp thu linh khí tinh thuần đến khi mở mắt ra ai nấy đều kinh hỉ trong thời gian ngắn ngủi bọn họ đều trở thành linh vương vượt qua bất bại kiếm tôn năm đó một đám người mở mắt chậm rãi đứng dậy quan sát bốn phía trận thức này có tác dụng gì vậy vũ thanh thu kêu lên có vẻ như không chỉ chúng ta được hưởng lợi mà toàn bộ thế giới đều đã cải biến chân thức chắc phàm để lại là gì vậy thật là kinh khủng mà ngô nhiên đông chậm rãi đứng lên nhưng lại không vẻ vui sướng mà nghiêm túc nói điện chủ đã nói đây là một trận thức có thể đả thông hai thế giới thậm chí trận này vừa mở hai thế giới sẽ dung hợp có thể nói linh khí mà chúng ta đang cảm thụ chính là từ thế giới kia tuôn qua người nói là thiên ma sơn mà chắc phàm từng đề cập qua không sai Khó trách, năm đó đệ tử Thiên Ma Sơn quát tháo phong vân, dưới tu luyện điều kiện ưu dị như thế, tất nhiên không tầm thường. Chắc phàm đả thông hai thế giới, để chúng ta có thể được hưởng lợi ích này, thật tốt. Tuy ta không biết nội tình như thế nào, nhưng trận thức cần phải đợi điện chủ gửi tín hiệu đến, mới cho phép chúng ta mở ra, trong này tất có nguyên nhân đặc biệt, sợ rằng đây là thủ đoạn cuối cùng của điện chủ, ngài ấy gặp phải đại phiền toái mới dùng đến. Cho nên bây giờ hai thế giới đã liên thông, chúng ta có thể đi tìm điện chủ, giúp hắn một tay không sai vô luận như thế nào tìm được trước hắn đã chỉ là vũ thanh thu hơi lúng túng nói chúng ta phải đi đâu mới tìm được hắn đây ách cái này ngô nhiên đông nhíu mày suy tư ta đã sai phái đệ tử ngũ châu đi thăm dò bốn phía hai thế giới đã dung hợp thì nhất định có chỗ giao giới hy vọng mau chóng tìm được chỉ hy vọng như thế vũ thanh thu thở dài thổn thức nói sợ là sợ lúc chúng ta tìm tới nơi chắc huynh sự tình đã xử lý xong việc một phương diện khác trên chín tầng trời xanh thẳm một bóng người màu xanh vụt qua tốc độ quá nhanh hiếm thấy trên đời chợt một tiếng hét lớn đầy nộ khí vang lên từ phía sau hắn lão già kia tên phản đồ này người đứng lại cho lão phu một đạo kim sắc bỗng chốc vụt tới người áo xanh kia giật mình liền dừng bước quay người lại cũng xuất ra một luồng thanh sắc liệt diễm oanh kim viêm cùng thanh viêm văng tung toái khắp nơi tràn ngập ngàn dặm nhiệt độ nóng rực khủng bố thiêu đốt khiến không gian vặn vẹo chỉ trong giây lát, toàn bộ bầu trời đã trở nên đen kịt, bao trùm mấy vạn dặm, mọi vật bị hai cỗ hỏa diễm làm cho bốc hơi. Uy lực đáng sợ như thế, chỉ sợ cho dù là thánh giả đỉnh phong gặp phải, cũng sợ đến vỡ mật. Vù vù, hai bóng người đứng đối diện giữa không trung, cuối cùng lộ ra bộ mặt thật sự, chính là Côn Bằng cùng Long Tổ đang trong trạng thái hình người. Thấy lão Long tự nhiên lại động thủ với mình, Côn Bằng tức giận, mắng to, "Lão gia hỏa, ngươi làm gì đấy?" Long Tổ cười lạnh nói, Năm đó ngươi làm việc tốt, lão phu còn chưa kịp tính sổ với ngươi đâu. Lão phu có chỗ nào đắc tội với ngươi sao, tính sổ cái méo gì? Ngươi phản bội. Long tổ nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước nếu không phải ngươi hại chết lôi hoàng, đến mức chết không toàn thây, có lẽ chúng ta đã không bị nhốt ở phàm giai nhiều năm như vậy, ngũ đại thánh thú chúng ta hợp lực. Hừ hừ, hợp lực thì sao? Ngươi cho rằng có thể đánh được thiên đế sao? Côn bằng suy cười bĩu môi nói, không biết tự lượng sức mình, Ngươi không biết tình cổ của tình thế đáng sợ đến cỡ nào không? Nếu không phải lão phu với lôi hoàng hợp lực diễn khổ nhục kế, lúc đó chúng ta đã thành chim bảy món với run luộc rồi. Long tổ sững sờ, khó hiểu nói, khổ nhục kế. Ngươi có ý gì? Ý ta là, năm đó lôi hoàng tự nguyện hiến thân, không phải do lão phu hại chết. Long tổ chấn động, vẫn bán tín bán nghi nói, sao có thể? Hắn điên rồi sao? Sao lại tự muốn chết? Hắn không phải điên, mà chính là đại nghĩa, vì cứu vãn sinh linh thiên hạ mà hy sinh bản thân người biết cái éo gì chứ nói đến đây côn bằng nghĩ tới chuyện chỉ biết thở dài một hơi sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống thấy thế long tổ càng thêm mê hoặc khí thế sát phạt cường đại trên thân dần dần tiêu tán xuống lúc này từng đạo từng đạo hàn khí băng lãnh dần dần phát lên hai người liền quay đầu đồng thanh nói hải ngao ha ha đúng vậy mỗi ngày ngâm mình dưới bắc hải cũng thật chán chết đúng lúc kết giới của thiên đế tan giã ta liền lên trên trời hoạt động gân cốt. Các ngươi cứ đánh tiếp đi, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, hắc hắc hắc. Côn bằng cao giọng nói, lão long, hải ngao, chuyện năm đó, các ngươi không hiểu, đi theo ta, ta sẽ giải thích với các ngươi rõ ràng. Bây giờ việc cấp bách là tìm được chắc phàm. Đã hắn chịu mở ra kết giới phàm dai, thì nói rõ đã tin tưởng chúng ta, chắc chắn hắn đã chạm mặt thiên đế, nếu chúng ta không cứu hắn, để hắn bị thiên đế độc thủ, tất cả chúng ta sẽ xong đời. Chúng ta chịu khổ nhiều năm như vậy sẽ coi như vô ích mất." Vừa dứt lời, Côn Bằng quay người lại, lập tức bay đi nơi xa. "Thôi đi, ngươi chịu khổ éo gì, tránh ở một chỗ mát mẻ làm sơn đại vương, chịu khổ là chúng ta đây này Long Tổ cảm thấy phẫn uất, nhưng vẫn lựa chọn tạm thời tin tưởng hắn, nên bay vút theo. Dù sao bây giờ, mọi người cùng chung địch nhân, cho dù trước kia là phản đồ thì sao, quan trọng là bây giờ nè." Hải Ngao hơi nhún nhún vai, bộ dáng không quan trọng, cũng lập tức đi theo sau bay ba ngày ba đêm, ba vị thánh thú rốt cục rời khỏi khu vực phàm giai, trở lại thánh vực. Mà vừa mới đến sơn lâm này, côn bằng liền ngửa mặt gào lên, long tổ cũng giống to, tiếng giống vang vọng bầu trời. Rất nhanh, một đám linh thú phi điểu cùng mấy bé cự long bay đến trước mặt ba người, thấy bọn họ liền kinh hỉ không thôi, cung kính nói, thuộc hạ bái kiến côn bằng đại nhân. Con cháu long tộc, bái kiến lão tổ tông. Ây, làm sao không bái kiến ta? Hải ngao khó chịu kêu lên, côn bằng cười mắng hải ngao ngươi đừng như vậy chỗ này không phải biển lấy đâu ra đồ tử đồ tôn của ngươi ừm cũng đúng vậy chúng ta đến đó một lần đi đi cái gì mà đi trác phàm chạy đến đó làm gì phần thiên long tổ nhìn đám con cháu sắc mặt lạnh lùng nói các ngươi nghe rõ đây chúng ta muốn tìm một người tên là trác phàm nhanh chóng đi tìm đi cả đám cự long chấn động một bé cự long cẩn thận từng ly từng tí hỏi lão tổ tông trác phàm đó có phải đại quản gia lạc gia hay không hắn đúng là một quản gia của tiểu gia tộc côn bằng gật đầu thế nào người biết hắn cự long khom người cúi đầu nói khởi bẩm lão tổ tông khởi bẩm hai vị thánh thú đại nhân chắc quản gia nói là đại biểu mấy vị đoạn thời gian trước liên hợp với chúng ta tiến công thánh sơn con mẹ nó đã không thả chúng ta đi ra con dám nói đại biểu chúng ta dùng người của chúng ta thực sự buồn cười hư long tổ tức giận nói tiểu tử kia đâu rồi lão phu phải xé nát hắn mới được hư cự long kinh hãi sao lại thế hắn không phải đại biểu lão tổ tông ngày sao đáng chết chúng ta bị lừa rồi nhưng bên cạnh hắn có hai vị thánh thú đại nhân còn có một vị tự xưng là truyền nhân của lão tổ tông ngài chúng ta mới tin còn mượn hóa long chỉ cho bọn họ tu luyện bây giờ chúng ta sẽ lập tức trở về giải quyết mấy tên giả mạo đó cái gì mà giả mạo khí tức thánh thú các ngươi không biết sao còn có truyền nhân đó hẳn là đệ tử của lão long đúng không quát côn bằng nhìn sang long tổ long tổ gật đầu nói chắc là tiểu tử diệp lân kia bọn họ xác thực là người làm việc thay lão phu vừa rồi chỉ là lão phu nói nhảm mà thôi ai bảo các ngươi động đến bọn họ cẩn thận cái đầu các ngươi ây vâng cự long sợ đến rụt đầu trong lòng oán thầm lão tổ tông từ lúc nào thích nói đùa vậy làm cho bọn họ còn coi là thật may mà không đắc tội mấy vị kia nguyên lai like là thật đúng rồi ngươi còn chưa nói chắc phàm đang ở đâu đưa chúng ta đi gặp hắn vâng 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 có điều cự long gật đầu, nhưng đột nhiên lại trần chờ. Long tổ cao mày, hồ nghi nói, có điều cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có điều ta chỉ có thể mang các vị đại nhân tìm tới lạc gia, chỉ sợ không tìm được trác quản gia. Vì sao? Bởi vì hắn chết rồi. Tam đại thánh thú giật này cả mình kêu lớn, côn bằng càng mềm nhũn cả người ra, như muốn té xỉu, xong, nhiều năm tâm huyết, hóa thành hư không. Phụ thân, đại ca, Lạc Gia Thành, phủ đệ Lạc Gia, các vị Lạc Gia cấp cao ngồi trong đại sảnh, vẻ mặt ai nấy đều bi thảm. Chợt, từng tiếng hét to vang lên. Mọi người dương mắt nhìn lên, thấy ba đạo thân ảnh quen thuộc liên tiếp xông đến, chính là ba người cổ tam thông, tước nhi cùng Diệp Lân trở về. Mà lại khí thức trên en thân bọn họ cường đại, đều đạt tới tu vi thánh giả trở lên. Âu Dương Trường Thanh ngay lập tức tiến lên khen, Diệp Lân, xem ra người thu hoạch không nhỏ, nhanh như vậy đã đột phá thánh cảnh ngày nào đó ta cũng phải đến hóa long chỉ xem xem tránh ra nhưng không chờ hắn nói hết lời diệp lân đã hung hăng hắn đẩy hắn qua một bên bước đến trước mặt lạc vân hải chất vấn lạc gia chủ đại ca ta đâu vì sao cả long vực đều nói hắn chết rồi lạc vân hải thở dài một hơi buồn bã vỗ vỗ vai hắn yên tâm đi chắc đại ca khả năng còn có một đường sinh cơ nhưng sương nhi cùng ngự vũ cô nương thì các nàng lúc này kiếm đồng tiến trước một bước sắc mặt nặng nề nói các nàng vì cứu lão cha tất cả đều đã chết rồi bọn họ mượn đại đạo đế cảnh tạm thời tăng thực lực lên cứu tàn hồn lão cha khỏi tay thiên đế nhưng chính bọn họ bởi vì không thể thừa nhận lực lượng đế đạo mà thân thể phá tán thần hình câu diệt diệp lân giật mình cuối cùng thở dài một hơi trầm trọng cúi thấp đầu tước nhi vô cùng đau thương nghĩ tới thời gian ở chung với bách lý ngự vũ tâm tình trầm trọng nhất tất nhiên là bách lý cảnh thiên và bách lý ngự lôi bách lý gia súng dốc ba người đi theo trác phàm đến thánh vực nay lại còn mất đi một người bách lý ngự lôi luôn, luôn coi bách lý ngự vũ là thân muội tự nhiên đau lòng nhất bách lý cảnh thiên thì cảm nhiễm liên hệ máu mủ có điều trong lòng bọn họ không có hận ý dù sao đây là con đường bách lý ngự vũ tự lựa chọn bọn họ không được phép hận bất kỳ người nào kinh lôi kiếm vương mối thù của chúng ta đối với trác phàm dường như không quan trọng như ta từng nghĩ bách lý cảnh thiên nhìn bách lý ngự lôi nói ngự vũ kiếm vương đi rồi ta mới chợt phát hiện lòng ta trống rỗng, thiếu điều gì đó quan trọng, ta phát hiện, hiện tại mới là quan trọng nhất, phải mất đi rồi mới hối hận. Bách Lý Ngự Lôi không nói gì, không biết có phải gió lúc đột phá hoàng giai, ảnh hưởng từ đế đạo của Trác Phàm hay không, bây giờ ta thông suốt, cởi mở hơn trước rất nhiều. Nhớ năm đó bị cụt một tay, suốt trăm năm sau đó, ta một lòng muốn giết Trác Phàm, không chú ý đến người bên cạnh, đến khi đế quốc hủy, ta càng muốn giết Trác Phàm. Lần này Ngự Vũ Kiếm Vương đi rồi, ta mới phát hiện trăm năm qua, trong lòng ta chỉ có giết chóc hận thù, lại không phát hiện rất nhiều thứ đang dần dần mất đi. Kinh lôi kiếm vương, chúng ta quy ẩn đi. Ta cũng muốn tìm tới phụ vương ta, an độ lúc tuổi già. Bệ hạ đang ở hoa vũ thành. Bách lý ngự lôi mở miệng nói, chúng ta có thể đi tìm hắn. Bách lý cảnh thiên sững sờ, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Trác phàm nói, bách lý ngự lôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Tâm tư ngươi như nào, hắn hiểu được, nhưng ngươi đã trợ hắn, mặc kệ là vì ý đồ gì hắn sẽ chiếu cố tốt gia quyến nhà ngươi vì không thẹn với lương tâm bệ hạ là vong quốc tri quân nhưng không bị cầm tù mà chính là được an trí ở hoa vũ thành nghe nói nơi đó là nơi trác phàm cảm thấy nhẹ nhàng yên tĩnh nhất hắn cũng hy vọng cha ngươi cũng được như vậy bách lý cảnh thiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ nguyên lai hắn còn để ý tới chuyện này đến chính ta lại quên mất cha mình cho nên mới nói trác phàm là người làm đại sự người như vậy sẽ có đạo của mình đạo có thể hấp dẫn thu tâm mọi người, hình thành lực lượng chỉ thuộc về chính hắn. Bách Lý Ngự lôi mỉm cười, thản nhiên nói, chờ chác quản gia trở về, cùng hắn đánh xong một trận, chúng ta đi ẩn cư với bệ hạ, ngươi thấy thế nào? Bách Lý Cảnh Thiên không trả lời, chỉ nhắm chặt hai con ngươi, vô ý thức gật đầu, quay mặt đi, âm thầm rơi lệ. Cút ra chỗ khác. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên từ phòng ngoài. Diệp Lân đang lúc giận dữ, nay càng thêm sôi máu, hùng hùng hổ hổ, đi ra ngoài quát to, buồn cười, Người nào dám đến Lạc Gia Hồ to gọi nhỏ? Là lão phu, làm sao? Dứt lời, một người trung niên mặc áo bào màu vàng, vàng hùng dũng hiên ngang xông vào, bên cạnh còn có hai bóng người một xanh một lam, chính là long tổ, côn bằng cùng hải ngao đến. Cảm thụ khí tức quen thuộc từ trên thân bọn họ, Cổ Tam Thông cùng Tước Nhi giật mình, lập tức nhận ra. Nhưng Diệp Lân dù sao là nhân loại, còn chưa từng thấy long tổ biến thành hình người như thế, vẫn xông đến mắng to, gan chó lớn thật, ngươi từ nơi nào đến, dám đến Lạc Gia Dương Oai? long tổ sững sờ thấy mình đồ đệ dám nói như thế với mình liền giận quá hóa cười thằng nhãi con này cánh cứng rồi dám giáo huấn lão phu cổ tam thông cùng tước nhi cười khổ vội vàng kéo diệp lân trở về không ngừng đánh ánh mắt cho hắn người muốn chết à lại dám đi đắc tội ba lão quái vật côn bằng không để bụng ánh mắt lướt ngang lướt dọc không ngừng tìm kiếm bây giờ thứ bọn họ lo lắng nhất là an nguy của trác phàm mọi chuyện khác đều không quan trọng lúc này một đám long thánh nối đuôi nhau đi vào nhìn thấy long tổ liền kích động nước mắt chảy ngang lập tức quỳ xuống nói lão tổ tông ngài quả nhiên không có việc gì một lần nữa trở lại với con cháu long tộc chúng ta thật sự là đáng mừng mà cái gì ngươi ngươi là sư phụ diệp lân kinh hãi sợ đến run người thằng nhãi con lát nữa lão phu tính sổ với ngươi chắc phàm đâu rồi đi ra dây cho ta hắn không phải chết thật rồi chứ lão tổ tông ngài có chỗ không biết vài ngày trước, Long Đế Đại Nhân bị tám kẻ xấu chém thành trăm mảnh. Ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta, vì Long Đế Đại Nhân báo thù. Long Tổ không kiên nhẫn phất phất tay, chỉ là một Long Đế, ngu thì chết. Hôm khác chọn đứa nào có thiên phú tốt là được. Mấu chốt là bây giờ, chắc phàm đâu rồi, hắn chết thật rồi hả? Hắn chết thì toang đấy. Tất cả Long Thánh trợn tròn mắt, bọn họ nghe nói Long Tổ tái xuất giang hồ, liền lập tức chạy đến Lão Tổ Tông kêu khổ. Nhưng vạn vạn không ngờ, trong mắt Lão Tổ Tông, long đế không quan trọng tánh mạng của một tên nhân loại mới là quan trọng nhất xem ra trác phàm thật sự là tâm phúc của lão tổ tông kết quả là bọn họ cải biến sách lược khóc lóc nói về trác phàm lão tổ tông mặc kệ là báo thù cho long đế đại nhân hay là báo thù cho trác quản gia bởi vì giết bọn họ là cùng một nhóm người cái gì hắn thật sự bị người giết long tổ quay đầu nhìn côn bằng nói làm sao bây giờ tiểu tử kia chết rồi côn bằng nghiêm nghị quát các ngươi nghe kỹ đây, sinh tử của Trác Phàm gắn liền với sinh tưởng của thương sinh. Các ngươi trả lời chắc chắn cho lão phu, hắn chết thật rồi à, các ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Nhìn ba người khí thế hung hăng, tất cả mọi người câm như hến, chỉ có kiếm đồng tiến trước một bước nói, các vị tiền bối, chuyện là như vậy. Sau khi tất cả chân tướng rõ ràng, ba người côn bằng mới thở phào một hơi, yên lòng nói, thì ra là thế, đây là còn có một đường sinh cơ, may mắn may mắn. Long tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, lão gia hỏa, tiểu tử kia chỉ còn một tia tàn hồn, toàn thân công lực bị người hút đi, thật sự là phế không thể phế hơn được, mặc dù có sinh cơ, nhưng còn có hy vọng gì. Phế? Hừ hừ, nếu như người biết rõ hắn là ai, người sẽ không nói như thế đâu. Hắn? Long tổ nhíu mày nói, hắn không phải quân cờ mà ngươi dùng để chấp hành âm mưu gì đó sao? Hắn có thể là ai? Chẳng lẽ lại là đế quân chuyển thế? Côn bằng thản nhiên cười nói, cũng không kém nhiều đâu, lão long còn nhớ vô miệng đế quân năm đó không hắn long tổ kinh hãi đệ đệ thiên đế nam nhân cùng thiên đế tịnh xưng thiên đạo song tôn không thể nào chắc phàm là hắn làm sao hắn lại nhập ma đạo còn không phải là vì mục tiêu cuối cùng nhất của tất cả đế quân vô thượng cảnh sao nói tới đây trong lòng phong thiên hải ngao cùng long tổ lập tức xuất hiện 10 chữ to thập đạo quy nhất vô thượng cảnh chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết đó thật có hy vọng thực hiện sao nhìn ba lão đầu vừa đến, người một lời ta một câu, hoàn toàn coi người bốn phía thành không khí. Lạc Vân Hải rực rỡ cười ôm ôm quyền nói, chư vị tiền bối, đến lâu như vậy, còn chưa thỉnh giáo. Côn bằng thản nhiên nói, ba chúng ta là thánh thú, kình thiên côn bằng, phần thiên long tổ, phong thiên hải ngao, trước đó từng dạy bảo trác phàm. Cái gì? Thánh thú, tồn tại sánh vai với đế quân. Bọn người Lạc Vân Hải kinh hãi, ngay sau đó đại hỷ, có ba vị thánh thú xuất thủ, Đối phương chỉ có hai đế quân, chúng ta có phần thắng rồi. Côn bằng bĩu môi, có phần thắng cái éo gì? Hai đế quân, một trong hai còn là thiên đế, tu vi ngang nhau, hắn lấy một đánh mười người. Chúng ta mới có ba, đào đâu ra phần thắng? Thứ vô chi, đừng có nằm mơ ban giữa ngày nữa, phần thắng duy nhất của chúng ta là chắc phàm. Long tổ lắc đầu, nhưng chắc phàm chỉ là một luồng tàn hồn, dù hắn là vô miệng đế quân thì... Côn bằng sủi cười, tàn hồn của hắn không phải được tinh thần đại đạo của vân đế tiếp đi sao? nếu ta không đoán sai, hắn đã đến luân hồi thiên trì. Ở nơi đó, hắn sẽ lại, tất cả mọi thứ của hắn, bao gồm cả lực lượng tiếp cận thiên đế nhất khi đó. Bầu trời đêm sáng tỏ, một đạo tinh quang xẹt qua, rơi vào một bụi cỏ, phát ra tia sáng trói mắt, khi ánh sáng thu liễm, hiện ra một bóng người hư huyễn. Định thần nhìn lại, chính là Trác phàm. Nơi này là, Trác phàm tỉ mỉ dò xét nơi này, chỉ thấy chim hót hoa nở, cỏ thơm um tùm, rất bình tĩnh ưu mỹ. Phẳng phất như tiên cảnh, không có chút bụi bẩn của trần thế tầm thường một ngọn cỏ cong xuống mặt hồ tĩnh lặng như gương khiến người ta liếc nhìn lại như toàn bộ tâm linh đều được gột rửa trác phàm chậm rãi đi tới đó ngồi xổm xuống đưa tay xuống mặt nước từng đạo gợn sóng khuếch tán một rung động không gian vô hình phát ra từ trên mặt nước sau một khắc mặt nước thanh tịnh hiện ra hai nhân ảnh đang ngồi đánh cờ một người là công tử mặt trắng một thân áo bò trắng tư thế hiên ngang ánh mắt hiền lành như đứa đựng nụ cười Người còn lại là một người lạnh lùng không có chút tình cảm, cho dù là đánh cờ, ánh mắt nhìn về phía quân cờ cũng không có chút gợn sóng, dường như đã sớm không để ý thắng bại, tâm như bị niêm phong. Mà người này, hắn biết, chính là Thiên Đế. Trác Phàm kinh ngạc nói, đây là nơi nào? Cái ao này thế mà có thể giám thị được cả Thiên Đế? Hắn còn không phát giác chút nào. Sao có thể? Đế Quân cảm giác vô cùng nhạy bén, đã thông thiên địa, cho dù cách không đều ngay lập tức sẽ chú ý tới, sao lại thế? từ trong hình chiếu, thiên đế đặt một con cờ xuống bàn, lạnh lùng nhìn về phía đối diện người kia nói, đệ đệ, ngươi lại thua rồi. Đây trận thứ 99 của chúng ta, ngươi không thắng nổi một bàn, còn không đủ để chứng minh tất cả sao. Đệ đệ, chắc phàm sững sờ, cảm thấy càng thêm hồ nghi, làm sao thiên đế lại có đệ đệ. Lúc trước hắn không phải xưng mình là đệ đệ hắn sao? Tại sao lại còn một người nữa? Chẳng lẽ hắn có ham mê nhận đệ đệ? Thế nhưng ngươi nhận thì nhận, lại quá vô tình, miệng thì kêu huynh đệ, tay lại muốn đưa người vào chỗ chết, người rốt cuộc có ý gì? Cảm thấy oán thầm, chắc phòng ngồi yên xem tiếp. Người đẹp kia chỉ cười nhẹ một tiếng, không để bụng, dường như đã thua quen, khoát tay nói, tiểu đệ tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục, ha ha. Cái gì mà tài nghệ không bằng người? Đến cảnh giới như chúng ta, ván cờ thắng bại, còn cần nhìn kỹ nghệ sao? Thiên đế trầm mặt đứng lên, hử nhẹ nói, bàn cờ ta là vũ trụ, vì thiên địa, nắm được cờ chính là đạt được đạo. Hai huynh đệ chúng ta cùng nhau tham ngộ thiên đạo, bây giờ ta đã ngưng tụ không minh đại đạo đế đạo, tám lão gia hỏa kia cũng đã thành đạo, trở thành đế quân. Ta nói cho người biết, ta đã cảm nhận được thiên địa pháp tắc, danh vị đế quân chỉ có 10, vị trí còn lại, người tính chừng nào thì thành đạo. Người đệ đệ kia lơ đĩnh nói, thuận tự nhiên. Hừ, nói dễ nghe, thuận tự nhiên, thế nhưng thiên đạo vô tình, đạo của ngươi có quá nhiều cảm tình hỗn tạp, vĩnh viễn không thành được nếu muốn thành đạo đầu tiên phải như ta vậy bài trừ tất cả quấy nhiễu mới được ngươi hiểu chưa ớ ờ, đại ca ngươi quá độc đoán rồi đó để đệ, đệ cười gãy đầu rồi chậm rãi đứng lên mấy người cửu u không phải người trí tình trí nghĩa không phải cũng đều thành đạo sao đế quân đại đạo với hữu tình vô tình dường như không có gì liên quan quá nhiều nha ha ha nghiêm túc lại cho ta thiên đế cao ngạo ngẩng đầu thiên tôn địa ti thiên đạo là hơn chúng ta ngộ thiên đạo tất nhiên phải vô tình bọn họ lĩnh hội nhân đạo người chính là mầm của địa trời sinh đã ti tiện hơn thiên đạo chúng ta được trời lựa chọn người trưởng đạo chớ có đánh đồng với lũ đế quân đê tiện kia đệ đệ lắc đầu sắc mặt nghiêm túc đại ca không minh đại đạo tuy mạnh nhưng không thể một vị phủ định đạo thống của người khác nếu thiên địa không có tình sao lại bồi dưỡng thế gian vạn vật chỉ có thể nói thiên địa đại tình đại ái thế nhân không hiểu thiên đạo không phải vô tình vô tình phi thiên đạo hừ bồi dưỡng vạn vật Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Thiên đế cười lạnh, thế gian trước sinh thiên địa, sau sinh vạn vật. Thiên địa vĩnh cửu, vạn vật có điểm dừng. Nói cách khác, thiên địa vĩnh viễn là thiên địa, nó chỉ vận hành theo quy tắc của nó. Sinh linh vạn vật chỉ xuất hiện tại một giai đoạn nào đó mà thôi. Vạn vật dựa vào thiên địa mà sinh, nhưng thiên địa không cần dựa vào vạn vật. Thiên địa vốn là vô tình, ngươi lại cứ trộn lẫn nhân đạo với thiên đạo, dở dở ương ương, đáng đời ngươi khó thành đại đạo. Khuôn mặt đệ đệ cứng ngắc, dường như nghẹn lời trầm ngâm một hồi rồi lẩm bẩm nói nhưng nếu trời có tình thì sao không có khả năng ta nói là nếu như trời như có tình trời cũng già nếu thiên địa hữu tình vậy có khác gì phàm vật tự nhiên không thể trường tồn thiên đế bễ nghĩa nói nhắc nhở một câu cuối cùng danh vị đế quân chỉ còn ngươi tự giải quyết cho tốt vừa dứt lời thiên đế vẫy vẫy tay áo rời đi người đệ đệ đứng lặng tại chỗ có vẻ do dự không biết nên xử sự, sự như thế nào chắc phàm nhăn mày thiên địa vốn là vô tình đã lựa chọn thiên đạo còn xen lẫn cảm tình chỉ là bây giờ còn có người hy vọng có xưng đế mà lại được thiên đế coi trọng như vậy à đúng đệ đệ của hắn mà chỉ là không biết đây là đệ đệ ruột hay là kiểu đồng môn nhận nuôi kết nghĩa ải chắc là thân rồi chứ nếu là đệ đệ thuận miệng nói như lão tử chắc sớm đã bị hắn thịt chết còn nữa cái gì gọi là chỉ còn một danh ngạch danh ngạch thập đế không phải điều đã đủ hết sao chẳng lẽ thế nào ngươi thấy thiên đế nói không sai sao một tiếng hét lớn già nua vang lên sau lưng hắn. Trác Phàm không khỏi giật mình, vội vàng xoay người, chẳng biết lúc nào, một lão giả toàn thân mặc bào phục đen nhánh, râu dài đen trắng hỗn hợp phiêu đáng trước ngực, xuất hiện trước mặt hắn. Trác Phàm chấn động, vừa muốn đứng dậy hành lễ, bởi vì hắn thấy, lão giả xuất hiện ở khu vực thần bí như này, tuyệt đối là tuyệt thế cao nhân. Có điều, lão giả kia lại vỗ vỗ vai hắn, ngay sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, cười nói, người trẻ tuổi, đừng khách khí, chúng ta đều chỉ là một luồng tàn hồn không biết ngày nào thì tán còn cần tục lễ làm gì chúng ta vẫn nên tiếp tục xem bí văn thiên đế ha chỗ khác ngươi sẽ không được nhìn thấy đâu ha ha ấy lão tiền bối ngài thật là nhìn thoáng ha ha lão gia hỏa này là ai vậy thật là cổ quái xem bí văn của người ta còn quan trọng hơn mạng mình lúc nào tàn hồn tiêu tán cũng mặc kệ chỉ nhìn cho đã mắt là được đúng nơi này đến cùng là nơi nào sao có thể nhìn thấy chuyện tư mật như thế của thiên đế rốt cục muốn nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Trác phẩm ôm ôm quyền nói, tiền bối, nơi này là nơi nào? Vì sao bí văn của thiên đế lại hiển hiện ở đây? Ngươi không biết. Lão đầu không khỏi sững sờ. Trác phẩm gật gật đầu. Đương nhiên, ta đần độn u mê tới nơi này, là bằng hữu đưa ta tới. Há, thì ra là thế, tiểu tử ngươi vận khí tốt. Ngươi không biết, nơi này không phải người hữu duyên thì không đến được. Mà một khi đến được, tám thành thì có cơ hội trọng sinh. Chỉ cần ngươi lưu lại một vật để đánh đổi là được. Đồ vật? Thứ gì? Cả đời, trí nhớ, cảm giác, còn có tất cả. Nơi này là Luân Hồi Thiên Trì, bất luận tàn hồn nào sắp tiêu tán khi đến được đây, đều có cơ hội luân hồi. Cái gì? Luân Hồi Thiên Trì? Trác Phàm giật mình, ngay sau đó nhìn kỹ lại lão giả, cả kinh kêu lên, đây là đạo tràng của Luân Hồi Đại Đế. Như vậy, tiền bối, ngươi chính là Luân Hồi Đại Đế? Ha ha, ngươi đoán sai, ta chỉ một luồng tàn hồn thôi luân hồi đại đế không xuất hiện ở đây tất cả tàn hồn oán nghiệm may mắn tới nơi này chỉ cần lưu lại tất cả của kiếp trước sẽ tự động được luân hồi không cần đại đế xuất thủ đây coi như là phúc báo đi quên đi tất cả là có thể luân hồi làm sao ngươi còn ở nơi này còn nói cái gì mà ngày nào thì tán chẳng lẽ ngươi không muốn luân hồi ai à, ngươi không nghe thấy lão phu nói sao luân hồi là có điều kiện phải bỏ đi tất cả của kiếp trước không bỏ súng được đương nhiên sẽ không luân hồi có một số việc quá trọng yếu quan trọng hơn cả cái của mạng già mình nên ta tình nguyện tiêu tán ở chỗ này quả quyết không thể luân hồi trác phàm lòng đầy kính trọng ôm quyền đúng vậy có những ký ức khiến người ta cho dù chết biến thành cho bụi cũng không muốn mất đi nhất định rất chân quý mà có thể giữ lại chuyện đáng giá hơn cả sinh mệnh mình trên đời này không nhiều người làm được vậy đáng để hắn tôn trọng nhưng ngay lúc lòng kính trọng của trác phàm đang bay lên lão già kia lại bỗng cười bỉ ổi nói còn nữa nơi này mỗi ngày có thể nhìn thấy chuyện lúc trước của hắn rất thú vị rất đặc sắc tốt hơn trần thế nhiều hắc 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 trác phàm kém chút ngã nhào té ngã trên đất da mặt có rúm lại em gái ngươi nói cho cùng vẫn là vương vấn trần thế như mấy bà ngoài chợ ta còn tưởng là ngươi có nhiều nhân sinh tình hoài cao thượng vừa rồi ta cảm động cái éo gì vậy chứ mau nhìn đừng bỏ lỡ chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio chợt lão đầu kia vẫy vẫy trác phàm thần sắc bị ổi cứ như một đám sắc quỷ nhìn lén cô nương tắm rửa mặt nở rõ nụ cười dâm đãng bất đắc dĩ trợn mắt nhưng trác phàm cũng không tiện chối từ lần nữa tiến lên trước mà lại biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng hiểu thêm về quá khứ của hắn cũng có chỗ tốt trác phàm kêu lên lại là người đệ đệ kia nói như vậy hình ảnh này là trí nhớ của hắn trước khi chuyển sinh lão đầu cười hiền từ gật đầu thế nhưng thân là đệ đệ thiên đế lại đã có tư cách ngưng tụ đế đạo Hẳn là đang chuẩn đế cảnh, thế mà muốn luân hồi. Ai, lần đại chiến thượng cổ kia rốt cuộc tàn khốc cỡ nào vậy? Người đệ đệ đến một sơn động ẩm ướt, trong mắt đầy vẻ hưu quạnh. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, ngươi thật phải làm như vậy sao? Giọng nói này là Trác Phàm kêu to lên, "Minh đế." Lão đầu kia không nói gì, chỉ cười thâm sâu rồi tiếp tục quan sát. Người đệ đệ có vẻ do dự, nhưng cuối cùng ánh mắt trở nên kiên định lạ thường, lời đại ca nói, ta không thể phản bác có lẽ hắn nói đúng thiên đạo vốn vô tình đạo của ta quá đa tình thành ra khó ngưng tụ đế cảnh có thể là huynh đệ các ngươi tuy đều tham ngộ thiên đạo nhưng chỉ như tiên thiên bát quái hậu thiên bát quái vô luận đúng sai chỉ là phương hướng lĩnh hội khác biệt thôi nếu như nhất định phải tách ra danh giới hắn là thiên đạo xuất hiện trước nhân đạo ngươi là nhân đạo xuất hiện về sau thiên đạo theo ta thấy thiên đạo của ngươi càng có thể tương hợp với nhân đạo đạt tới vô thượng đại đạo trên cả đế cảnh Người đệ đệ cười khổ lắc đầu, thở dài nói: "Con nói cái gì mà vô thượng cảnh, giờ ta còn chưa đạt tới đế cảnh, ta không yêu cầu những thứ xa vời đó." "Minh đế, việc ta nhờ ngươi làm, ngươi làm thế nào rồi?" "Tốt." Minh đế thở dài một tiếng, rồi vung tay lên, một đoàn khí lưu u ám thổi qua, trước mắt hai người liền xuất hiện tượng băng của một nữ tử, toàn thân tượng đen nhánh, lão phu tinh luyện âm tinh vạn năm trong minh hải mà tạo thành, đồng thời thu thập ngàn vạn oan hồn lệ khí cho vào bên trong. "Ngươi hãy cẩn thận, người đệ đệ thở dài một hơi làm phiền chờ một chút đột nhiên minh đế gọi lại hắn người đệ đệ quay đầu nhìn minh đế muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng vẫn là thở sâu thản nhiên nói đại ca ngươi từ khi xưng đế chúng ta đều biết hắn là như nào bây giờ ngươi phong ấn tất cả tình nghĩa của mình vào bên trong tượng băng phải chăng cho thấy về sau chúng ta có còn là bằng hữu nữa không người đệ đệ than nhẹ một tiếng thuận tự nhiên đi nói rồi hắn bắt đầu kết ấn quyết không gian chấn động, từng sợi ngũ thải hào quang bay ra từ thể nội, bay thẳng vào tượng băng năm màu. Thấy thế, Trác Phàm kinh hãi, thật sự là có huynh tất có đệ, đế cảnh đại đạo là bảy màu, hắn đã tu đến năm màu. Nói cách khác hắn không chỉ là chuẩn đế, mà chính là chỉ cách đế cảnh một khoảng rất nhỏ. Chỉ là như vậy về sau đều không trở thành thập đế, đến cùng là vì cái gì? Tại sao hắn lại khu trừ ra tình nghĩa ra khỏi thiên đạo? Trác Phàm không rõ, lão giả kia lại cười nhẹ lắc đầu buồn vô cớ tiếp tục xem quả nhiên sau khi hoàn thành tất cả người đệ đệ biến sắc trở nên cứng ngắc băng lãnh quay đầu rời đi thậm chí chưa từng nhìn minh đế chỉ để lại hai lời lạnh như băng cảm ơn xem ra từ nay thật không còn là bằng hữu minh cười khổ cứ như vậy tất cả tình nghĩa trong lòng người đệ đệ bị khu trừ ra khỏi thiên đạo tĩnh tâm tu luyện vô tình thiên đạo thiên đế rất hài lòng thế nhưng qua ba tháng sau điều kỳ lạ là hắn vẫn không ngưng tụ đế cảnh đại đạo lúc này một chuyện vô cùng khó tin xảy ra đang lúc hắn bế quan tu luyện thì cảm thấy trái tim chợt nhảy lên trở nên bực bội bất an dường như có chuyện gì đang chờ hắn làm vậy kết quả là dựa theo chỉ dẫn trong lòng hắn xuất quan một đường chạy như bay cuối cùng lại trở lại sơn động nơi mà hắn trong phong ấn tâm tình nghĩa trong lòng hiện ra nghi hoặc chậm rãi đi vào trong ngươi quay lại đột nhiên một giọng nữ chuyển đến bên tai hắn một làn gió thơm thổi nhẹ tới cửa sơn động xuất hiện một nữ tử mi thanh mục tú xinh đẹp rung động lòng người ý cười yêu kiều người đệ đệ kinh hãi trác phẩm cũng thốt lên cái này đây không phải tượng băng kia sao làm sao lại biến thành người người đệ đệ cũng nghĩ như thế không hiểu ra sao lại được như này minh đế đã làm cái gì vậy không phải nói nữ tử kia là tượng băng là vật chưa à làm sao lại biến thành người nữ tử kia lướt nhẹ đến trước mặt hắn giải thích mọi thứ nguyên lai like, thể nội tượng băng tràn ngập vô tận oán khí nhưng người đệ đệ dù sao là tu giả tu luyện tới đỉnh phong đại đạo, đạo của hắn lại trí tình, chẳng những không thể bị những oán khí kia phong ấn, ngược lại còn cảm hóa chúng nó, tất cả đều biến thành tình. Mà thứ hữu tình lạnh như băng đây là cái gì? Người, yêu, hay là gay? Dù sao nàng là sống, mà lại bởi vì trí tình là căn cơ hữu tình thiên đạo của người đệ đệ. Nữ tử này vừa mới có sinh mệnh, người đệ đệ liền cảm giác được đầu tiên. Mà lại nữ tử này còn tương đương ỷ lại đối với người đệ đệ, cả ngày dính ở bên cạnh hắn nhưng hiện tại hắn đã tu vô tình thiên đạo, tự nhiên tuyệt không thể dễ dàng cho phép nàng quấn quýt lấy hắn, hắn muốn đoạn tình tuyệt nghĩa. Có điều, thể nội trí tình của nữ tử kia là tới từ trên thân hắn, đối với việc nữ tử này si mê cùng dây dưa đến cùng, trong đáy lòng hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Thật giống như máu mủ tình thâm vậy, Thủy Trung có liên hệ. Một lúc sau, người đệ đệ liền quen thuộc. Hơn nữa còn làm sư phụ của nàng, dạy bảo nàng tu luyện. Bởi vì vốn là có cảm ngộ tình thiên đạo của người đệ đệ hữu tại thân, nàng tu luyện với tốc độ kinh người không giống thường nhân đương nhiên nàng vốn không phải là người càng giống tinh linh thế gian tình nghĩa ngưng tụ ra tinh linh chỉ mấy năm nàng đã đạt tới thánh giai người đệ đệ cũng lấy làm vui mừng đồng thời vô tình thiên đạo trong lòng lần nữa bị lây bệnh phát chân tình có sự quan tâm âm thầm đối với nữ tử kia còn nữ kia tử thì cũng chậm rãi có tình nghĩa đối với người đệ đệ thâm tình không quên một đôi kim đồng ngọc nữ cứ như vậy sinh ra, người đệ đệ kết giao với mấy hảo hữu minh đế, từ sau lần đoạn tình tuyệt nghĩa, này bắt đầu chậm rãi, khôi phục. Thấy thế, minh đế cuối cùng nở nụ cười hài lòng. Minh đế thật là âm hiểm. Chác phàm tắc lưỡi, hắn có phải sớm đã có mưu đồ này, chuyên môn điều khác mỹ nữ để hắn tiếp tục có chân tình. Chỉ là phong ấn vật chứa mà thôi, người cứ tiếp tục làm cái dương không tốt sao. Người ta muốn đột phá đế cảnh, minh đế làm vậy không phải làm người ta chậm trễ thời gian hả. Trác Phàm khinh thường bĩu môi, giờ ta biết vì sao Thập Đế không có hắn rồi. Ha ha. Lão giả Lơ đĩnh lắc đầu, hắn chưa thành đế, là bởi vì đại đạo của hắn có khuyết điểm, không phải là hắn tu thiên đạo hữu tình sai, lúc hắn đoạn tình tuyệt nghĩa, không phải vẫn không có đột phá sao? Tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi có người trong lòng không? Có. Vậy giữa đế cảnh và người đó, chọn một trong hai, ngươi chọn thế nào? chắc Phàm trầm ngâm một hồi, cuối cùng cười lạnh nhạt đáp, chọn người đó. Vì sao? tâm tâm ta nguyện như vậy nhìn trong hồ người đệ đệ trác phòng không sai gật đầu nếu nghi ngờ không tin tưởng tâm mình liền đã định trước không thể thành tựu đế cảnh khi vị đệ đệ này tuyệt tình đoạn nghĩa từ đó về sau hắn không phải cách đại đạo thêm gần mà chính là càng xa lão già gật đầu khen xem ra trong lòng ngươi vẫn hiểu đúng vậy mà lại ta dường như cùng cảnh ngộ với hắn ha ha trác phòng cười khúc khích đột nhiên một tiếng giận dữ mắng mỏ đầy băng lãnh vang lên quên nàng lần nữa nhìn lại liền thấy hình ảnh biến đổi khuôn mặt lạnh lùng của thiên đế xuất hiện nhìn người đệ đệ nói ta vừa xuất quan cho là ngươi có thể thành đế kết quả ngươi lại trở về chẳng những tình nghĩa lại sinh còn có thêm một nữ nhân như vậy ngươi còn chấp trưởng thiên đạo như thế nào người đệ đệ thản nhiên nói không quan trọng bản tộc có đại ca là đủ để chấn nhiếp thiên hạ rồi cho dù ta không xưng đế thì có sao ngươi đừng hiểu lầm ta không phải quan tâm ngươi ta không quan tâm bản tộc phát dương quang đại ta chính là ta, thiên đế, trưởng khống giả không minh đại đạo. Trong mắt thiên đế vẫn không có chút cảm tình, lạnh như băng nói, ta đốc xúc người xưng đế, chỉ là một loại bản năng. Tựa như động vật nuôi con nhỏ, mọi người thường nói động vật có cảm tình, nhưng động vật nào có phức tạp như nhân loại. Những gì chúng làm ra, chỉ là vì tuân theo thiên đạo, sinh sôi này nở mà thôi. Ta cũng như thế, ngươi là đệ đệ ta, cho nên ta hy vọng ngươi có thể cùng ta chấp trưởng thiên đạo, đừng là một phàm nhân mà làm ta xót thương. Người đệ đệ lại cười lạnh, xót thương. Đại ca vô tình vô nghĩa đến mức vậy, lấy đâu ra câu chuyện xót thương thế? Không sai, xót thương là đã giữ chút tình với ngươi, ta có ý là, đừng để ta miệt thị ngươi như những kẻ ti tiện kia. Trong mắt thiên đế lóe lên từng đạo sát ý, nếu ngươi không nguyện, ta sẽ thay ngươi quyết đoán, giết nữ nhân kia. Mặt hồ bình tĩnh nổi lên từng gợn sóng, hình ảnh dừng lại trong ánh mắt lạnh lẽo của thiên đế, rồi biến mất. Trác phàm thở dài một hơi, ngày này thiên đế chỉ làm cầu độc thân, ngay cả đệ đệ nhân duyên của mình cũng muốn can thiệp còn nói mình vô tình rõ ràng là ghen ghét đây không tính là tình sao chỉ là lấy cớ làm cái mặt lạ mà thôi ha ha ngươi sai rồi thiên đế tu không minh đại đạo từ trước tới giờ không có ngoại vật trong lòng hắn chỉ là hành sự theo đạo tâm thôi thiên tôn địa ti hắn cảm thấy đệ đệ của hắn nên cùng hắn chấp trưởng thiên đạo phàm là thứ gây trở ngại hắn đều sẽ bị coi là chướng ngại mà tiêu trừ chỉ thế thôi lão giả kia có vẻ biết rõ điểm này quen thuộc, tay lại điểm xuống mặt hồ, một tượng khác cảnh hiển hiện, nói vớ vẩn ít đi, chúng ta tiếp tục xem. Trác Phàm gật đầu, thấy tràng cảnh trong mặt hồ vẫn là nơi quen thuộc, nơi cửa sơn động mà người đệ đệ kia phong ấn tình nghĩa, vẫn là hai người kia, một nam một nữ, chỉ là bầu không khí đã trở nên nặng nề vạn phần người đệ đệ nhìn nữ tử kia, ánh mắt băng lãnh, trầm giọng nói, từ nay, chúng ta không còn bất cứ liên quan gì, ân đoạn nghĩa tuyệt, không gặp lại mặt. Vì sao? Nữ tử kia không hiểu, vội vàng hỏi. Người đệ đệ thản nhiên nói, ta muốn ngưng tụ đế đạo, ngươi quá vướng bận. Thiên đạo vô tình, ta tuyệt sẽ không có bất kỳ quan hệ gì gì với ngươi nữa. Ngươi nói không có là không có sao. Đừng quên, ta là chân tình của ngươi biến thành, tập hợp thiên hạ trí tình vào một thân. Trong lòng ngươi phải chăng hữu tình, chẳng lẽ ta không biết sao? Đúng, ta biết bản lĩnh của ngươi, cho nên mới cố ý đến đây tuyên bố với ngươi. Người đệ đệ thở sâu, trong ánh mắt chấn kinh của nữ nhân kia, Thân thể hắn bỗng nhiên tuôn ra một đạo ngũ thải hào quang. Trác Phàm kêu to, đế cảnh đại đạo chưa thành hình. Hắn vừa dứt lời, dùng một tiếng, ngũ thải hào quang nổ tung lên, ngay sau đó, ánh sáng tiêu tán, trở nên ảm đạm vô thần, chỉ còn lại một tầng sương mù u ám, lại chui vào trong cơ thể hắn. Phốc. Người đệ đệ phun máu, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt biến thành ảm đạm vô quang, thậm chí ngay cả sức sống toàn thân đều tiêu tán, giống như cái xác không hồn quay người rời đi hắn càng đi trên thân hắn càng tản ra một cỗ tĩnh mịch chi khí khó tả khuếch tán chung quanh chỉ trong nháy mắt rừng cây lúc trước còn vui vẻ phồn vinh trong nháy mắt đã mất đi sinh sống thi hài đầy đất cây cỏ khô héo đến cả phi điều côn trùng đều biến thành thi thể khô quắt nơi này không còn nửa phần sinh khí nữ tử kia không để ý những thứ này mắt ngậm lệ quang yêu kiều bình tĩnh đứng nhìn hắn bờ môi run rẩy không thôi một giọt nước mắt chảy dài xuống gò má Nữ tử kia nắm chặt song quyền, cắn chặt răng kêu lên, ngươi thật là ác độc. Ngay cả tình căn của mình cũng hủy, chỉ vì tuyệt tình với ta, thế nhưng ngươi không phải nói đây là vì ngưng tụ đế đạo sao? Chặt đứt tình căn, ngươi không được đầy đủ, sao còn có thể ngưng tụ đế cảnh đại đạo? Người đệ đệ không đáp lời, mặt không biểu tình, một đường kéo cái thân thể mỏi mệt rời đi, từ đầu đến cuối không nhìn nàng lấy một cái. Nhìn tình cảnh này, nội tâm trác phòng không hiểu sao lại hiện lên bi thương, rồi cảm thấy kỳ quái, nhìn lão giả kia nói tiền bối tình căn là cái gì vì sao chặt đứt tình căn thì không có khả năng ngưng tụ đại đạo tình căn chính là căn bản của người người có tam cương trung hiếu đễ ngũ thường nhân trí lễ nghi tin đây là căn bản xử sự, sự của nhân loại tu giả nhân loại càng là coi đây là gốc dễ ngộ đạo tu luyện căn cơ nhân đạo được xưng là chính đồ nhân đạo nhưng những thứ này không phải quan trọng nhất căn cơ của người còn tại chữ tình chính là tình căn đây là thứ mà tu giả các chủng loại còn lại không có được Vô luận thiện hay ác, tu giả nhân loại đều không thoát khỏi chữ tình, cho dù là tu giả ma đạo, lĩnh hội oán hận ghen ghét cũng thuộc tình, mà thiên đế thì hóa tất cả về không, bao quát tình căn, cho nên mới xưng vô tình. Nếu ngay cả tình căn cũng không có, thì ngay cả hai chữ vô tình đều không được xưng. Nhưng hắn vừa mới chặt đứt tình căn, vậy thì giờ không khác gì thái giám, không phải người có thân thể hoàn mỹ, sẽ không có khả năng ngưng tụ đại đạo. Dù sao đại đạo yêu cầu tu giả đạt đến lĩnh ngộ hoàn mỹ trên một đạo nào đó, giờ hắn còn chẳng được tính là người hoàn mỹ làm sao có thể tu thành đại đạo hoàn mỹ nếu không nếu dùng là có thể thành vô tình thiên đế đã cắt phăng cho lại rồi trác phàm gật đầu rồi lại nhìn về phía bóng người cao ngạo trong mặt hồ không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng xem ra hắn tự giác khó có thể dứt bỏ đoạn thâm tình này nên mới hung ác chảm thảo trừ căn mục đích chỉ là vì không cho thiên đế ra tay với nàng rõ ràng là vì trí tình mới chịu trở thành vô tình vô tình nhưng thật trí tình sao quen thế nhở hình như trước kia ta cũng vậy hà nữ tử đưa mắt nhìn người đệ đệ rời đi đã thương tâm gần chết trở lại sơn động khuôn mặt cứng ngắc trong mắt đầy vẻ tuyệt vọng liên tiếp mấy tháng ngồi ngốc ở chỗ đó không nói một lời lúc này một tiếng chim hót từ bên ngoài vang lên khiến trong mắt nàng xuất hiện chút gợn sóng nàng đứng dậy ra ngoài liền thấy một con chim nhỏ đang kêu rên trước một điểu thi khô quát mặt đất nữ tử kia hơi động tâm liền giữ điểu thi trong tay một đạo hào quang màu phấn hồng bao trùm lấy nó điều thi thế mà khôi phục sinh cơ như kỳ tích. Hai con chim nhỏ lại líu diếu quấn quýt với nhau, vui sướng bay tới bay lui. Nhìn chúng, nữ tử kia tự có điều ngộ ra, lần nữa hồi động bế quan. Sau một tháng, một vệt hào quang màu phấn hồng tràn ngập ra từ bên trong hang núi kia, trải rộng toàn bộ sơn lâm. Chỉ một thoáng, kỳ tích phát sinh, mảnh đất chết mấy tháng lại lần nữa khôi phục sinh cơ. Phi điểu côn trùng kết bè kết đội kêu vang, bắt đầu vui sướng lao vùn vụt giữa rừng núi nữ tử kia chậm rãi đi ra ngoài cửa động khí thế đã phóng đại mang theo ý cười ôn nhu nhìn thấy vậy khóe mắt lại bỗng dưng trượt xuống một giọt nước mắt ong ánh giọt nước mắt rơi trên tay đây là lần cuối cùng ta vì ngươi mà rơi lệ sau này ta muốn trưởng tình đạo thiên hạ tạm biệt hy vọng tình căn của ngươi còn có cơ hội cứu vãn dứt lời nữ tử kia vung tay lên ném lệ châu lên không trung lệ châu tan biến trác phàm ồ lên nữ tử này là tình đế chỗ kia chính là đạo tràng của nàng tơ tình động không sai, nam tử kia dùng trí tình của mình làm nền, trong lúc vô tình sáng tạo tình đế. Nhưng tình đế là vì sinh linh trí tình trong thiên hạ mà sinh, khi nàng thành đế, liền đã đặt xuống nam nữ tiểu ái. Giọt lệ cuối cùng của nàng, trên thực tế chính là, trí tình mà người đệ đệ kia đưa vào trong cơ thể nàng lúc trước. Chỉ là lúc này, nàng đã không cần đến. Vốn là chân tình nước mắt có thể trợ nam tử kia đúc lại tình căn, đáng tiếc. Chác phàm run lên, định thần nhìn lại, giọt lệ kia đã bay ngàn dặm, chỉ là trong chớp mắt, liền tới một khoảng sân rộng rãi, sau đó bay vào một gian mật thất. Mà chỗ đó, người đệ đệ kia đang ngồi, chỉ là giờ khắc này, toàn thân hắn đang rất kỳ quái, từng đạo hắc khí cuồn cuộn ứa ra, khuôn mặt âm u đáng sợ, toàn thân đều là tĩnh mịch chi khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lệ châu kia hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm của người đệ đệ vào lúc này, sư một tiếng, phóng tới hắn, dường như muốn lấy trí tình của hắn để khôi phục tình căn của hắn. Thế nhưng, đùng một tiếng, một đạo hắc khí bay qua, lệ châu liền bị đánh nát thành cạn bã, hóa thành một mê vụ màu phấn hồng, nghênh phong tán đi. Đúng lúc thiên đế đến trước mật thất, nhìn lên mê vụ màu hồng phấn trên bầu trời một, dần dần phi thượng cửu thiên, mê mang hỏi, đó là vật gì? Sau đó vừa nhìn về phía mật thất kia, lẩm bẩm nói, đệ đệ ta bế quan mấy tháng, lại còn không ngưng tụ ra đế cảnh đại đạo, nữ nhân kia lại thu hoạch được vị trí cuối cùng. Hừ hừ, thật sự là sỉ nhục. Kiếm tâm, vào xem hắn đi, xem mấy tháng này bế quan cái gì. Vâng. Kiếm đế xảy bước tiến lên, đẩy tay, liền oanh một tiếng, hắc khí phẳng phất như cả đàn ong vàng sông tới hắn. Kiếm đế kinh hãi, vội vàng vung tay lên, hai đạo kiếm mang sắc bén bắn ra thế nhưng kia kiếm quang vừa tiếp xúc đến hắc khí, liền như băng tuyết trong biển lửa, dễ dàng liền tan rã. Làm sao có thể? Kiếm đế quá sợ hãi, thiên đế cũng sững sờ, không hiểu ra sao, chấn trụ hắn cho ta, ta muốn xem hắn đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vâng. Kiếm đế lần nữa hét lớn, bỗng nhiên tế ra đế cảnh đại đạo của bản thân. Từng đạo thất thải hào quang tràn ngập, ép sát tới hắc khí thế nhưng, kết quả làm cho hai người vạn phần sợ hãi xảy ra, hắc khí kia thế mà từng bước một làm tan dã mây ngũ sắc, phẳng phất như hỏa diễm dính lên trang giấy, mắt trần có thể thấy tốc độ ăn mòn. Hai người mơ hồ, không biết vì sao, nhưng Trác Phàm lại kêu to, cái này sao lại giống diệt thế lôi viêm của ta? Đương nhiên giống, bởi vì đây là năng lượng đồng cấp. Lão giả kia cũng kinh hãi, dường như biết tất cả mọi chuyện, mặt sắc mặt ngưng trọng thở dài nói, chỉ là, thế gian này, không có một người nào có thể chân chính nắm giữ cùng vận dụng những năng lượng này thôi, kể cả thiên đế cũng vậy. Hắc khí khủng bố hung thú như nhắm người mà phệ, đến cả đế cảnh đại đạo đều khó mà chấn áp, làm cho kiếm đế từng bước lui lại. Thiên đế thấy vậy, trong mắt lộ ra sự kinh hãi ít có nhưng lại không bối rối danh hào mạnh nhất thập đế không phải nói không một đạo rung động vô hình phát ra toàn bộ bầu trời chợt biến thành đôi mắt to lớn chớp động lên vầng sáng màu vàng óng hai mắt thiên đế cũng giống vậy kim quang rạng rỡ thâm thúy mà thần bí sau một khắc lại một rung động phát ra toàn bộ mật thất bỗng dưng bị thứ gì đó vô hình bao vây lại những hắc khí kia càng không ngừng dâng trào ra phía ngoài lại không sao vọt ra được không minh thần đồng không vực thiên đế mang theo kiếm đế đang thất kinh đi thẳng về phía trước phía sau được ngăn cách bởi một tầng màng mỏng vô hình thấy đệ đệ đang toàn thân có rút bên trong hắc khí lượn lờ sắc mặt thống khổ không chịu nổi mà đỉnh đầu hắn một cỗ hắc mang đang phát tán ra ánh sáng tà mị chỉ là nhìn thôi kiếm đế liền sợ mất mật rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thập đế đã tề tự hắn còn có thể ngưng tụ đại đạo sao vậy thì có cái gì lạ dù sao có nhất đế sinh tất có nhất đế vong nhất đế vẫn lạc là được dù sao hôm nay ta đã đạt được mục đích cũng muốn nói cho hắn biết ta sẽ giúp hắn giết chết nhất đế nhường ra một chỗ ngồi nhưng bây giờ xem ra ta không cần ra tay thiên đế nở nụ cười tà dị nhìn đệ đệ hài lòng gật đầu kiếm đế đầy khâm phục nói đúng vậy còn chưa ngưng tụ đế cảnh chỉ là khí thế kia đến cả đế đạo của ta cũng không đỡ nổi hắn lĩnh hội đại đạo gì vậy đúng vậy lực lượng đại đạo nào lại đáng sợ như thế thiên đế cũng kỳ quái nói lại cẩn thận quan sát thêm, càng thấy kỳ dị, hắn đoạn tình căn. Cái gì? Tình căn đoạn? Thế thì còn ngưng tụ đại đạo như thế nào? Tình căn đoạn, chẳng những có thể ngưng tụ đế đạo, còn lợi hại như vậy. Phanh phanh. Bỗng nhiên, chấn động liên tiếp xuất hiện, không gian bốn phía đều đang không ngừng rung động, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Những hắc khí kia càng thêm mãnh liệt đập phá kết giới, phảng phất như mãnh thú trong lòng muốn xông ra cắn xé. Thấy thế, thiên đế càng thêm kinh hãi nói đùa sao ngay cả không minh đại đạo của ta cũng không ngăn được sao có thể dù cùng là thiên đạo nhưng đại đạo của hắn chưa thành làm sao ta lại không thể ngăn nổi khí thế lúc hắn ngưng tụ đại đạo trừ phi trừ phi cái gì trừ phi thứ hắn ngưng tụ căn bản không phải đế cảnh đại đạo thiên đế run rẩy đáp vẻ mặt còn có hơi kích động kiếm đế nghe vậy vạn phần không hiểu không phải đế cảnh đại đạo thế thì đó là cái gì bây giờ hắn không phải là chuẩn đế sao thiên đế thở sâu một hơi Bình Tĩnh nói, "Kiếm Tâm, lúc trước không phải ta từng đề cập với ngươi sao? Gần đây ta bỗng nhiên có minh ngộ, cảm thấy phía trên đế cảnh dường như còn có một tầng cảnh giới càng thêm huyền diệu, vô thượng thiên cảnh. Ta đã sở đến cánh cửa, lại không thể đột phá, nhưng đệ đệ ta, sao có thể, hắn còn chưa phải đế cảnh, lại trực tiếp đạp vào vô thượng? Có gì không thể? Mỗi người một trải nghiệm, cái gì cũng có thể xảy ra." Hai mắt Thiên Đế đỏ bừng, hưng phấn đến phát run cười cười nói bản thân hắn tu hữu tình thiên đạo lại mãi chẳng thể viên mãn nhưng bây giờ hắn chặt đứt tình căn hữu tình biến thành tuyệt tình tuyệt đối tình căn mà hắn mất đi được thiên đạo bổ sung lại trở thành vượt qua đế đạo vô thượng đại đạo viên mãn cái này gọi là khổ tận cam lai là thiên ý mà lại đây là cơ duyên chỉ thuộc về hắn như chúng ta không phải là hữu tình thiên đạo cho dù chặt đứt tình căn cũng không đạt được đốn ngộ nghịch chuyển tuyệt đối cực âm sinh cực dương cho nên, đây là đạo chỉ thuộc về hắn. Kiếm đế gật đầu, lòng có minh ngộ, thì ra là thế, cực âm chi địa, sinh cực dương chi vật, mới chính là thăng bằng âm dương thiên địa, hữu tình thiên đạo này, sau khi đoạn tình, chính là vô tình cực hạn, vượt qua đế đạo, thẳng lên vô thượng. Như vậy từ nay, phía trên thập đế, lại có vô thượng trí tôn. Hừ, thập đế, thiên đế cười lạnh, so với vô thượng cảnh, đế cảnh có tính được là gì? Ta nói cho người biết, theo ta cảm giác được, đế cảnh chỉ là chấp trường giả đại đạo thiên địa, nắm giữ lực lượng pháp tắc trưởng khống thiên địa nhưng vô thượng lại chấp trưởng cả thiên địa nhất nghiệm diệt thế nhất nghiệm sáng thế nói cách khác đế quân trong mắt vô thượng trí tôn chỉ là con kiến hôi mà thôi quyền sinh sát trong tay chỉ ở nhất nghiệm thôi đế cảnh có thể so với vô thượng sao kiếm đế chấn động quá sợ hãi một trái tim bỗng dưng nặng trịch xuống trong truyền thuyết trí cao vô thượng thần chỉ là suy nghĩ hư huyễn trong lòng người bình thường nhưng bây giờ nó có thể thành thật Nghĩ như vậy, kiếm đế quay đầu nhìn người đệ đệ, trong mắt có vẻ kiêng kỵ. Chợt, một tiếng bạo liệt vang lên, kết giới không minh thần đồng cuối cùng khó mà vây khốn được hắc khí đáng sợ, vỡ tung ra, vô số hắc mang mãnh liệt như mấy chục ngàn con mãng xà, cấp tốc phóng tới hai người thiên đế, như là muốn hoàn toàn thôn phệ hai người. Hai người thất kinh, không lui lại được, nhưng thiên đế lại chỉ cười, mà lại cười còn rất hưng phấn. Đệ đệ hắn rốt cục muốn chấp trưởng thiên đạo, tuy đã vượt qua hắn, nhưng hắn rất hưng phấn, bởi vì hắn tin tưởng có ngày hắn sẽ có thể đột phá vô thượng cảnh và ngày đó cũng sẽ tới rất nhanh thôi đến lúc đó huynh đệ hai người cùng trưởng vô thượng đại đạo đây mới thực sự là thời điểm bọn họ khác biệt phàm nhân hắc khí kia từng bước ép sát bọn hắn lại chợt biến mất không một dấu vết hai người không khỏi sững sờ nghi hoặc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía trước chẳng biết lúc nào hắc mang trên đầu người đệ đệ đã biến mất đồng thời thân thể run rẩy ho khan toàn thân đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt nhẹp thiên đế nhíu mày vội vàng cất bước tiến lên nghiêm túc nói đệ đệ đã xảy ra chuyện gì đột phá gặp phải cửa ải khó sao vì sao vô thượng đại đạo của ngươi lại đột nhiên biến mất đạo không thể ngưng tụ người đệ đệ thở phì phò nói trong mắt tản ra sự ngưng trọng cùng hoảng sợ kiếm đế ngạc nhiên nói vì sao nghe thiên đế nói đạo này tụ họp là có thể thành vô thượng đại đạo đây chính là cảnh giới mà thập đế đều không đạt được vì sao không thể tụ bởi vì đạo này chính là tịch diệt thiên đạo một khi tụ thành chính là ngày diệt thế kiếm đế kinh hãi nhưng thiên đế lại lạnh lùng nhìn hắn xem thường nói thì sao ngươi đã chặt đứt tình căn sinh diệt của thế giới có liên quan gì đến ngươi dù sao chỉ là một thế gian vẩn đục đã không cần giữ lại làm gì không bằng diệt thế trọng sinh lại sáng chế một thế giới mới còn hơn đến lúc đó đợi đại ca cũng đột phá vô thượng ta cũng sáng thế một thế giới thái cổ tinh khiết thế giới không có nhân loại vẩn đục đúng rồi thời điểm diệt thế đế quân chắc cũng vong hết người đệ đệ sâu xa nói diệt thế chi đạo chuyên diệt tu la địa ngục thuộc sự trừng phạt của thiên đạo thiên đạo đế quân không ngại nhưng nhân đạo sẽ hoàn toàn tiêu vong vậy là tốt rồi ta còn sợ không có cơ hội triển lãm sáng thế chi năng đây thiên đế vỗ vỗ vai hắn lạnh lùng nói người tiếp tục đi cái thế giới này nên đến thời điểm tịnh thế rồi nhưng bây giờ nhân đạo mới vừa lên chưa tới tận thế sao lại diệt thế dù sao cũng là chuyện sớm muộn Nhân đạo phân thiện ác mà không theo pháp tắc thiên đạo, thiên địa không dung, đến cả sinh vật đơn thuần như linh thú, ở gần nhân loại cũng biến thành gian xảo. Không biết ngày sau đến cả những linh thú thuần phát nhất liệu có vậy không, quá mức phức tạp đau đầu, khi đó ác áp, áp đảo thiện, chính là tu la địa ngục. Tóm lại, nhân đạo không nên lưu giữ, bây giờ diệt thế là tốt nhất. Muốn diệt thì ngươi tự diệt đi, ta không phụng bồi. Người đệ đệ oán hận vẫy vẫy tay áo, bỗng nhiên đứng lên, âm trầm đi ra ngoài nhìn hắn rời đi kiếm đế cao mày rồi lại nhìn sang thiên đế lệnh đệ dường như thay đổi rồi trước kia hắn sẽ không như vậy với ngươi huynh trưởng như cha trước kia hắn tu thiên đạo có tình giao tạp với nhân đạo rất tuân theo quy củ nhân đạo tất nhiên khách khí với ta nhưng bây giờ hắn đã trừ tình căn cũng triệt luôn quan hệ với nhân đạo thái độ thay đổi là dễ hiểu ta rất vui mừng ha ha vừa rồi hắn nói muốn diệt thì để chính chúng ta đi diệt hắn không nhúng tay vào thấy sao chúng ta động thủ đi Kiếm đế ngạc nhiên nói, ngươi muốn động thủ. Nhưng diệt thế phải có lực lượng vô thượng trí tôn, cho dù ngươi sở đến cánh cửa, nhưng muốn đột phá, vẫn rất khó khăn. Nếu như là trước kia, đúng là không tìm được phương pháp, nhưng đến lúc này không phải đã có một cách sao. Ngươi nói là, không sai, không phải tu giả vô thượng cảnh phải diệt thế, mà chính là diệt thế mới sáng tạo vô cao thủ thượng cảnh. Bên trong thiên địa, chuyện gì cũng có thiên ý, cả thiên địa cũng không thể nhìn nổi bọn nhân đạo càn quấy phá hoại, nhiễu loạn thế gian, nên mới sáng tạo ra tịch diệt thiên đạo. Chính nói rõ thực hành diệt thế chính là thuận theo thiên ý. Chúng ta cứ đi theo con đường diệt thế, nhất định có thể lĩnh ngộ chân lý vô thượng đại đạo. Kiếm đế trầm ngâm một hồi, cuối cùng gật đầu, như vậy chúng ta phải diệt thế như nào, khu trục nhân đạo sao? Vừa rồi hắn tản ra lực lượng bực nào, còn nhớ không? Đương nhiên, người phần cường hãn, đó là lực lượng chưa thành vô thượng cảnh. Trước mắt, trên thế giới này, không có người có lực lượng như vậy, cũng không người nào biết cách đạt được cho dù là đệ đệ ta nó vẫn chỉ là gà mờ mà thôi vẫn chưa tránh thức hình thành nếu như nói có loại lực lượng nào có biện pháp sánh ngang vô thượng cảnh chỉ có bọn họ người nào ngũ đại thánh thú bọn họ đúng bọn họ sinh ra từ thiên địa thượng cổ mang theo thiên địa chi lực viễn cổ vừa ra đời liền tương đương với đế cảnh mà lại tương sinh tương khắc với nhau loại lực lượng này tương sinh theo ngũ hành sẽ có khả năng dung hợp ngươi thử nghĩ xem năm loại lực lượng đế cảnh tương sinh dung hợp sẽ sinh thành cái gì? Lực lượng vô thượng cảnh. Không sai, kiếm tâm, ngươi đi thu thập lực lượng của bọn súc sinh đó cho ta, tuyệt đối đừng để bọn chúng phát hiện ý đồ của chúng ta. Ta muốn thử nghiệm, có thể sinh ra diệt thế chi lực hay không? Trong mắt thiên đế hiện lên hung mang, cười lạnh liên tục. Hình ảnh dừng lại tại khuôn mặt tà dị của thiên đế, sau đó mặt nước trở lại sự yên ắng. Trác phàm cuối cùng hiểu ra tất cả, khó trách thiên đế luôn có khuynh hướng diệt thế, thì ra là có được linh cảm từ đệ đệ của hắn vô thượng đại đạo diệt thế đại đạo có thể nói như vậy nhưng nghiên cứu nguyên nhân vẫn là do tín ngưỡng của bản thân thiên đế tín ngưỡng không sai hắn một mực tin tưởng vững chắc lý niệm thiên đạo trí thượng chướng mắt nhân đạo giống như là hoàng tộc ngạo kiều chướng mắt bần dân vậy nhưng dù vậy trước kia hắn chưa từng có suy nghĩ diệt thế dù sao ngươi có chán ghét một người nhưng nếu không cừu không oán thì ngươi muốn giết hắn sao thiên đế không phải là người điên thế nhưng từ khi chứng kiến cảnh tượng đó hắn nghĩ đó là thiên ý cảm thấy hưng thiên đạo diệt nhân đạo mới là chính đồ bởi vậy hạt giống không biết là chính hay tà này liền vùi sâu vào đáy lòng của hắn ủ thành đại họa về sau trác phàm ngạc nhiên nói là chính hay tà tiền bối theo ý của ngươi diệt thế có lẽ là chính đồ sao ta đây cũng không rõ ràng nhưng ta biết diệt thế sớm muộn sẽ đến cho dù không có thiên đế về sau sẽ có người khác làm nếu không, thế gian sinh ra cao thủ diệt thế đại đạo như nào? Chắc phàm, ngươi cảm thấy diệt thế là ác, là bởi vì ngươi là sinh linh thế gian, là loài người. Nhưng nếu là người trưởng đạo, dứt bỏ thân phận nhân loại, ngươi có cảm thấy thế giới này phải chăng bởi vì nhân loại mà trở nên đục ngầu? Chắc phàm trao mày, cúi đầu do dự, trầm ngâm rất lâu, rồi bình tĩnh gật đầu, không sao, ta tu ma đạo, tự biết nhân tâm sinh ma, đục đến không chịu nổi cỡ nào. Diệt thế thế giới này có lẽ là chính đồ, Thiên đế chỉ là thuận thiên mà làm, mấy vị đế quân còn lại bởi vậy ngăn cản hắn, có lẽ mới thật sự là nghịch thiên. Lão giả kia không nói gì, chỉ cúi đầu, sắc mặt nặng nề. "Tiền bối, chắc phàm chân thành tha thiết nói, ta muốn tiếp tục xem, nhất là đệ đệ thiên đế, đến cùng hắn sẽ lựa chọn ra sao." Lão giả gật đầu nói, "Cần phải vậy, dù sao ngươi chính là vì thế mà đến." Nói rồi, lão giả vung tay lên, mặt hồ lần nữa rung động lão già thản nhiên nói, từ khi đệ đệ từ bỏ ngưng tụ tịch diệt đại đạo, dường như trong lòng có xoắn suýt, liền ra ngoài tu hành, tìm đáp án, vừa đi liền qua 50 năm, trong lúc đó, hắn bước chân hắn khắp các nơi thánh vực, mặc dù không phải đế quân, không nắm giữ đế đạo, nhưng đã từng chạm đến cánh cửa vô thượng cảnh, thực lực hắn không yếu hơn bất kỳ đế quân nào, thậm chí so với hàng ngũ đồng đế thì còn hơn, sau đó thế gian gọi hắn là vô miệng đế quân, càng gọi huynh đệ bọn họ là thiên đạo song tôn. Đệ đệ lần nữa về đến nhà, không thấy thiên đế đâu chỉ là cảm thấy kết giới phía sau núi khác thường liền chạy tới phá kết giới bên trong ánh lửa ngút trời từng đạo năng lượng khủng bố không ngừng bắn ra phía ngoài hắn kinh hãi hỏi đại ca các ngươi đang làm gì vậy thiên đế thản nhiên đáp mặc dù không tu thành vô thượng đại đạo nhưng giữ lại phần diệt thế chi lực này kiếm tâm bố trí xuống tuyệt kiếm kết giới thế mà dễ dàng như vậy bị ngươi phá vỡ chỉ là đáng tiếc khi đó nếu ngươi có thể thành đạo thì tốt biết bao nhiêu không để ý đến lời chế nhạo, người đệ đệ chỉ lạnh như băng chất vấn. Ta đang hỏi các ngươi, các ngươi đang làm gì? Hồng mông tử lôi của lôi hoàng, hỗn độn thanh viêm của côn bằng. Vì sao lực lượng ngũ đại thánh thú tập kết ở đây? Thiên đế thản nhiên cười, chỉ chuyên chú nhìn nơi năng lượng tàn phá. Kiếm đế cũng không rảnh trả lời, đang tập trung kết động ấn quyết, sắc mặt dữ tợn. Giữa năm màu năng lượng bị một khối dịch sắt bao phủ, không ngừng luyện hóa giao dung. Đột nhiên, một đạo liệt diễm màu đen được sinh ra từ năng lượng năm màu, khí tức khủng bố, làm cho thiên đế cùng người đệ đệ đều kiêng kỵ. Diệt thế lôi viêm. Trác Phàm sợ hãi kêu lên, người đệ đệ không khỏi cả kinh nói, diệt thế chi lực. Thiên đế càng ngày càng hưng phấn, trong mắt hiện ra vẻ kích động. Quả nhiên, lực lượng của năm con súc sinh có thể sinh ra vô thượng diệt thế chi lực, muốn luyện hóa loại lực lượng này và bản thân, cần phải có trợ giúp lĩnh hội diệt thế đại đạo, thế giới vẩn đục này, cần được diệt thế trọng sinh, ha <laughs> ha. Thế nhưng nụ cười chẳng giữ được bao lâu, Đùng một tiếng, nó nổ bể ra, ngọn lửa màu đen chợt tiêu tán, năm đạo quang mang như bay mũi tên bắn ra bốn phía, ầm một tiếng, đâm vào một vách núi đá, kiếm đế phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tưởng, cả người trở nên uể oải. Đến khi hết thảy lắng lại, nơi đây đã xuất hiện thêm năm thanh lục phẩm thánh binh tản ra các sắc quang mang. Đây chính là năm thanh kiếm thần trấn áp phàm giai. Nguyên lai like năm thanh kiếm là thất bại phẩm sau khi thiên đế dung hợp năm loại năng lượng. Sắc mặt thiên đế hơi trầm xuống, dường như rất thất lạc. Kiếm Đế ấy Náy nói, "Thiên Đế, ta đã hết sức, nhưng năm loại năng lượng thực sự khó có thể dung hợp, xin lỗi." "Không, nó đã dung hợp, chỉ là tương khắc chi lực lớn hơn mức có thể dung hợp. Nếu có phương pháp có thể tăng cường tương sinh chi lực giữa bọn họ thì tốt." "Ai?" Thiên Đế thở phào một hơi, nhìn về phía nơi xa, hai mắt loạn chuyển, dường như đang tìm con đường giải quyết. "Nguyên lai like các ngươi muốn muốn diệt thế chi lực." "Đúng vậy, lúc đó không phải ngươi nói, muốn động thủ, tự chúng ta làm sao?" thiên đế liếc xéo hắn, thản nhiên nói, là người trưởng đạo, liền nên thay trời trừ ma. Ngươi không nguyện ý làm diệt thế giả, không muốn làm đúng chức trách của một tu giả thiên đạo, vậy thì để ta làm. Kiếm tâm, mấy chục năm qua, vì thu thập lực lượng ngũ đại thánh thú, ngươi có quan hệ với bọn chúng không thể, người nào có thể lợi dụng, nói nghe. Phong thiên hải ngao tính tình đơn thuần, lần này nó giúp ta sưu tập bốn loại lực lượng còn lại. Không được, người đơn thuần không làm được chuyện này, ta cũng không phải chỉ muốn lực lượng của một mình hắn, mà chính là tất cả cái gì ngươi muốn hấp thu tất cả lực lượng của bọn họ kiếm đế cả kinh nói những lực lượng này đến từ thể nội thánh thú vừa rồi ngươi dùng kiếm để dung hợp chỉ sợ không ổn dù sao đó là tử vật như vậy ta sẽ hút hết lực lượng của chúng vào thể nội dùng công lực bản thân luyện hóa như vậy vạn vạn không ổn nếu không cách nào luyện hóa lực lượng của bọn họ sẽ phản vệ ngươi đến chết không quan trọng tất cả vì đại nghiệp thiên đạo huống hồ ta cũng sẽ không lỗ mãng một hơi hấp thu, nhất định sẽ có chừng mực. Kiếm tâm, trừ hải ngao, ngươi còn xem có ai khác không? Kiếm đế liền đáp, kỳ lân tính bạo, long tổ tâm như liệt hòa. Chỉ có kình thiên côn bằng sớm đã nhiễm thế tục nhân loại, gian trá khéo đưa đẩy, hám lợi. Vậy hắn đi, vô luận là cửu u lĩnh hội ma đạo, hay là không minh đại đạo của bổn tọa, đều hiểu một ý, người càng đơn thuần, càng phù hợp thiên đạo, càng không dễ dàng sinh đại họa. Nhân tâm sinh ma, mới có thể nhiễu loạn thế gian dân chuyên nghiệp tự cho là thông minh, nhưng lại càng dễ lợi dụng, hắn sẽ hố chết ngũ đại thánh thú, hừ hừ hừ. Thiên đế nhìn về phía đệ đệ nói, ngươi sẽ không gây trở ngại cho ta chứ. Người đệ đệ xoay người rời đi, giọng nói lạnh lùng truyền tới, ta đã nói rồi, những gì các ngươi làm không quan hệ với ta, ta không sẽ quản. Xem ra lệnh đệ thật sự chặt đứt tình căn, mảy may không quan tâm ân oán thế gian, nếu không, trước kia hắn, trước kia hắn nhất định sẽ tranh chấp đến cùng cho dù hắn không phải hữu tình thiên đạo chỉ là một người bình thường cũng sẽ không ngồi nhìn diệt thế phát sinh chỉ tiếc tình căn hắn vừa đứt liền không còn là người không còn chút liên quan gì với thế gian ha ha thiên đế cười rất hài lòng nhưng vậy cũng tốt hắn sẽ không tới làm dối ta có thể hoàn toàn tin hắn kiếm tâm đi mời côn bằng đại nhân đi kiếm đế gật đầu rồi quay người rời đi về sau thiên đế gặp mặt côn bằng thiên đế ra điều kiện giúp hắn trở thành thần thú để hắn dần dần lừa gạt thánh thú đến rồi chu sát Côn Bằng nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền làm theo. Bé lên đĩa đầu tiên là Phách Thiên Lôi Hoàng, lừa gạt nàng vào hạp cốc, dưới sự vây công của hai đế một thánh thú, nàng căn bản không có bất kỳ lực phản kích gì, cứ như vậy mà vào nồi, tử lôi khủng, bố biến thành một phần lực lượng cho thần đồng của Thiên Đế. Kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi, Côn Bằng dự định tiếp tục nữa, nhưng không biết sao, chuyện Côn Bằng mưu hại Lôi Hoàng bị người truyền đi, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Côn bằng bị tam đại thánh thú còn lại vây công, dã cho một trận nên thân. Thiên đế thấy Côn bằng vô dụng, liền dự định giết người diệt khẩu. Trước tiên hút lực lượng của hắn đã, thế nhưng hắn chưa kịp động thủ, thì đúng lúc đám người Tỉnh đế, Minh đế đuổi tới, hai bên bắt đầu đại chiến. Mà Côn bằng thấy tình thế bại lộ, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, nói ra toàn bộ tính toán của Thiên đế. Từ đó kế hoạch diệt thế phơi trần cho thiên hạ, mấy vị đế quân còn lại kinh hãi. Nhân đạo cùng Thiên đạo tuyệt nứt, đại chiến thượng cổ hết sức căng thẳng. Lấy thập đế chi chiến, quyết định tồn vong của thiên hạ. Còn tứ đại thánh thú, bởi vì liên quan đến vấn đề lập trường, nên trở thành đồng minh của Bát đế Nhân đạo, cùng chống chọi với Thiên đế. Mà Côn Bằng là tên phản đồ, lẽ ra éo ai tin đâu, nhưng bởi vì địch nhân chung, còn có Minh đế và Tỉnh đế bảo đảm, lại thêm phải lấy đại cục làm trọng, Côn Bằng vẫn được tham gia nhóm. Tất cả kết quả và những chuyện sau đó đều giống như ghi chép trong lịch sử nhưng chi tiết lại khác biệt lớn đến mức không chịu được một chân đạp mở cửa phòng thiên đế nổi giận đùng đùng đi vào lại chỉ thấy đệ đệ đang khép kín hai con ngươi tĩnh tâm tĩnh tọa nghe thấy động tĩnh liền chậm rãi mở mắt nhưng ánh mắt nhìn về phía thiên đế lại vẫn bình tĩnh thế nào vì sao lại xông vào mật thất luyện công của ta tình căn của ngươi không khôi phục thiên đế hít mắt nghi ngờ nói người đệ đệ cười lạnh đại ca ngươi là thiên đế chẳng lẽ không biết tình căn đứt sẽ vĩnh thế không còn nào có dễ khôi phục như vậy coi như luân hồi chuyển thế nặng bổ thần hồn cũng chưa chắc có thể phục hồi đúng vậy thiên đế đạ mặc gật gật đầu như vậy kế hoạch của bản đế không phải do ngươi tiết lộ ra ngoài người đệ đệ cười chế nhạo chuyện của các ngươi không thuộc quyền quản lý của ta nếu không có việc gì thì ra ngoài đi ta cần bế quan thêm vừa dứt lời đệ đệ lần nữa nhắm đôi mắt lại lúc này kiếm đế đến nói thiên đế xem ra lệnh đệ đã không thèm để ý vạn vật thế gian như thế nào đều không có quan hệ gì với hắn, hẳn cũng không phải là người nhiều chuyện. Thiên đế suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất nghi hoặc. Chuyện này bí ẩn như thế, người biết không nhiều, nếu không phải hắn nói ra, vậy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, thiên đế chợt quay đầu nhìn về phía kiếm đế, cười lạnh nói, kiếm tâm, ngươi là người ta tín nhiệm nhất, mấy chục năm qua vì thu hoạch được lực lượng năm con súc sinh, vất vả ngươi rồi, nghe nói giữa ngươi với hải ngao không tệ. Thiên đế, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta? Ha ha nào có, ngươi đừng nhạy cảm, làm sao ta có thể hoài nghi ngươi? Lần này để lộ bí mật, đại khái là chỗ côn bằng xảy ra vấn đề gì rồi. Linh thú nhiều miệng tạp, hắn làm linh thú chi vương, khó tránh khỏi bên người sẽ không có mấy con xúc vật lắm miệng, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Thiên đế vỗ nhẹ nhẹ đập đầu vai kiếm đế, khóe miệng nhẹ vỉnh lên, nhưng trong mắt lại chớp động lên hàn mang. Nhưng tuy đây không phải đại sự gì, ta cũng không quan tâm, không phải chỉ là mấy con súc sinh với mấy tên đế quân sao? Có gì đáng lo đúng không? Chỉ là có một súc sinh mà ta vẫn khá kiêng kỵ, ngươi đi lấy đầu hắn cho ta, để phòng bất chắc. Kiếm đế chợt giật mình trong lòng, thận trọng nói, người nào? Phong thiên hải ngao. Cái gì, là hắn? Đúng vậy, năm đó không minh thần đồng của ta bị hắn phong ấn một lần duy nhất, không thể không phòng. Nếu lúc ta giao thủ với bọn người kia, hắn lại thành công làm như vậy, hậu quả sẽ rất khó lường kiếm đế vội vã khoát khoát tay nói, thiên đế ngài chớ có tự coi nhẹ mình, chuyện kia xảy ra đã một ngàn năm trước, khi đó ngài vẫn chỉ là chuẩn đế thôi. Giờ ngài là đế quân, còn sờ đến cánh cửa vô thượng cảnh, hắn sao có thể là đối thủ của ngài? Kiếm tâm, vì phòng ngừa vạn nhất. Thiên đế lạnh lùng quát lên, lần này liên quan đến tôn nghiêm thiên đạo, tuyệt không thể bại dưới tay mấy lão giả nhân đạo. Ngươi chưa bao giờ vi phạm mệnh lệnh của ta, lần này chậm chạp không quyết, là không dám, hay là không muốn ánh mắt kiếm đế dãy ruộng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, cắn răng không lưu loát nói, vâng, ta đi. Nói rồi, hắn quay người lại, biến mất. Thiên đế nở nụ cười hài lòng, người đệ đệ mở mắt ra, thở dài nói, thời gian kiếm đế theo người không ngắn, sao cứ phải làm khó hắn. Ta không phải làm khó hắn, chỉ là để hắn chảm trừ tình nghĩa với tên súc sinh kia. Đại chiến sắp đến, ta không cho phép bên cạnh ta có bất kỳ biến số nào. Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhất là những đám đạo đế quân kia, có trời mới biết bọn họ có gì trong tay, hừ. Đúng vậy, đại ca tuy mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, người ta người đông thế mạnh, mà lại quỷ kế đa đoan, không thể nói trước được lần này ngươi có thua hay không, ha ha. Thế nào, ngươi tới giúp ta sao? Không, ngoại giới không liên quan gì tới ta, kể cả ngươi. Người đệ đệ lắc đầu, rồi ngay sau đó lại tiếp tục nhắm mắt tu luyện, chỉ là miệng vẫn còn đang không ngừng lầm bầm, chỉ là nếu ngươi bất hạnh chết thảm, thiên đạo vẫn lạc, không minh đại đạo xem như thất truyền, nhưng cũng không ngại, chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, hừ hừ. Thiên đế trầm ngâm một hồi, rồi quay người rời đi, đúng vậy, một bầy kiến hôi thêm một tên đệ đệ đoạn tình tuyệt nghĩa, thật sự là không có gì giúp đỡ được. Nhưng mà ta cũng không cần, ta là tần vương, hừ hừ. Thiên đế dần dần biến mất, chỉ là, hắn không biết, ngay khi hắn biến mất, người đệ đệ lại nở một nụ cười quỷ dị. Một tháng sau, kiếm đế trở về, toàn thân máu me đầm đìa, mất đi một cánh tay trái. Đồng thời chỗ linh thú truyền tới tin tức, Phong Thiên Hải Ngao bị kiếm đế đâm bị thương mắt trái, thương thế nghiêm trọng. Đến tận đây, toàn bộ linh thú giới cùng thiên đế càng thêm thù sâu như biển. Sắc mặt kiếm đế trắng bệch, thở hổn hển nói, "Thiên đế, ta không giết được hắn, chỉ có thể phế một mắt của hắn, phong thiên chi lực của hắn đã không còn lúc trước, sẽ không mang đến uy hiếp cho ngươi." Thiên đế cười hài lòng, "Ha ha, làm tốt lắm." thực mặc kệ ngươi có phế hắn hay không hắn đều không ảnh hưởng quá nhiều tới ta dưỡng thương cho thật tốt đi ba tháng sau đi với ta thiên đế vỗ vai hắn hào khí vượt mây nhìn lên bầu trời dường như đã trưởng khống tất cả nhìn đến đây chắc phòng không khỏi cảm khái kiếm đế này thật trung dũng biết rõ thiên đế chỉ thăm dò còn liều mạng như thế mất cả một tay mà lại ta cuối cùng cũng biết vì sao hải ngao lại mất một mắt rồi ai kiếm đế tu kiếm đạo kiếm chính là vương giả trong binh khí từ trước đến nay là quân vương chi trưởng coi trọng chữ trung lão giả tán đồng gật đầu còn nói lúc trước lão phu không từng nói chính đồ nhân đạo có tam cương trung hiếu đế kiếm đạo của kiếm đế chính là đứng đầu tam cương trác phàm lại ngạc nhiên nói nói như vậy hắn là nhân đạo một nửa làm sao lại một nửa bởi vì kiếm đạo là nhân đạo nhưng thân kiếm lại không phải người nếu không thiên đế không có khả năng mang hắn theo trên người còn tín nhiệm như thế lão giả cười nói rồi chỉ chỉ mặt hồ tiếp tục xem đi trác phàm tiếp tục quan sát thấy thời gian trôi qua cực nhanh từ khi kiếm đế trở về tháng ba nháy mắt đã qua thiên đế cùng kiếm đế xuất phát theo chiến ước thế nhưng còn chưa đi được bao xa thì nghe tiếng ầm ầm vang lên từ phía sau hang ổ sau lưng bị san thành bình địa tộc nhân thương vong thảm trọng cả hai vội vàng trở về xem đứng trên cao nhìn không có nổi một bóng người ngay cả đệ đệ của hắn đều không tại mà phía dưới phòng của hắn trong một gian mật thất hồi ảnh thạch mà hắn tạo ra cũng đã biến mất thiên đế hận đến nghiến răng nghiến lợi đáng chết thế mà lại ta đã lưu lại bí kỹ hồi ảnh thạch thiên đế đến cùng xảy ra chuyện gì kiếm đế không hiểu hỏi thiên đế đỏ bừng mắt nói để phòng bất chắc ta ghi lại phương pháp tu luyện không minh thần đồng cùng tử lôi kim nhãn để tránh nếu ta bị thua còn có hậu nhân có thể kế thừa y bát của ta truyền lại thiên đạo của ta không ngờ thiên đế sao ngươi lại đột nhiên muốn lưu lại y bát không phải ngươi rất tự tin đối với trận chiến này sao đây không giống tác phong bình thường của ngươi đây còn không phải là nghe thế thiên đế thuận miệng trả lời lại bỗng dưng giật mình lại gầm lên Đệt mắc lửa rồi thằng danh kia không phải hắn đã chặt đứt tình căn rồi sao không phải đã tuyệt tình tuyệt nghĩa không còn để ý sinh diệt thế gian sao còn trăm phương ngàn kế chơi ta thiên đế ngươi nói là lệnh đệ không sai nếu không phải hôm đó nó nói với ta một đống thứ lung ta lung tung làm sao ta lại tâm huyết dâng trào nghĩ đến đường rút lui. Đây rõ ràng hắn cố ý ám chỉ ta làm như vậy. Thiên đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, chẳng lẽ hữu tình thiên đạo của hắn lại khôi phục, lại muốn đối đầu với ta sao? Thiên đế, chúng ta làm sao bây giờ? Hồi ảnh thạch tuyệt không thể rơi vào tay bọn họ, bằng không bọn họ sẽ hiểu thấu đáo không minh thần đồng của ta, ta nhất định sẽ bị răng bẫy khắp nơi. Thiên đế nắm chặt song quyền, vầng sáng màu vàng óng bên trong mắt bỗng dưng sáng rực lên, ngay sau đó, ánh sáng phân thành các luồng, bay đi xa cả ngàn dặm rất nhanh hình ảnh ba thánh thú đang hóa thành thân người phi hành liền thu vào trong đôi mắt to lớn tìm được thiên đế cười lạnh kéo kiếm đế cắt bước chớp mắt đi xa vạn dặm bất chợt xuất hiện trên đường kỳ lân phi hành xúc sinh đáng chết xem ngươi chạy đi đâu không minh đại đạo thuấn không mười ngàn dặm kỳ lân quá sợ hãi vội vàng xoay người kiếm đế thì vung tay lên một đạo kiếm mang màu đỏ chém về phía hắn cảm thụ khí tức khủng bố kỳ lân quay đầu hoảng hốt đây là kiếm gì trùng thiên kiếm Kiếm đế lạnh lùng nói, đây là kiếm đạo tương sinh tương khắc sinh ra từ trùng thiên chi lực của ngươi, ngươi không đánh lại. Bạch, máu tươi bắn tung tóe, hậu giáp cứng rắn của kỳ lân, không chịu nổi kiếm mang sắc bén, liền bị đánh xuyên kỳ lân thối, cả người nó lảo đảo, rú thảm liên tục, cuối cùng phù phù một tiếng, ngã mạnh xuống đất. Bên kia, không minh thần đồng cùng tử lôi kim nhãn đều mở, một cái lồng tử sắc rơi xuống, ẩm ẩm nổ vang, toàn bộ khu vực mấy ngàn dặm tiêu tán. Hừ thức thời thì giao hồi ảnh thạch ra cho bổn tọa, nếu không thì chết đi cho ta. Dứt lời, thiên đế và kiếm đế lại bỗng dưng biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ngăn trước mặt Long Tổ. Long Tổ kinh hãi, vội vàng thả ra phần thiên kim viêm, nhưng đối mặt phần thiên kiếm, những hỏa diễm đều bị thần kiếm hấp thu, Long Tổ rất nhanh bị kích thương rơi xuống đất. Cái lồng tràn ngập tử sắc lôi mang chụp xuống, vây khốn hắn. Thế nhưng khi thiên đế lần nữa quay đầu muốn đi bắt côn bằng, lại chợt trì trệ, lão ra hỏa kia đâu rồi thiên đế, dân chuyên nghiệp bay rất nhanh, chúng ta mất dấu rồi, sẽ không tìm được nữa. Hắn bay có nhanh, có thể nhanh hơn thiên đạo trí nhãn của ta sao? Trong đồng tử phải của thiên đế tản ra 12 đạo ánh sáng màu vàng, kình thiên côn bằng, mặc kệ ngươi bay đến đâu, trốn đến nơi nào. Chỉ cần ngươi dám thò đầu ra, thì tuyệt không chạy khỏi thiên nhãn truy tung của bổn tọa. Không minh thần đồng đệ thập nhị trọng, thực thế. Trong mắt to lớn trên trời phát ra ánh sáng quỷ dị, sau đó cấp tốc khoách trương, 10.000 dặm một trăm ngàn dặm, một triệu dặm, nghìn vạn dặm, ngàn tỷ dặm. Sau cùng, cả một khu vực biên giới mênh mông biến mất khỏi thánh vực. Đến tận đây, kết giới ra, phàm giai sinh, kình thiên côn bằng trốn ở vạn thú sơn mạch cảm thụ vô tận uy áp trên đỉnh đầu. Vừa giật mình vừa sợ, đây chính là thực lực của thiên đế sao. Quả nhiên, hiểu hắn nhất, chỉ có đệ đệ hắn. Cho dù chúng ta liên thủ, cũng vạn không có khả năng đánh bại được hắn. Thiên đế, hắn bị vây trong kết giới, có chạy được không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không cần để ý, chỉ cần không minh đại đạo của bồn tọa không dẫn ra ngoài, thì tạm thời không tạo thành uy hiếp. Chậm rãi khoát khoát tay, thiên đế nhìn kiếm đế bên cạnh sắc mặt âm trầm, lạnh lùng lên tiếng, hiện tại chúng ta đi phó chiến trước, kết liễu đám lão quỷ kia rồi nói, thuận tiện xem đệ đệ vô tình kia. Hừ, vừa mới nói xong, thiên đế quay người lại, nhanh chóng biến mất, kiếm đế vội vàng đuổi theo. Nửa canh giờ sau, phía trên đồng bằng rộng lớn, mười ngàn dặm không có một ai chỉ có mười bóng người quen thuộc đứng nơi đó đã lâu đột nhiên không gian giao động hai người thiên đế xuất hiện ánh mắt không nhìn những người khác chỉ nhìn chăm chú trên người nam tử mặc áo bào trắng cười tà nói đệ đệ ta nghĩ rằng tình căn ngươi bị đứt ngươi sẽ không tham dự vào chuyện này nữa làm sao vậy ngươi vẫn còn tình yêu nào dành cho thế giới này mặc dù tình đã đứt nhưng tâm vẫn còn cảm giác vẫn còn hít một hơi thật sâu nam nhân áo bào trắng buồn bã nói Tuy rằng hiện tại ta đã cắt đứt tình yêu mến chân chính trên đời, nhưng có lẽ từng là hữu tình thiên đạo của chúng sinh, muốn bỏ qua phiến thiên địa này, cũng không đành lòng. Đây chính là nguyên nhân khi đó ngươi không ngưng tụ tịch diệt đại đạo. Có lẽ vậy. Mí mắt khẽ run, nam nhân áo bào trắng gật đầu. Nhách miệng cười một tiếng, thiên đế lắc đầu nói. Hài, tính sai rồi, ta vẫn cho rằng ngươi thanh tâm quả dục, không để vạn vật trong mắt nên không phản ứng. Không nghĩ tới ngươi vẫn có một phần mong nhớ với thế giới này. Càng không nghĩ tâm cơ của ngươi sâu đến vậy, không có chút động tĩnh nào, khiến ta xem nhẹ ngươi. Lúc ta nghe nói đến kế hoạch huynh ta vốn định khuyên can, nhưng rất nhanh ta liền bỏ đi ý niệm này bởi vì ta quá hiểu huynh, một khi huynh quyết định chuyện gì dù có thế nào cũng không thay đổi. Đã sớm bại lộ lập trường, như vậy ngăn cản trong bóng tối có hiệu quả hơn. Cho nên ngươi cố ý đem kế hoạch của ta tiết lộ cho mấy lão già này, hơn nữa còn ám chỉ phương pháp ta tu luyện là không minh đại đạo, lại câu kết với mấy tên súc sinh đi trộm, muốn tìm ra sơ hở của thần thông ta đúng không khóe miệng khẽ run ánh mắt thiên đế lóe lên tia nhìn giận dữ nhưng đáng tiếc ba tên súc sinh kia đã bị ta giam lại các ngươi muốn dò xét ta cũng không dễ dàng như vậy đợi bổn tọa thu thấp mấy người các ngươi lại thăm dò diệt thế đạo cũng không muộn hừ sắc mặt đại biến các đế nhìn nhau trong lòng cũng trầm xuống dễ dàng đuổi bắt tam đại thánh thú thực lực của thiên đế đã sâu không lường được phải cẩn thận đối đãi chỉ có nam tử một mắt bỗng dưng đứng ra, vô cùng tức giận quát to, thiên đế ngươi quá cản rỡ, đừng quên, không minh thần đồng của ngươi đã từng thua trong tay lão phu. Ai du, đây không phải là phong thiên hải ngao sao? Không cùng bọn côn bằng đi trộm đồ, lại chạy đến nơi đây trợ trận, chẳng lẽ lại muốn phong ấn song đồng của bổn tọa sao? Liếc mắt nhìn hắn thiên đế cười sủi nói, có câu kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải lo mắt mà nhìn, chuyện ngàn năm trước ngươi cũng không cảm thấy ngại còn lấy ra khoe khoang. Hiện tại ngươi ngay cả mắt mình còn không giữ nổi, còn đòi phong thần đồng của ta ha ha chuyện cười nghe được lời này vẻ mặt hải ngao càng giận hơn hung hăng chừng mắt nhìn về phía kiếm đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi thiết kiếm tâm bao nhiêu năm qua uổng công ta xem ngươi như người bạn thân thiết ngươi muốn luyện kiếm lão phu còn giúp ngươi thu thập thứ ngươi cần vì sao ngươi lại trở mặt vô tình chỉa đao về phía lão phu không nói gì thậm chí cũng không dám nhìn hắn kiếm đế chỉ cúi đầu sắc mặt hổ thẹn ầm um thế mà ngay tại lúc này tiếng vang mãnh liệt phát ra phong thiên hải ngao còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra bỗng dưng run rẩy nhất thời toàn thân nổ tung lôi mang cuồn cuộn bị đánh bay ra ngoài trên không trung phun ra một miệng máu đỏ thẫm thiên đế đối diện đồng tử bên phải hiện lên hai vầng sáng vàng óng đồng tử bên trái tử lôi nổ vang khóe miệng sệt nụ cười hưng phấn hồng mông tử lôi này quả nhiên lợi hại kết hợp với không minh thần đồng của ta mạnh càng thêm mạnh ha ha cuồng lôi phá không tử lôi không ngừng tàn phá bừa bãi thân thể hải ngao trên không trung thân thể dãy ruộng kịch liệt lôi ngâm địa vực thế giới thật lúc này đồng tử bên phải thiên đế lại đổi thành thập nhị trọng nhưng nghe tiếng vang ầm ầm không ngớt tử mang thật lớn lóe lên liền biến mất thân thể hải ngao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa thấy thế mọi người cùng nhau kinh hãi một vị lão giả hắc phục lúc này đứng ra kêu lớn thiên đế ngươi đem hải ngao đi đâu mí mắt run rẩy trác phàm bên cạnh hồ nghi ngờ quay đầu nhìn lão giả lại nhìn bóng người trong mặt hồ, chẳng phải là cùng một người sao. Thì ra hắn cũng có mặt ở chỗ này. Thế nhưng sau đó thiên đế nói, lại khiến Trác phàm lần nữa sợ hãi, trong mắt như muốn lồi ra. Cửu U, ta chỉ tiễn hắn đến một nơi, đợi sau khi giải quyết những lão tạp trùng này lại đi thu thập những lũ súc sinh kia. Thiên đế cười quỷ dị, lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người, mỉa mai nói, thế nào, thiếu một con súc sinh, các ngươi lại không có sức sao. Thì ra nhân đạo đế quân, đều dựa vào uy danh lớn mạnh của súc sinh, Sắc mặt mọi người nặng nề, giống như cho tàn, nếu lúc trước trong lòng mọi người không chắc, thì hiện tại có chút tuyệt vọng. Trong nháy mắt, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Thiên Đế đã xử lý thánh thú Phong Thiên Hải Ngao, phần sức mạnh này, thật sự bọn họ không đuổi kịp. Thiên đạo mạnh mẽ quả nhiên trên cả nhân đạo. Có điều ngay lúc sĩ khí giảm nhiều, nam tử áo bào trắng lại nhẹ nhàng dậm chân bước về phía trước, khuôn mặt bình tĩnh thản nhiên nói, "Hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này, căn bản không quyết định Thiên Đế mạnh bao nhiêu, chỉ cần chúng ta không vi phạm đạo trong lòng." chỉ thế thôi. Thân thể bỗng dưng chấn động, cửu u cùng các đế nhìn nam tự áo bào trắng như có điều suy nghĩ, sắc mặt cũng dần trở nên kiên định, thấy chết không sờn. Không sai, với tư cách trưởng đạo giả nhân đạo, sao lại để cho nhân đạo tịch diệt mà ngồi yên không để ý? Chuyện này không quan hệ gì với địch nhân mạnh hay yếu, điều này bọn họ phải làm. Đây chính là lý do người nhất định muốn đối đầu với ta. Nhìn đệ đệ mình chăm chú, thiên đế nghiêm túc chưa từng có, cho dù đứt tình căn, ngươi vẫn đi hữu tình thiên đạo, cự tuyệt vô thượng vinh diệu của tịch diệt đại đạo. Trầm ngâm một chút, nam tử áo bào trắng khẳng định gật đầu, tuy ta giống như bị thiên địa chọn chúng, làm trưởng đạo giả tịch diệt thiên đạo, nhưng ta tin tưởng, đạo của mình là do mình tự chọn, do tâm quyết định, không phải diệt thế. Giống như tình đế chặt đứt tư tình, lĩnh ngộ tình căn thiên địa bị đứt thì thế gian đối với ta lại không còn màu sắc, ta cũng cảm giác không thấy bất luận tình yêu gì. Có thể vì vậy ta mới phát hiện, tình rất đáng ngưỡng mộ, cho nên ta quyết định nghịch thiên mà đi nhân định thắng thiên tốt ý ngươi đã quyết vậy thì không còn gì để nói đạo bất đồng mưu cầu khác nhau mâu thuẫn về đạo dù là huynh đệ cũng không thể thương lượng thở dài một tiếng trong mắt thiên đế đột nhiên phóng ra ánh sáng khiếp người đạp bước phóng về phía mọi người thiên ý diệt thế ta liền thay trời hành phạt nhóm đế quân nhân đạo biến mất đi thế giới này không thuộc về các ngươi vèo vèo mấy vị đế quân nhìn thấy cùng nhau phi thân đối kháng vẻ mặt mỗi người tràn ngập kiên định, mặc kệ thiên ý như thế nào, nhân đạo cũng chống lại đến cùng. Thiên đế, muốn diệt thế trọng sinh, trước hết phải qua cửa của chúng ta. Dầm dầm dầm, từng tiếng bạo hưởng liên tiếp chấn động khiến thiên địa run rẩy không ngừng, sơn băng địa liệt. Thập đế tranh phong ngay cả thiên địa cũng đều hoảng sợ, không dám khinh thường. Toàn bộ không gian đều xuất hiện hang động đen nhánh trong liên tiếp 3 tháng, kéo dài mấy ngàn tỷ dặm, không có một ngọn cỏ, Chờ khi tiếng nổ dừng lại, toàn bộ thiên địa đã không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có bóng đêm vô tận bao phủ nhân gian. Những vết nứt không gian chấn vỡ, không gian pháp tắc cũng không kịp tu bổ. Kiếm đế cùng các đế nhân đạo, vết thương đã trồng chất, vô cùng suy yếu. Ngay cả nam tử áo bào trắng cũng nhịn không được quỳ dạp xuống đất, phun ra từng, ngụ máu tươi. Chỉ có một mình thiên đế, tuy cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt lại không chút suy yếu, nhìn về phía mọi người tràn đầy kích động cùng khinh miệt xem ra thắng bại đã phân, quả nhiên thiên ý như thế, nhân đạo đều bị diệt, ha ha. Cười to một tiếng, trong mắt thiên đế phát lên 11 đạo vầng sáng vàng óng, tịnh thế. Vù, vòm trời đen nhánh chợt xuất hiện một trong mắt màu vàng to lớn, tản ra năng lượng cực kỳ khủng bố. Mọi người thấy sắc mặt tái nhợt, đồng đế cười khổ nói, hài, kết quả vẫn là ý trời, chúng ta thua. Soạt, một cỗ dao động vô hình bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như sóng xung kích xẹt qua thân thể mọi người, thân thể các đế nhất thời phân ra từng mảnh, tiêu tán trong nhân gian, chỉ có từng đạo mây ngũ sắc, quấn lấy thần hồn bọn họ, không ngừng du đãng trên không trung, đau thương ngày thế gian hủy diện. Hô! Bỗng nhiên, gió nhẹ xẹt qua, thần hồn mọi người còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thất thải hào quang đều hướng một phương hướng bay đi, bao phủ bên người nam tử áo bào trắng, bảo vệ hắn không để sức mạnh tịnh thế thương tổn. Thậm chí, trong cơ thể kiếm đế trọng thương cũng bay ra đế cảnh đại đạo, đến bên cạnh hắn. Chuyện gì xảy ra, Mi mắt run lên, Thiên Đế kỳ quái nhìn về phía Kiếm Đế, nhưng Kiếm Đế cũng rất kỳ lạ lắc đầu, ta không biết, đế đạo của ta dường như bị khống chế. Đại ca. Lúc này, nam tử áo bào trắng lên tiếng, khóe môi nhách lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chúng ta đều sở đến cánh cửa vô thượng cảnh, nhưng ta không có đế cảnh đại đạo, thủy chung kém huynh một bậc. Nhưng thật may mắn, trước cửa Tiệt Diệt Thiên Đạo, ta lại ngộ được hai hàm nghĩa của Tịch Diệt. Thứ nhất là trước khi thế gian biến thành Tu La địa ngục, diệt thế trọng sinh. Để thế gian thanh bình, hai chính là trưởng đạo giả tọa hóa bản thân, cho thế gian một cơ hội nữa, mà ta vẫn luôn tin tưởng, thiên địa sinh ra ngàn vạn sinh linh, không thực sự tuyệt tình đến tận cùng. Tiếng nói kết thúc, toàn thân nam tự áo bào trắng tản mát ra hắc khí cuồn cuộn, không ngừng quấn quanh ăn mòn thân thể hắn, tiêu tán đến không còn. Thế nhưng Cửu Đạo Đế cảnh đại đạo trong tay hắn đang không ngừng dung hợp, cuối cùng hình thành một bàn tay lớn bảy màu, bỗng nhiên đánh về phía thần đồng trên cửu thiên. Ẩm um, trưởng ấn bảy màu mạnh mẽ nện lên thiên nhãn, nhất thời đánh nó vỡ nát. Thân thể thiên đế lào đảo, phốc một tiếng, phun ra một miệng máu đỏ thẫm, đã bị trọng thương. Khi hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, chăm chú nhìn về phía bóng người trong hắc khí dần dần biến mất, hai con ngươi run rẩy, không ngờ tự thân tọa hóa, trong nháy mắt đã lên vô thượng cảnh. Hừ, được lắm, đệ đệ, lần này xem như ngươi thắng. Tuy nhiên đến cuối cùng ngươi vẫn thua. Trên đời chỉ có hai người chúng ta sờ đến cánh cửa vô thượng, lần này ngươi có thể sử dụng thần thông vô thượng đả kích ta một lần, đợi thương thế ta phục hồi, lần sau còn ai có thể ngăn cản ta. Ngươi chỉ chỉ hoãn thời gian diệt thế của nhân gian, để xem sau cùng là ngươi thắng hay ta thắng, hừ, nghĩ hay lắm. Nhưng vào đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu lên, bên trong hào quang bảy màu chợt bắn ra ám tiễn màu hồng, vọt thẳng đến phía trước thiên đế. Nhách miệng cười một tiếng, thiên đế khẽ nói, tình đế, cho dù hiện tại bổn tọa trọng thương, cũng không tới phiên ngươi đánh lén ám toán không minh thần đồng, không gian bình trướng. Ba ba ba. Liên tiếp 12 đạo bình trướng vô hình nhất thời xuất hiện trước người Thiên Đế, ngăn cản mũi tên ở ngoài. Thiên Đế đắc ý ngẩng đầu, khinh thường bĩu môi. Ba ba ba. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, mắt trái Thiên Đế phát ra sấm sét cuồng bạo, bình trướng vô hình nhất thời vỡ vụn, mũi tên hồng không bị cản trở bắn vào trong thân thể Thiên Đế, khiến thân thể hắn run lên, ngã co rút trên mặt đất, trong ánh mắt cũng dần dần nhiễm phấn hồng. Ha ha thiên đế, không phải ngươi có vô tình đại đạo, không minh vô ý sao? Tình cổ của bản cô nương đánh trên thân người khác không sao, nhưng đối với ngươi mà nói là một kích trí mạng. Ngay cả không minh đại đạo còn bị phế, ngươi còn có thể diệt thế thế nào? Hừ hừ, chuyện này, không có khả năng. Cổ nghẹn đến đỏ bừng, thiên đế chăm chú nhìn nàng, căm hận nói, tại sao tử lôi kim nhãn của ta bị bạo động, ngươi đã ra tay đánh lén, thì chắc chắn đã sớm dự đoán được, vì sao? hào quang bảy màu xuất hiện một bóng người hư huyễn, chính là nguyên thần của tình đế. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao. Trước khi ngươi tìm tới côn bằng, hắn đã tìm tới cửa. Kế hoạch diệt thế của ngươi sẽ không có ai hỗ trợ, nhưng lại sợ hãi không minh thần đồng lợi hại của ngươi. Cho nên hắn liền cùng côn bằng thực hiện khổ nhục kế. Lôi hoàng là tự mình hy sinh, lấy một tia tàn niệm lưu tại bên trong tử lôi, thời điểm then chốt phá thần thông của ngươi, giúp ta đem tình cổ chồng trong cơ thể ngươi. Hiện tại ngươi hiểu rồi chứ thiên hạ đệ nhất thiên đế, đệ đệ, nghĩ không ra, lần sau cùng người thắng lại là ngươi. Song quyền nắm chặt, thiên đế thống khổ nhìn bóng dáng đệ đệ tiêu tán, lại cười. Ta mị nói, làm tốt lắm đệ đệ, tuy từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn hơn ngươi, nhưng lần này không thể không thừa nhận, là ngươi thắng. Chẳng qua hiện tại mấy đế quân kia chỉ còn đại đạo hộ thân, không có năng lực gì. Mặc dù tình cổ trong bổn tọa, nhưng chỉ cần có một đường sinh cơ, sẽ còn ngóc đầu trở lại. Thời gian chính là trợ thủ tốt nhất của ta, sau cùng bên thắng, vẫn là ta. Bỗng dừng hắn quay đầu, đến bên cạnh kiếm đế đang bị thương nặng, kéo mạnh thân thể bị trọng thương, hai người muốn rời khỏi nơi này, đế quân còn lại cũng suy yếu không làm gì được bọn họ. Thế mà ngay tại lúc này, đệ đệ hắn sắp hóa thành cho bụi trượt mở lớn hai mắt, nở nụ cười lạnh nhạt, nhẹ giọng nói, đại ca, nếu còn có kiếp sau, ta sẽ còn ngăn cản huynh. Được. Thân thể chỉ trệ, thiên đế chưa trở về thân thể, chỉ trầm ngâm một chút, bình tĩnh gật đầu, cắn răng nói, hãy đợi đấy, ta chờ ngươi soạt vừa dứt lời thiên đế mang lấy kiếm đế đạp bước biến mất không thấy gì nữa đệ đệ cũng nhanh chóng biến thành cho bụi trong hắc khí nồng đậm trên mặt hồ hình ảnh cứ thế biến mất chỉ còn mỗi trác phàm nhìn thấu tất cả chuyện này thở dài một hơi cuộc chiến giữa những đế quân huynh đệ bất hòa điều khác biệt là chuyện này không phải ân oán cá nhân có thể nói dạng ân oán này trước đây hắn chưa từng gặp bởi vì đây hoàn toàn là tâm ma siêu thoát tranh phong mà vô ý ma cũng không có chỗ có thể sử dụng khó trách năm đó thiên đế nói qua, cuộc chiến cao tầng chân chính bày bố cục ra hết thảy, bởi vì âm mưu quỷ kế bọn họ ở cấp độ này đều không đáng kể. Tuy nhiên cuối cùng thiên đế vẫn bị đệ đệ của hắn tính kế. Như thế nào? Trác phàm giật mình lo lắng, bên tai hắn lại vang lên âm thanh giả nua, quay đầu nhìn lại, đã thấy lão giả kia, nhất thời giật mình, vội vàng bái lạy vãn bối không biết tiền bối chính là cửu U Ma Đế, vừa rồi có nhiều mọ phạm, mong thứ tội. Mỉm cười khoát tay, cửu U không để bụng. Phàm phu tục lễ, không cần câu nệ, ta chỉ hỏi ngươi nhìn thấy ân oán thượng cổ này cảm nhận như thế nào? Cảm nhận? Chắc Phàm nhíu mày suy nghĩ một chút, cẩn thận nhìn hắn lầm bầm nói. Hiện tại ta biết vì sao ngài có thể viết ra cửu U Bí Lục, thông thiên mãnh liệt như vậy. Ồ, hình ảnh nhân vật bên trong cũng không phải là ta, ngươi có thể nhìn ra ta trải nghiệm. Đương nhiên, không phải nhìn qua mặt hồ này mà khi cùng tiền bối trò chuyện, ta liền phát hiện tiền bối ngài thật sự thích bắt quái. Nhưng cũng vì vậy mà có thể thám thính được nhiều bí mật trong thánh vực, biên soạn thành Cửu U Bí Lục thâu tóm kỳ văn thiên hạ, thật sự bội phục, sau này ta cũng không dám nữa xem nhẹ những người suốt ngày nhiều chuyện nữa. Hắc hắc hắc. Khụ khụ. Vội ho một tiếng, Cửu U sờ sờ ria mép, có chút xấu hổ, ngươi cũng biết, ta là trưởng đạo giả ma đạo, mà ma do tâm sinh ra, muốn giải ma, phải thường xuyên thám thính tiếng lòng của người khác, lâu dần cũng có chút bệnh nghề nghiệp, ngươi không cần tỉ mỉ nghiên cứu, ta chỉ hỏi ngươi ngươi nhìn đệ đệ thiên đế có cảm xúc gì trác phàm khẽ giật mình trầm mặc suy nghĩ rất lâu mới lầm bầm ta xuất thân từ ma đạo phương diện cá nhân cho dù có hy sinh cũng vì người bên cạnh mà hy sinh không phải vì người trong thiên hạ ta không vĩ đại như vậy thế mà đệ đệ thiên đế có thể vì thương sinh thế gian tình nguyện không ngưng tụ vô thượng đại đạo ta thấy bản thân khó có thể chống đỡ lại dụ hoặc kia dù sao cũng là thần cảnh trưởng khống thiên địa dù hắn không còn tình căn vẫn tuân theo đạo trong lòng vì thiên hạ phụng hiến, càng đáng quý hơn, ta cảm thấy không bằng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng... Khẽ gật đầu, cửu u trượt ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn hắn, chân thành tha thiết nói, nếu như ta nói, hắn cũng là ngươi, ngươi tin không? Thân thể chấn động, chắc phàm nhìn hắn thật sâu, lẩm bẩm nói, hắn là ta, thật sự mà nói thì đó là tiền thân của ngươi. Lúc này, lại có một âm thanh giả nua vang lên lão giả quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, Trác Phàm tập trung nhìn vào, lúc này mới nhận ra, ngươi không phải là người đưa đỏ Minh Hải kia sao? Làm sao? Để ta giới thiệu, hắn là chủ nhân nơi này, Luân Hồi Đại Đế, trưởng kiếp trước kiếp này của thế nhân. Mỉm cười, Cửu U nhắc tay chỉ lão giả kia nói, lão giả kia cũng cười khẽ gật đầu, giải thích, ngươi nhìn thấy ở Minh Hải là tàn niệm phân thân của lão phu, đáng tiếc hiện tại đã bị Thiên Đế phá hủy. Bây giờ đưa ngươi dẫn độ đến Luân Hồi Thiên Trì, cũng để nhìn xem ngươi có tư cách kế thừa vô thượng thiên đạo kiếp trước chưa vô thượng thiên đạo trác phàm càng thêm không hiểu cuối cùng chuyện gì xảy ra để đệ, đệ thiên đế là ta kiếp trước không phải hắn đã tọa hóa sao lại không có đế cảnh đại đạo cho dù tàn hồn cũng sẽ tiêu tán chẳng lẽ ở chỗ này luân hồi điều đó không có khả năng hắn biến thành cho bụi nhìn lẫn nhau hai người cùng nhau cười lớn tiếp đó cửu u nhìn về phía hắn nói đã biến thành cho bụi ngươi làm thế nào trọng sinh đây trác phàm không phải bên trong cửu u bí lục của ngươi có ghi chép, ý niệm lại sinh pháp sao? Chỉ dựa vào ý niệm, dựa vào linh hồn người khác trọng sinh, người bình thường có thể làm được sao? Mà lúc đó ngươi tự bạo, thần hồn căn bản không hoàn toàn biến mất, một phần được giữ lại, không phải bản thân cũng tổn thương sao? Vậy linh hồn dựa vào cái gì lại được bảo vệ? Mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, chắc phẩm bừng tỉnh đại ngộ, đế cảnh đại đạo. Không sai, là đế cảnh đại đạo của lão phu vẫn luôn che chở thần hồn ngươi bất tử bất diệt người nhẹ gật đầu cửu u thở sâu nhẹ nhàng lên tiếng lúc trước đệ đệ thiên đế bỏ mình lão phu đã quyết định thật nhanh đem đế cảnh đại đạo cho hắn giữ được một luồng tàn hồn cho hắn để chuyển thế trùng sinh còn lão phu cũng chuyển sinh nhưng chỉ làm người bình thường không phải chuyển thế của đế quân hơi sững sờ chắc phàm cả kinh nói người cũng chuyển sinh vậy ngươi bây giờ là một tia trí nhớ hình ảnh mà thôi thở dài một hơi luân hồi đại đế giải thích nói hoặc là nói là một tia chấp niệm Ngươi hẳn phải biết, luân hồi thiên trì này của ta là nơi chuyển sinh, đều sẽ đem trí nhớ cuộc đời của chính mình lưu lại hết thầy cảm nhận, cửu u cũng lưu lại một phần tưởng niệm luân hồi. Vì muốn có thể tận mắt nhìn thấy ngươi có thể trở lại, theo kế hoạch kế thừa thiên đạo lúc trước, cũng xem như có chết cũng nhắm mắt. Trong lòng cảm xúc lẫn lộn, chắc phàm nhìn cửu u thật sâu, hình ảnh. Đúng vậy, ngay cả thần hồn cũng không tính, chỉ là chấp nghiệm hình ảnh. Sau khi chào đón ngươi quay về, chấp nghiệm biến mất, tiêu tán nở nụ cười hiền lành lành, Cửu U vỗ nhẹ lên vai Trác Phàm, "Hiện tại ngươi có một lựa chọn, kế thừa Hữu Tình Thiên Đạo, lấy lại sức mạnh lúc trước, tuân thủ lời hứa lúc trước, tiếp tục ngăn cản Thiên Đế diệt thế, hoặc không cần làm gì, yên tĩnh chờ chết. Ta nghĩ rất nhanh Thiên Đế cũng đến nơi đây, cướp đoạt Luân Hồi Thiên Đạo." Mi mắt chấn động, Trác Phàm kêu lên, "Đây mà là lựa chọn sao? Ai nguyện ý chờ chết chứ?" "Đương nhiên là lựa chọn, trong tâm ngươi chọn." Mỉm cười, Cửu U nghiêm túc nói, "Ngươi cũng nói Ngươi xuất phát từ ma đạo, nhưng kiếp trước của ngươi là hữu tình thiên đạo, tâm các ngươi khác biệt thì không thể kế thừa phần sức mạnh này, mặc dù các ngươi là cùng một người. Mí mắt nhẹ rung, chắc phẩm do dự cúi thấp đầu, cái thế giới này, cái gì đều có thể là giả, nhưng chỉ có tâm mình là vĩnh viễn không thể giả. Ta trà trộn trong ma đạo nhiều năm như vậy, làm sao có thể thay đổi bất thường, trở thành đại ái đạo chứ? Mà năm đó vì cái gì ta chọn ma đạo chứ? Bởi vì, trong cơ thể ngươi vẫn luôn có ma đạo đế cảnh của ta. Cho nên bất luận ngươi chuyển sinh thành người nào, sinh ra ở chỗ nào, đều sẽ có khuynh hướng lựa chọn ma đạo. Cho dù ngươi là con trai liên minh chính đạo cũng giống vậy. Ồ, sao ta lại cảm giác các ngươi đang hố ta? Thân thể run lên, khóe miệng chắc phàm giật giật. Đã như vậy, vì sao ngay từ đầu không cho ta chính đạo đế cảnh, là bọn họ không bỏ được sao? Chỉ có một mình cửu sư phụ nguyện ý vì ta hy sinh. Thế mà ta còn hy sinh bản thân, cứu vãn thiên hạ, đây thì gọi là đãi ngộ gì? yên lặng cười cười, hai người cử u lịch nhìn nhau, từ chối cho ý kiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng cử u nghiêm chỉnh giải thích, người trách oan mấy lão già kia rồi, đối với chuyện người tự mình hy sinh, cứu vãn thương sinh tất cả mọi người đều cảm kích, đế quân ngay cả sinh tử cũng không để ý, sao lại nỡ không cứu ngươi chứ? Chỉ là muốn để ngươi có thể thuận lợi tu luyện cửu u bí lục, đành để lão phu dẫn dắt ngươi. Cửu u bí lục. Đúng vậy. Lúc đó, ngươi cũng nhìn thấy, thời khắc ngươi tiếp cận sức mạnh vô thượng cảnh, cũng đã đem cửu đạo quy nhất. Khi đó, thậm chí ngay cả kiếm đế trọng thương cũng không thể khống chế đế đạo của chính mình, bị ngươi hấp dẫn tới. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Cửu U chăm chú nhìn hắn. Lão phu khẳng định, hữu tình thiên đạo của ngươi, đạp vào đường tắt vô thượng cảnh, cũng là nhân đạo đế quân cửu đạo quy nhất. Thiên địa pháp tắc cửu tử nhất sinh, cho dù diệt thế đại đạo xuất thế, cũng sẽ lưu lại cùng chống đại đạo mà đạo này cũng chính là hữu tình thiên đạo của ngươi cũng có thể nói năm đó đế đạo ngươi chậm chạp không thể ngưng tụ chỉ là đang đợi một cơ hội thập đạo quy nhất không minh đại đạo thêm cửu đại nhân đạo liền có thể giúp ngươi ngưng tụ vô thượng đạo đạo thành chúa tể thiên địa như vậy nói cách khác để đệ, đệ thiên đế kia không phải không ngưng tụ ra đế đạo mà chính hắn được chọn là trưởng quản giả thập đạo thiên ý cũng không phải là phải diệt thế chỉ mất đi tình căn của hắn mới rơi vào diệt thế đạo đúng là vậy có điều thiên ý khó dò chúng ta cũng lấy tâm của chính đo lường, ai biết đâu là chân lý đại đạo. Cho dù là đế cảnh, cũng không dám nói chính mình là đại biểu của thiên địa, thậm chí vô thượng cảnh cũng như vậy. Hai con người chấp động, cửu u lầm bầm, lại lắc đầu, tính toán như thế nào, những thứ này chúng ta cũng không thể giải. Chúng ta có thể làm là tuân theo đạo của chúng ta, cứu thương sinh trong nguy nan, chỉ thế thôi. Cho nên, người có tư chất này, ta lại vừa vặn sáng tạo ra thiên ma đại hóa quyết, hải nạp bách xuyên, nhân cơ hội này thử một chút, dùng công pháp này giúp ngươi thông thiểu đạo lý thập đạo. Đợi ngươi chấp trưởng vô thượng, tựa như thiên địa chỉ có thập đế, vô thượng chỉ có một người, sẽ không xuất hiện diệt thế vô thượng, cho dù có xuất hiện ngươi cũng có phương pháp chống cự, thương sinh sẽ may mắn hơn. Trác Phàm gật đầu, trong lòng hiểu rõ, vì ngăn cản thiên đế đạt được diệt thế đạo, các ngươi đặt vị trí trưởng quản thiên địa trước, nhưng các ngươi không sợ thiên đế cản trở sao? Thân ngươi ở đế cảnh đại đạo, mệnh vận quỹ tích che giấu, người nào cũng không tìm ra, chỉ có đế đạo tại thân lão phu chỉ dẫn ngươi đi thăm dò ma đạo. Có điều, nhập ma dễ dàng, thoát ra rất khó. Ma đạo khó nhất chính là phải thăm dò các loại dục vọng, sau cùng lại có thể thoát khỏi tâm ma, đạt tới thông hiểu nhân tâm thế gian đại đạo cảnh, vô dục vô cầu. Nói thì dễ nhưng làm lại vô cùng khó. Có bao nhiêu người tu chính đạo đều khó thoát tâm ma trưởng khống, đừng nói đến thân ma ở bên trong trác phòng gật đầu cảm khái. Cửu U Sư Phụ nói không sai, ta cũng từng hãm sâu trong tiểu ma đạo, Thật lâu không tiến lên, gặp qua vô số ma đạo. Có nhiều ma đạo khoác áo chính đạo, muốn từ đó nhảy ra nhưng thật sự rất khó. May mắn ta xem như hiểu ra, tư chất không tệ. Đi cho tới hôm nay, bằng không cũng là kẻ xấu giết người phóng hỏa. Hài, xem ra ta cũng có thiên phú tu ma, ha ha. Thiên phú cộng lông. Ra mặt run lên, cửu U không còn gì để nói. Ngươi có biết vì chờ ngươi tới đây lão phu mất bao nhiêu năm không? Ừm, cần phải hơn 5.000 năm. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, chắc Phàm đưa đầu ngón tay tính toán, ta ở thánh vực tu luyện mất mấy trăm năm, chuyển thế trùng sinh, đi qua năm ngàn năm, lại tu luyện trăm năm, ngộ đạo có chút thành quả, cũng xem như nhanh rồi đúng không? Bất đắc dĩ trợn mắt, cửu u không nói, luân hồi đại đế lại cười ha ha, một kiếp này của ngươi hơn năm nghìn năm. Ngươi có ý tứ gì? Ta có rất nhiều kiếp sao? Từ thượng cổ vẫn lạc, hết thảy qua 32 kiếp, đại đa số đều không nắm bắt được cửu u bí lục trong tay thì treo, lãng phí không ít thời gian, cái. Cái gì, 32 kiếp? Nhiều như vậy sao? Chắc phòng không thể tin được, không ngờ hắn đã luân hồi nhiều lần như vậy. Cửu u khẽ liếc hắn, sâu xa nói, thiên ma đại hóa quyết là muốn đem hết thảy đạo pháp dung hợp, cho nên nhất định phải bảo trì mỗi một thế của ngươi giống như một tờ giấy trắng, nói cách khác đạo thống trước kia toàn bộ phế bỏ. Bởi vậy mỗi lần ngươi chuyển sinh sẽ bị tiêu trừ hết thảy trí nhớ. Đợi đến khi cầm được cửu u bí lục, nhưng như vậy chỉ được 4-5 lần mà thôi, may mắn lần này thành công giống mấy lần trước hừ hừ nếu không phải vậy cũng dọa ngươi không dám luyện nếu không phải vậy cũng giống người đồ đệ kia của ngươi không nguyện tự phế tu vi lại muốn đầu cơ trục lợi cứ cứng rắn luyện sau cùng tẩu hỏa nhập ma mà nghèo sai lầm mà những tiểu ma kia trong miệng ngươi phạm phải mấy đời này ngươi cũng phạm không ít còn nói thiên phú ha ha oa wow. chuyện này sao có thể chứ trác phàm kinh ngạc nói thế nhưng cửu u bí lục là ta tìm từ ma cung của ngài có nếu như lúc trước đã có người tìm tới ai sẽ lại trả về? Nhìn lẫn nhau, hai người chăm miệng một lời, thiên đế. Người kinh ngạc cọng lông, 32 kiếp, thiên đế nhìn chằm chằm vào chúng ta, cũng nhìn chằm chằm vào thánh vực, cửu u bí lục ma đế hiện thế, hắn lại không chú ý sao? Nói như vậy, hắn đã sớm biết. Đương nhiên, vậy hắn vì sao không ngăn cản? Vì sao ngăn cản? Khẽ nhún nhún vai, cửu u ma đế cười nói. Từ khi hắn phát hiện cửu u bí lục, ngươi lại chuyển thế nhiều lần như vậy, với sự thông minh tài trí của hắn, đại khái đoán ra kế hoạch của chúng ta. Thế nhưng kế hoạch này đối với hắn cũng có lợi. Đầu tiên bản thân hắn chúng tình cổ của Tình Đế, bản thân không thể giải trừ, cũng không có cách nào đặt đặt chân vào kết giới của Tình Đế, hắn ước gì ngươi đem Tình Đế đại đạo đưa cho hắn để hắn giải cổ. Sau đó hắn đột phá vô thượng cảnh, vốn không biết rõ năm nào tháng nào mới có thể đạt tới, bây giờ bản thân chúng tình cổ, không minh đại đạo bị hao tổn, càng khó đạt được chỉ có thập đạo quy nhất mới giúp hắn thành sự, cớ sao hắn không làm. Còn nữa, không minh đại đạo của hắn tuyệt đối có thể chứa đựng vạn vật, bao gồm đế quân đại đạo cũng vậy. Nhưng muốn dung hợp đế cảnh đại đạo thì hắn lại không thể. Bây giờ nhìn thấy thiên ma đại hóa quyết, của lão phu có lẽ cũng cười đến răng muốn bay ra ngoài, sao lại ngăn cản? Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, hắn vẫn luôn trợ giúp kế hoạch này sao? Chắc phàm nhíu mày suy nghĩ một chút, trong mắt vẫn nghi hoặc như cũ, nếu hắn muốn thiên ma đại hóa quyết, tự hắn đoạt không được sao? còn phải trả về để ta lại lấy như vậy câu đầu tiên của thiên ma đại hóa quyết là cái gì muốn luyện thần công trước hết phải tự phế tu vi không chỉ như vậy đối với đế cảnh cũng phải phế đại đạo của mình cười lạnh cử u ngước mắt nhìn lên đối với một thần thông thật giả lẫn lộn một đế quân mạnh nhất sắp đạt được vô thượng cảnh như thiên đế đâu có ngốc mà phế tất cả tu vi ngay cả không minh đại đạo cũng không muốn lại tu ma đạo sao nguy hiểm trong này không thể tính theo lẽ thường huống chi biết đây còn có thể là bẫy nếu ngươi là thiên đế, ngươi lựa chọn như thế nào? Gãi đầu một cái, chắc phàm thở dài, tán đồng nói, cũng đúng, người công thành danh toại sao lại lấy tay trắng khởi đầu. Cho dù có đi đến đại đạo cao hơn, nhưng mạo hiểm lớn hơn, cho dù là đế quân, cũng không có dũng khí này. Đúng vậy, hắn không có dũng khí, người khác tu luyện, tư chất quá kém, hắn cũng không có hy vọng. Chỉ có đệ đệ ngươi, hắn giống như chúng ta, rất tin tưởng ngươi. Đáng tiếc, 32 kiếp luân hồi, ngươi đối với ma đạo không có thiên phú gì. Thực sự hắn nhìn không được, một kiếp này rốt cục cũng xuất thủ chỉ điểm. Quả nhiên, hiệu quả khác hẳn, ngươi lập tức giác ngộ, ha ha. Ra mặt co rúm, chắc phàm nhất thời im lặng, hiện tại xem ra, các ngươi cùng thiên đế không giống kẻ thù, mà giống người cùng hội cùng thuyền, lấy ta ra trêu đùa. Ngươi nói đúng, cao thủ so chiêu, tất cả mọi thứ đều thẳng thắn, ngươi là quân cờ của chúng ta, nhưng mục đích khác biệt nhưng trong thời gian ngắn lợi ích chúng ta như nhau nói như vậy các ngươi cũng đã chuẩn bị dẫn đường ta đi đương nhiên chúng ta có khắp nơi trên thế gian đều làm chuẩn bị ngay cả thời khắc ngươi tu luyện thiên ma đại hóa quyết cũng bắt đầu chỉ dẫn bình tĩnh gật gật đầu cửu u khẽ cười nói thánh vực là mấy người minh đế bố trí lưu lại rất nhiều tàn niệm phân thân nhiều ở khu vực khác nhau vân đế cố ý mang theo đế cảnh đại đạo thông qua phong huyệt thiên địa chui vào phàm giai truyền đạt kế hoạch của chúng ta cho côn bằng yên lặng chờ ngươi đại giá. Là một tu giả, ngươi không thể không mạo hiểm. Mỗi tu giả đều đi vạn thú sơn mạch phàm giai, ngươi rơi vào phàm giai, hẳn cũng đi đến đó. Thế nhưng nếu ta không đi thì sao? Nếu giai đoạn thứ nhất chúng ta dẫn đường không được, thì chờ giai đoạn thứ hai phát sinh. Giai đoạn thứ hai phát sinh. Đúng, thời điểm ngươi nguyện ý đem đế cảnh đại đạo chính mình đưa ra ngoài. Trong mắt chắc chắn, cửu u vui vẻ cười nói, ma đạo trí tư, nếu ngươi nguyện ý vì người khác mà phụng hiến ra đại đạo bản thân, nói rõ ngươi đã nhảy ra tâm ma, dựa vào thiên ma đại hóa quyết đem ma đạo lĩnh ngộ được cảnh giới trí cao. Lúc này quỹ tích vận mệnh ngươi hiện trên trời, vân đế sẽ phái người tìm ngươi, dẫn ngươi đi tiếp nhận truyền thừa các đế, đạt tới kế hoạch. Thì ra là thế. Hết thảy đều rõ ràng, chắc phàm thở dài một hơi, trong ánh mắt có chút lo lắng, thì ra cả đời hắn bị những cường giả này vận hành theo một quỹ tích, đạt tới trình độ nào đó sẽ tiến tới giai đoạn tiếp theo. Không đạt được, thì tầm thường cả đời, kiếp sau tái chiến vòng đi vòng lại vì đạt thành lợi ích của mỗi người bọn họ. Ta cảm giác chính mình giống như đồ chơi của các ngươi. Không, đồ chơi sẽ mặc cho người ta định đoạt, chúng ta chỉ dẫn đường, không khống chế quyết định của ngươi. Chậm rãi lắc đầu, sắc mặt cửu u nghiêm túc, giống như bây giờ ta không quyết định trái tim ngươi muốn gì, ngươi tự lựa chọn, chúng ta không khống chế, quyền quyết định nằm trong tay ngươi, bao gồm cả hy vọng của chúng ta, gồm cả tính mạng của thương sinh trong thiên hạ. Nghe được lời này, Trác Phàm Dương mắt nhìn hai người, bình tĩnh gật gật đầu, "Vậy thì được, bắt đầu đi, ta tiếp nhận truyền thừa kiếp trước." "Ồ, thì ra là thế." Trong phòng khách lạc ra, ba thánh thú ngồi vây quanh một bàn, nói rõ tiền căn hậu quả, Long Tổ cảm thán thốt lên, "Nói như vậy, Thiên Đế và Trác Phàm, quả nhiên là số mệnh, cùng thiên đạo, nhưng lại đi hai hướng ngược nhau, huynh đệ tương sát." Khẽ gật đầu, côn bằng quay đầu nhìn về phía mấy người còn lại, "Thiên Đế và Trác Phàm đều luyện hóa thập đạo." một bên đạt được kết quả của thập đạo, một bên trải qua cảm ngộ trong quá trình kinh lịch, người nào ngộ đến vô thượng đại đạo trước thì người đó chấp trưởng thiên địa, gồm cả ngàn vạn sinh linh trong đó. Mày hải ngao nhíu chặt, trầm ngâm nói, như vậy bây giờ chúng ta nên làm là quấy nhiễu thiên đế tu luyện, tranh thủ thời gian cho chắc phàm. Trong mắt lóe lên ánh sáng cơ trí, côn bằng nghiêm túc nói, chuyện này cần rất nhiều cao thủ, kỳ lân cùng tước nhi. Các ngươi theo ta cùng lão long, chúng ta tập kết tất cả tộc nhân, giúp đỡ các ngươi hoàn thành bước cuối cùng để thành thánh thú nhìn lẫn nhau hai người cùng nhau gật đầu hải ngao nói với kiếm đồng ngươi cũng đi cùng lão phu chỗ năm đó kiếm đế thành đạo chắc có lẽ cũng giúp được gì cho ngươi ma kiếm của trác phàm đối thủ của ngươi cũng là bội kiếm của thiên đế kiếm đế được song đồng ngưng tụ hai tay kiếm đồng nắm chặt trong mắt hừng hực chiến hòa đại khái chỉ có mấy người này có tác dụng ba thánh thú không chậm trễ lập tức mang bọn họ rời khỏi nơi này mỗi người đi tu luyện trước chỉ để lại một đám lạc gia không biết an bài việc gì lạc vân hải suy nghĩ một chút trong mắt cũng hiện lên ý muốn chết quát to các vị nguyện ý cùng ta chịu chết thì đi theo ta vân hải trong lòng lo lắng lạc vân thường lập tức kêu to dường như nàng biết hắn muốn làm gì thản nhiên cười lạc vân hải thở dài nói tổ chim bị phá chứng còn được sao nếu thiên địa bị diệt không ai thoát khỏi một kiếp này tuy chúng ta nhỏ yếu nhưng giống như lúc bao vây tấn công bất bại kiếm tôn vậy số người đông vẫn chiếm ưu thế cho dù chiêu này không uy hiếp được đế quân nhưng có thể chỉ hoãn thời gian của hắn như vậy cũng tốt rồi không phải sao nói xong lạc vân hải cũng xài bước rời khỏi nơi này mọi người nhìn thấy cũng nhanh chóng đuổi theo vẻ mặt nguyện ý đi chết không chút do dự lần này lạc vân thường không ngăn cản nữa chỉ yên tĩnh nhắm mắt cầu nguyện trời cao chắc phàm có thể nhanh chóng xuất quan đi cứu vân hải Ba ngày sau, Lạc Vân Hải xuất lĩnh toàn bộ chiến lực hoàng vực, đi vào kính nguyệt tiểu trúc, nhìn qua khu vực khí thế dồi dào, không có nửa phần do dự, vung tay lên, gào thét từng trận, mấy người lệ kinh thiên mang theo các đại quân, cùng nhau phóng về phía tiểu trúc kia. Thế nhưng bọn họ vừa vọt tới bên ngoài tiểu trúc, thì một tiếng nổ thật lớn vang lên, bị đánh bay ra ngoài, văng tán loạn trên không trung, huyết nhục tung tóe. Trong chớp mắt, có mấy trăm người bỏ mình. Mọi người nhìn thấy trong lòng vô cùng lo sợ, mấy cao thủ hoàng vực vừa mới quy thuận lạc ra, chưa từng thấy qua cảnh tượng thê thảm như vậy, hai chân sớm đã nhũn ra. Thế nhưng những người thuộc bản bộ của lạc gia lại không chút lo sợ, bọn họ xuất thân quân ngũ, chuyện sinh tử đã sớm không để vào mắt, hiểu được thiên chức của người quân nhân là gì. Trước kia bọn họ bảo vệ dân chúng trong tam lưu tiểu đế quốc, hiện tại thì bảo vệ tính mạng cho toàn bộ thiên hạ, bởi vì ở trong đó, có những người bọn họ yêu thương nhất. Vì người mình yêu thương cho dù biết rõ con đường phía trước là đường chết, thậm chí không có một chút tác dụng, bọn họ cũng sẽ mạnh mẽ không sợ chết vọt tới trước dù sao đây cũng là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm vì người thân của mình kết quả dưới sự chỉ huy của nhân mã bản bộ lạc gia từng lớp từng lớp cao thủ thánh vực lấy thân thể máu thịt của chính mình va và đập vào kết giới hơn ngàn hơn vạn mấy trăm ngàn tiếng nổ to lớn vang vọng giữa cả thiên địa nhưng nơi thiên đế bố trí kết giới cho dù bọn họ có tổn thất nhiều người cũng không có chút tác dụng nào tiếng hô hào thốt lên vô cùng lớn có lẽ chịu không được sự ồn ào của bọn họ tám chuẩn đế cũng hiện thân. Vèo vèo, từng đạo hắc ảnh lóe qua, mang theo kiếm khí tung hoành, khiến mấy chục ngàn cao thủ chuẩn bị xông lên, trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn. Nam nhân tóc đỏ tiến lên hét lớn, một bầy kiến hôi, muốn chết thì tìm cho mình một cái cây mà treo cổ, ở nơi này nhốn nháo cái gì, quấy giày chủ nhân nhà ta thanh tu. Thật sao, vậy quá tốt, chúng ta cũng vì vậy mà đến. Lạc Vân Hải cười nói, nếu có thể quấy giày đến hắn, xem ra mạng của chúng ta cũng không uổng phí mí mắt nhẹ rung, nam nhân tóc đỏ nhìn về phía hắn lạnh lùng quát hỏi dùng nhiều mạng người như vậy chỉ vì muốn quấy giày chủ nhân nhà ta đáng giá không đáng giá ánh mắt nhất định lạc vân hải lần nữa phất tay hai vợ chồng cừu viêm hải lập tức chỉ huy một đám cao thủ sông về phía trước hung hãn không sợ chết khí thế cường đại từng đạo hoàng ấn đột nhiên đập về phía tám người ầm um. một tiếng vang thật lớn ngón tay tám người cùng vung lên tất cả những người vọt tới đều biến thành cho bụi bao quát đội quân nhà họ lạc thành lập lúc đầu cũng không còn nhưng lạc vân hải đối với chuyện này cũng không nháy mắt một cái trong lòng không chút dao động vẫn vung tay lên thiên địa song tôn mang đám người tiếp tục không muốn sống vọt tới trước không chút ảnh hưởng cảnh tượng thê thảm này hai con người hơi híp lại nam nhân tóc đỏ liếc nhìn mọi người sâu trong mắt lóe lên tia nhìn bối rối làm sao những người này thật sự đều không sợ chết à hừ lão phu không tin bắt giặc phải bắt vua trước nghĩ như vậy nam nhân tóc đó lóe đến trước mặt lạc vân hải không ai có thể ngăn cản hắn chỉ một chiêu liền tóm lấy cổ họng lạc vân hải cười lạnh liên tục rắn không thể không có đầu ngươi là người chỉ huy bọn họ ngươi chết rồi bọn họ cũng chia năm xẻ bảy mấy tên kiến hôi các ngươi ngay cả cường giả đều không có còn đối phó cái gì hừ thật sao vậy thì thử một chút xem sao suy cười một tiếng lạc vân hải không chút e ngại thậm chí sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ cho dù ta chết bọn họ vẫn không lùi bước bởi vì vì tất cả chúng ta đều hiểu rõ một điều lùi bước ở nơi này diệt thế thì sẽ xảy ra ai cũng không trốn thoát vậy cũng chỉ là chết sớm chết một người sai rồi ngươi nghĩ rằng chúng ta vì mạng của chính mình mà liều mạng sao chẳng lẽ không đúng sao mỉm cười lắc đầu lạc vân hải cười mỉa mai nói ta nghe nói qua chuyện của thiên đế năm đó các ngươi ở cùng thiên đế quá lâu đã quên mặt mạnh nhất của nhân đạo có lẽ bình thường tám vị chuẩn đế sẽ hù dọa được chúng ta nhưng bây giờ sẽ không, bởi vì sau lưng chúng ta có người chúng ta nhất định phải bảo vệ. Tiếng của Lạc Vân Hải vang vọng trong bầu trời, truyền đến tai của tất cả mọi người. Những cường giả hoàng vực kia, vốn có ý lùi lại, nhưng nghe được này bỗng dưng ngừng lại, không chút chần chờ, tức giận gầm lên, kết thành đội sông về phía trước. ầm, um. Một trưởng đánh ra, Lạc Vân Hải bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, rơi trên mặt đất, đã không còn sự sống. Nam nhân tóc đỏ cười lạnh, khinh miệt liếc nhìn những người kia bỗng dưng khẽ giật mình bởi vì hắn phát hiện người cầm đầu này đã chết, những người kia vẫn thờ ơ, căn bản không trần chờ lùi bước, thậm chí không chút kiêng kỵ. Đúng như lời Lạc Vân Hải vừa mới nói, hiện tại bọn họ không cần người cầm đầu cũng biết bản thân muốn làm gì, mà sẽ làm đến cùng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tám vị chuẩn đế cười lạnh xông ra, như sói nhập bầy cừu, một trận đại sát tứ phương, máu tươi văng tung tóe nhuộm đỏ cả mảnh trời hư không. Thế nhưng thật quỷ dị, không một tiếng kêu gào phát ra trong cuộc chiến thảm khốc này kiếm đế đứng ở sân trước nhìn cảnh tượng này không nói gì xoay người lại đi đến trước phòng thiên đế ngừng chân bất động bình tĩnh đứng ở nơi đó chờ một lúc trong phòng mới truyền ra tiếng thiên đế hỏi thăm tiếng giống bên ngoài vẫn như cũ không đuổi đi sao thiên đế bọn họ đến quấy nhiễu thanh tu của ngài đuổi cũng không đi hừ hừ một đám ngu muội với tâm cảnh của bồn tọa sao có thể bởi vì một số tạp âm lọt vào tai mà ảnh hưởng tu luyện đúng vậy thế nhân ngu dốt căn bản không biết chính mình đang làm chuyện vô ích nhưng tại hạ nghĩ dù bọn hắn có biết, cũng sẽ tiếp tục. Khóe miệng sạch qua nụ cười buồn, Kiếm Đế thở dài, lần đầu tiên ta thấy, một bầy kiến hôi nhìn chuẩn đế còn dám chém giết. Chẳng lẽ bọn họ nghĩ nhân số trước mặt chuẩn đế có thể chiếm ưu sao? Không nói gì, Thiên Đế trầm mặc không nói, Kiếm Đế khẽ gật đầu, quay người rời đi. Bên ngoài chém giết không ngừng nghỉ, một cuộc chiến diễn ra hơn 3 tháng, máu nhuộm đỏ khắp nơi, thi thể đếm không xuể, phủ đầy các ngõ ngách kính nguyệt tiểu trúc. Tám vị chuẩn đế cản tước mặt mọi người nhìn bức tường thành bằng xương, bằng thịt không ngừng tiến lên, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bọn họ cũng ngang dọc khắp nơi trong thiên hạ, gặp đủ các loại người nhưng những người thế này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, mà còn nhiều nhóm người. Chẳng lẽ bọn họ dễ dụ trước khi chết? Haha, ha, dĩ nhiên không phải, điên cuồng như vậy bọn họ thấy qua vô số, nhưng không một ai có ánh mắt thế này. Dường như hiện tại tất cả nhân loại đều hóa thành một loại người, là anh hùng hung hãn không sợ chết trong truyền thuyết đương nhiên đây chẳng qua là một loại lý tưởng trong truyền thuyết người bên ngoài hiếm khi làm được nhưng bây giờ bọn họ lại làm được nếu như bình thường ta tha các ngươi một mạng bạch một đạo bóng người to lớn hiển hiện nam nhân tóc đỏ cho thấy thánh thân của mình một thanh lưỡi kiếm đỏ thẫm chỉ về phía đối diện đáng tiếc hiện tại nếu các ngươi còn dám tiến lên lão phu chỉ có thể hạ thủ vô tình dường như hoàn toàn không nghe được lời hắn nói tất cả mọi người thờ ơ nam nhân tóc đỏ cười lạnh gật đầu, rất tốt, lão phu kính trọng các ngươi. Đi chết đi. Vèo. Một đạo kiếm mang bỗng nhiên phóng về phía mọi người, tản ra khí tức tử vong. Mọi người đối mặt nhìn thấy ánh mắt vẫn kiên định như cũ, không chút sợ hãi. Ẩm. Thế nhưng khi kiếm mang lạnh lẽo kia còn chưa tới đến trước mọi người, đã ẩm ẩm vỡ nát, một bóng người nhỏ bé đột ngột xuất hiện trước mặt ba người, ngửa đầu giống lên, kiếm đế. Gió lốc cuồng bạo bao phủ cửu thiên, tám vị chuẩn đế bị bức phải liên tiếp lui về phía sau trong lòng sợ hãi kiếm đế đứng yên tại hậu viện tiểu trúc thân thể run lên dữ dội vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn ra ngoài viện nói khí tức đế quân tiểu tử kia thành đạo ầm ầm tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên ngay sau đó năm người côn bằng cũng xuất hiện trước mặt tám người khí thế cường hãn cuồn cuộn khiến tám người cảm thấy trì trệ tiếng ầm vang liên tiếp diễn ra toàn bộ thánh thân hoàn toàn vỡ thành cạn bã Tám người sợ hãi nhanh chóng lùi về phía sau, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Ngũ đại thánh thú, tương đương với ngũ đế, bọn họ có thể dùng khí thế bình lặng đã phế thánh thân chuẩn đế, thực lực khác biệt không thể tính theo lẽ thường. Tuy chuẩn đế đã sở đến mép đế cảnh, nhưng khác một trời một vực với đế quân chính thức. Vân Hải, Lệ lão, Cừu lão, dương mắt nhìn thi thể chất chồng như núi, rất nhanh cổ tam thông thấy mấy bóng người quen thuộc, trong mắt trừng lớn, song quyền nắm chặt. Côn bằng thấy vậy cũng nhìn thi thể bốn phía, lắc đầu thở dài là ngu dốt các ngươi làm như vậy thì làm được gì lúc trước lão phu có nói vài câu bảo các người yên lặng chờ xem biến hóa các ngươi thì hai có lẽ đây chính là nhân loại cũng là nhân đạo thở sâu một hơi một mắt hải ngao khẽ run ngược lại nhìn vào bên trong tiểu trúc hét lớn kiếm đế ngươi ra ngoài cho lão phu nhìn xem những nhân loại chết ngoài cửa nhà các ngươi không phải ngươi đã từng hướng tới nhân đạo sao thân thể chấn động kiếm đế liếc mắt ra ngoài viện sắc mặt nặng nề trầm xuống, sâu trong mắt có thật nhiều vướng mắt. Lúc này, âm thanh thiên đế trong phòng vang lên, kiếm tâm, lão gia hỏa kia đang gọi ngươi, ra ngoài kết thúc đi, nhân đạo kiếm đã từng theo ngươi. Vèo, tiếng xe gió vang lên, một đạo hào quang bảy màu đột ngột phóng vào trong thân thể kiếm đế, thân thể kiếm đế run lên, khí thế đột nhiên phóng đại, thiên đế, ngươi đưa đế đạo cho ta, ngươi là thiên kiếm của ta, ngươi chính là ta giống như ta muốn luyện hóa thập đạo, bên trong tự nhiên bao gồm kiếm đạo của ngươi, ngươi cũng không có gì dị nghị. Bây giờ ngoại địch xâm phạm, ta tu luyện tới thời khắc mấu chốt, ngươi là người duy nhất ta có thể dựa vào. Đi thôi, chỉ huy tám phế nhân ngăn cản lũ súc sinh kia lại. Vèo vèo, từng đạo từng đạo hào quang bảy màu từ trong phòng thiên đế bay ra, vượt qua tiểu viện bay thẳng đến tám chuẩn đế, bị thánh thú trước mặt ép thối lui đến đứng không thẳng. Chỉ một thoáng, Thân thể tám người chấn động, dường như chợt có sức mạnh vô cùng vô tận, khí thế tăng lên đột ngột, cuồng bạo làm cho toàn bộ thiên địa đều chấn động. Đây là, đây là sức mạnh đế cảnh. Trong mắt lóe lên ánh sáng kích động, nam nhân tóc đỏ nhịn không được cười to lên, "Ha ha, Thiên Đế đại nhân quả nhiên không gạt chúng ta, đợi hắn đoạt được đế quân đại đạo, sẽ ban cho chúng ta, giúp ta chúng ta đột phá đế cảnh, hoàn thành mong muốn cả đời." Bảy người còn lại nghe thấy cũng cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể, hưng phấn vô cùng, cười to liên tục chỉ có mấy người côn bằng lạnh lùng thờ ơ nhìn hết thảy vèo một đạo hắc ảnh lóe qua bóng dáng kiếm đế xuất hiện đi đến trước mặt mọi người trong tay cầm một thanh trường kiếm trắng sáng kiếm phong sắc bén chỉ vào sáu người đối diện hải ngao nhìn thấy một mắt khẽ run tức giận mắng thiết kiếm tâm rốt cuộc ngươi cũng xuất hiện năm đó lão phu cùng ngươi là bạn trí giao vì sao ngươi xuất thủ với ta trung thần nghĩa sĩ không thể song toàn ta chỉ có thể nói xin lỗi hừ năm đó người ta đã từng nghiên cứu kiếm đạo người nói ngươi ngộ gia nhân kiếm đạo nhưng vì bản thân là thiên kiếm đạo nên không tu được bây giờ ta thay ngươi tìm truyền nhân ngộ đạo trong sơn động kia của ngươi giúp hắn thành đạo vỗ nhẹ nhẹ vào vai kiếm đồng đẩy hắn đi ra hải ngao khiêu khích nói bây giờ ngươi dùng thiên kiếm đạo đối với nhân kiếm đạo của ngươi xem tột cùng ai mạnh ai yếu ngươi cũng rất muốn biết đúng không vậy thì thử cùng hắn một chút xem kiếm đạo ngươi sáng tạo ra mạnh hơn hay đi theo thiên đế lĩnh ngộ kiếm đạo mạnh hơn. Keng. Tiến lanh keng phát ra, trong tay kiếm đồng nâng lên một thanh trường kiếm đen nhánh, bình tĩnh chỉ hắn nói, ta là ma kiếm, ngươi là thiên kiếm, trước khi cha ta và thiên đế quyết thắng bại, chúng ta đánh trước một trận. Ha ha. Được. Kiếm đạo chỉ có một vị trưởng đạo giả, chúng ta đều là kiếm đạo đế quân, dù có thế nào, cũng phải đánh. Khẽ cười một tiếng, kiếm đế chiến ý giặt rào, chân đạp bước phóng về phía kiếm đồng. Kiếm Đồng cũng không chút nhượng bộ, nhất kiếm phi tiên, chớp mắt tới gần, hai thanh trường kiếm đan xen vào nhau, chỉ trong giây lát đã giao phong mấy ngàn kiếm. Bạch, hai người đứng thẳng ở chỗ của đối phương, không nói không động. Sau một khắc, tiếng bạo liệt ầm ầm, cả bầu trời nổ tung, không gian lập tức trở nên tối đen như mực, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh quang. Mọi người nhìn thấy mà hoảng hốt, những tu giả hoàng vực cũng cùng nhau lui lại, không tiến lên một bước. Không phải bọn họ sợ hãi chỉ vì trong lòng hiểu rõ giờ này khắc này bọn họ đã không giúp được gì có thể ngăn cản thiên đế hay không chỉ chờ vào mấy người này một chiếu lá theo gió phiêu đãng chậm rãi rơi xuống giữa hai người kiếm đồng cùng kiếm đế đều không động khi chiếc lá kia rơi xuống đất hai người cùng lắc mình biến mất không thấy tăm hơi ngay sau đó âm thanh chói tai vang vọng các ngõ ngách trong thiên địa không ai nhìn thấy thân ảnh hai người chỉ có ngũ thánh thú cùng tám vị chuẩn đế có thể nhìn thấy kiếm khí bọn họ giao thoa tới lui ngang dọc Tám vị chuẩn đế hưng phấn xoa xoa bàn tay, nhìn Ngũ Đại Thánh Thú không khỏi hưng phấn mà xoa xoa bàn tay, tám vị chuẩn đế cũng có chút ngứa tay, nhìn về phía Ngũ Đại Thánh Thú đối diện, cười lớn nói, nghe đồn sức mạnh thánh thú có thể so với đế quân, bây giờ chúng ta vừa mới xưng đế, mong rằng các vị chỉ giáo một chút, chẳng biết có được không? Các ngươi, mày nhíu chặt, côn bằng khinh thường bĩu môi, chỉ sợ không có tư cách này. Sắc mặt hơi trầm xuống, nam nhân tóc đỏ cười lạnh, có tư cách này hay không phải thử một chút là biết sao? ẩm um. mạnh mẽ đạp bước nam nhân tóc đỏ phóng về phía côn bằng mấy người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo mỉm cười lắc đầu mấy người công bằng liếc nhìn nhau cùng nhau nghênh tiếp kết quả ngũ thú va chạm với tám người khiến năng lượng cuồng bạo bay ra khắp các ngõ ngách tuy nhiên điều khiến người ta kinh ngạc là chỉ trong một chiêu tám chuẩn đế trang bức không thành bị đánh ngã xuống đất máu tươi phun không ngừng sao làm sao có thể trong mắt hung hăng co lại bọn họ hoảng hốt Chúng ta đã là đế quân, vì sao dễ dàng bị thánh thú đánh bại như vậy? Nhách miệng cười một tiếng, côn bằng khinh thường bĩu môi, đế quân cái gì, chỉ là ngụy đế mà thôi. Muốn xưng đế, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nên biết rằng, nếu là đế quân, đều phải lĩnh hội trên bản đạo nhiều năm, thành đạo tổ một đời mới có thể thành đạo. Các ngươi tu là kiếm đạo, trong cơ thể các ngươi là đế cảnh đại đạo của đế quân, căn bản không hợp với các ngươi, sao các ngươi có thể phát huy sức mạnh đế cảnh đại đạo chính thức? Điều này không thể nào, thiên đế nói, chỉ cần nắm giữ đế cảnh đại đạo, thì có thể trở thành đế quân. Sao lại thế? Hắn lừa các ngươi, nếu không khi hắn bị tình cổ gây thương tích, không thể du tẩu thế gian, làm thế nào để các ngươi hết lòng vì hắn? Các ngươi ở phàm giai hẳn cũng là nhân vật đỉnh phong, lại để tiểu đạo vào trong mắt. Hai, đúng là bị sự tham lam che mắt, ha ha. Cười nhạo lắc đầu, côn bằng không nói gì thêm, sâu trong mắt tám vị chuẩn đế vẫn mê mang không hiểu. Đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên, hai nhân ảnh lần nữa tách ra, đứng lặng không chung. Có điều kiếm đồng cầm kiếm mà đứng, uy phong lẫm liệt, cánh tay kiếm đế lại có một tia đỏ rực. Cúi đầu nhìn máu chảy trên cánh tay, kiếm đế lại nhìn về phía kiếm đồng, cười vui vẻ, ngươi thắng, từ nay về sau, ngươi là kiếm đế. Không, ngươi đã nhường ta. Chậm rãi lắc đầu, kiếm đồng nghi hoặc nói, vì cái gì? Nếu ngươi xuất toàn lực, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi không nói gì kiếm đế quay đầu nhìn về phía hải ngao chỉ trầm mặc kiếm tâm thế mà đúng lúc này một tiếng quát lạnh lẽo vang lên một trong mắt màu vàng óng đột nhiên xuất hiện trên cửu thiên cuối cùng ngươi vẫn lựa chọn nhân đạo trong mắt co rụt lại côn bằng liên tục lui về phía sau mấy bước cả kinh nói thiên đế thiên đế lúc đầu là ta nợ hải ngao ta lại không muốn phản bội ngươi bây giờ ta thua dưới nhân kiếm sở ngộ cũng không tiếc ta biết kiếm đạo của ngươi đã không phải là thiên kiếm thuần túy nếu không lúc trước ta đưa đế đạo ngươi cũng không khống chế lại cho nên những năm gần đây biết rõ kiếm đạo ngươi không ai bằng những phế nhân này ta cũng không để ngươi chỉ dạy hiện tại xem ra hành động lúc trước của ta là cử chỉ sáng suốt phế nhân những chuẩn đế kia kinh ngạc nhìn hướng lên bầu trời thiên đế đại nhân chúng ta trong mắt ngài chỉ là phế nhân thôi sao hừ đương nhiên nhưng dù sao tốt hơn mấy tên kiến hôi này một chút hiện tại các ngươi đã không giúp được gì cho ta đế đạo trong cơ thể các ngươi thật sự quá lãng phí cùng trở về đi tiếng quát lạnh lẽo vang vọng thương khung thân thể mọi người run lên không tự chủ cùng nhau bay lên không trung tám vị chuẩn đế hoảng sợ kêu lớn chớp mắt biến mất trong cự đồng kia mặt kiếm đế không biểu tình gì thân thể cũng từng bước bị hút về phía cự đồng hải ngao nhìn thấy vội vàng đến bên cạnh hắn kéo hắn lại hét lớn thiết kiếm tâm nói rõ cho ta cái gì nợ lão phu ta là thiên đế thiên kiếm vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn điều duy nhất có thể làm đem đạo ta truyền xuống Người kia có thể thập đạo quy nhất hay không còn phải xem thiên ý. Phốc, đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, đánh lui hải ngao, cứ như vậy kiếm đế bị hút vào trong cự đồng to lớn. Trước khi gần biến mất khóe miệng hắn lại nhách lên đường cong vui vẻ, hải ngao huynh, vĩnh biệt, hy vọng ngươi không bị diệt thế. Thiết kiếm tâm, hải ngao gào rú, đồng tử trong mắt run rẩy nhưng rốt cuộc cũng không nghe được âm thanh của kiếm đế. Theo như hắn nói, tất cả đều bị không minh đại đạo thiên đế hấp thu. Vèo. Cùng lúc đó, tiếng xe gió vang lên, kính nguyệt tiểu trúc nhất thời vỡ ra, một thân ảnh màu trắng bỗng dưng bay đến trước mặt tất cả mọi người, bước lên đỉnh núi, bẽn nghễ nhìn ngũ thánh thú phía dưới, khóe miệng nhách lên, quát lớn, lũ súc sinh, phách lối nửa ngày, bổn tọa đến chơi đùa cùng các ngươi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên đế, thần sắc đại biến, côn bằng ngửa đầu nhìn bóng người quen thuộc, da mặt có rút, không ngờ ngươi rời khỏi kính nguyệt tiểu trúc, chẳng lẽ ngươi đã giải được tình cổ? nhách miệng cười một tiếng, thiên đế khinh thường bĩu môi, tình đế tình đạo sớm đã rơi vào trong tay ta, bằng vào sức mạnh của ta sao có thể không giải được tình cổ sao. Nhưng mấy con ruồi các ngươi quá phiền, ta vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa đế đạo thì các ngươi tìm tới cửa, bất đắc dĩ, ta đành giải quyết các ngươi trước. Có điều các ngươi muốn từng người tiến lên hay cùng tiến lên. Vạch vạch ngón tay, kiếm đế diễu cợt nói. Diêm mép côn bằng run rẩy, bật cười một tiếng nói, đối mặt với nhân vật như thiên đế muốn độc đấu, thì quá sai lầm khi đánh giá uy nghiêm của đế quân. Dối trá. Ngửa mặt lên trời cười lớn, Thiên đế liếc nhìn Côn Bằng nói, "Lão gia hỏa, ngươi vẫn như trước kia." "Không, so với trước kia trên người đậm chất nhân loại hơn." "Muốn quần ẩu thì, quần ẩu, nói lời vô dụng làm gì, tới đi." Vèo, Thiên đế dậm chân một cái, đột ngột xuất hiện trước mặt Ngũ thú. Ngũ thú nhìn thấy mà hoảng hốt, không ngờ bọn họ không có phát giác ra. Sau đó vội vàng xuất thủ, Kim Viêm, Thanh Viêm, Kỳ Lân Kính Tất cả đều nhắm thiên đế đánh tới. Thế nhưng thiên đế đối chuyện này cũng không chút vật lòng, thân thể nhanh chóng hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến xuất hiện trước mặt tiểu tam tử, lộ ra răng trắng dày đặc, thần uy làm người ta sợ hãi. Ngươi chính là con của kỳ lân, ha ha. Xin lỗi, cha ngươi là ta giết, mà càng xin lỗi hơn, ngươi cũng sắp chết trên tay ta. ầm, um. một đầu ngón tay đâm về phía sau lưng cổ tam thông, giống như mấy chục tòa đại sơn đè xuống nhất thời cổ tam thông bị ép xuống lòng đất cả vùng cũng theo đó vỡ ra phốc miệng phun ra một ngụ máu đỏ thẫm khuôn mặt cổ tam thông trắng bệch đây là độn hình thuật của ảnh đế còn có thần lực vô tận của bá đế mi mắt hung hăng run rẩy côn bằng vô cùng sợ hãi hắn đã luyện hóa được đế đạo của nhị đế nắm giữ thần thông của nhị đế không sai hiện tại cho dù không dùng không minh thần đồng cùng các ngươi vật lộn bản đế cũng không cần tốn nhiều sức thiên đế cao ngạo cười quỷ dị ngẩng đầu lên vèo thế nhưng đúng lúc này một đạo kiếm mang đen nhánh đột ngột lóe qua thẳng đến đầu hắn ánh mắt thiên đế liếc nhẹ hai ngón tay thiên đế khép lại nhẹ nhàng bắn ta âm một tiếng hắc mang nổ tung một đạo kiếm kình nhanh chóng vọt tới trước mặt kiếm đồng đánh kiếm đồng bay ra ngoài té xuống đất hai đầu vai máu tươi phun trào chảy xuống thân thể đế binh mạnh như vậy cũng bị thương sao t côn bằng hít sâu một hơi sợ đến mất mật đây cũng không phải là kiếm đạo của kiếm đế kiếm đạo kiếm đế không có uy lực thế này cho dù hắn tự mình sử dụng kiếm cũng sẽ không dễ dàng đánh bại kiếm đồng như vậy ha ha không sai đây không phải kiếm đạo của kiếm đế nhưng cũng là kiếm đạo của hắn các ngươi nên biết rằng ta hấp thu công lực thiên ma đại hóa quyết của trác phàm ngay cả diệt thế kiếm đạo của hắn ta cũng đã lĩnh hội mà thiên ma đại hóa quyết có công dụng lớn nhất chính dung vạn đạo làm một kiếm đạo của kiếm đế cộng với kiếm đạo của trác phàm cũng chính là thiên kiếm hợp nhất ma kiếm cộng với bổn tọa tự mình sử xuất, liền trở thành một kiếm mạnh nhất trên tay bổn tọa. Hiện tại ta muốn giết các ngươi, thủ đoạn có quá nhiều, ha ha. Sắc mặt mấy người côn bằng trở nên âm trầm hơn nhiều, hiện tại kiếm đế càng đáng sợ hơn trước kia, cho dù không xuất lực, căn bản cũng đùa ra trò, cũng có thể xem bọn họ như kiến hôi mà nghiền chết. Hít một hơi thật sâu, côn bằng chăm chú nhìn thiên đế, hét lớn, nguyên thân thánh thú, nghịch chuyển càn khôn trận. Vừa dứt lời côn bằng hí lên một tiếng, hiện ra chân thân của hắn, kình thiên côn bằng, cao trăm trượng, bay lượn cửu thiên. Long tổ, hải ngao, tước nhi cũng hóa thành thú thân. Cổ tam thông miễn cưỡng đứng lên, thân thể run rẩy, cũng hóa thành kỳ lân. Trong chốc lát, thánh thú gào thét, chấn động thương khung, khiến thiên địa rung lên, những tu giả hoàng vực bịt lấy hai tay, co chân chạy trốn, không tham dự vào trong trận quyết đấu của các cao thủ. Chỉ có thiên đế, vẫn lạnh lẽo nhìn lấy bọn hắn, vẻ mặt xem thường, không nói gì. Vèo vèo, Thân hình thánh thú to lớn nhưng cũng rất linh hoạt, bọn họ vây vòng tròn quanh Thiên Đế, không ngừng xoay tròn. Sức mạnh cường hãn hình thành một vòng xoáy bao vây Thiên Đế không để hắn động đậy. Thiên Đế nhìn rõ hết thảy, khóe miệng vẫn mang nụ cười châm chọc, răng rắc răng rắc, rắc. Sức mạnh ngũ quang thập sắc của thánh thú gầm thét vào trán Thiên Đế. Chợt, âm thanh vụn vỡ vang lên, sức mạnh đen nhánh khủng bố nhất thời xuất hiện trước mắt Thiên Đế. Đây là Hắc 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 không sai, đây chính là sức mạnh diệt thế ngươi vẫn luôn muốn, lần này chúng ta tặng cho ngươi." Khóe miệng Sặc qua huyết tinh hàn mang, côn bằng hét lớn. Bốn thú còn lại ánh mắt cũng băng lãnh, chăm chú nhìn hắn không rời, trong mắt lóe lên tia nhìn hy vọng. Hy vọng ngũ đại thánh thú hợp lực, ngưng tụ ra sức mạnh đỉnh phong vô thượng, có thể khiến hắn trọng thương. Thiên đế không thèm để ý đến, sức mạnh diệt thế. Ha ha, nếu sau thượng cổ nhìn thấy cái này, bổn tọa sẽ rất hưng phấn. Chỉ tiếc hiện tại ta không cần đến nó diệt thế lôi viêm đồng. Vù. Chuyện đáng sợ đã xảy ra, mắt trái thiên đế vụt sáng qua lôi viêm đen nhánh, đồng tử phải xuất hiện bốn vầng sáng vàng óng, dạng rỡ phát sáng, lôi viêm không chấn. Rầm rầm rầm. Năng lượng cuồng bạo liên tiếp vỡ ra, đều là sức mạnh diệt thế, sức mạnh ngũ thánh thú tạm thời đối đầu với sức mạnh thiên đế sớm thành thục, hình thành một sóng xung kích không gì sánh kịp, trong nháy mắt đánh ngũ thú đánh bay ra ngoài. Màu đen khủng bố phát triển mạnh mẽ, nơi đi qua hóa thành hư vô một số cường giả hoàng vực chạy còn chưa xa, chớp mắt cũng bốc hơi không còn. Chỉ trong phút chốc, trong phạm vi 10.000 dặm đã không còn sự sống. Côn bằng run rẩy chỉ thiên đế, khóe môi chảy máu, suy, yếu nói, đây là diệt thế lôi viêm đồng của Trác phàm. Ngươi, ngươi, đúng vậy, vừa rồi không phải ta đã nói, tất cả mọi thứ của hắn đều bị ta hấp thu sao. Khóe miệng nhách lên nụ cười chế nhạo, thiên đế thở dài nói, mà đệ đệ của ta, cũng vì ca ca hắn làm được chuyện tốt, có thể mang về sức mạnh diệt thế này, cũng không uổng phí ta nhiều năm ẩn nhẫn giữ lại con cờ là hắn cho tới hôm nay mà phần sức mạnh này lại thuộc về năm thánh thú các ngươi như vậy hiện tại ta sẽ dùng phần sức mạnh thành toàn cho các ngươi đưa các ngươi quy thiên cũng xem như lá dụng về cội ha ha trong mắt thiên đế lóe lên nụ cười tà dị hắn chợt hét lớn vậy trước tiên bắt đầu từ ngươi một côn bằng giảo hoạt lôi viêm phá không bạch lôi viêm khủng bố hóa thành viêm trụ bán kính mấy chục trượng đột ngột bắn về phía côn bằng chớp mắt đã áp sát thấy tình cảnh này côn bằng hoảng hốt trái tim run rẩy chìm xuống xong kết quả vẫn phải chết trong tay thiên đế ầm thế nhưng ngay khi viêm trụ kia sắp đánh tới thân thể hắn chợt nổ tung văng tung tóe khắp nơi thiên đế nhất thời dừng lại chăm chú nhìn chằm chằm chờ lôi viêm tản ra xuất hiện ở trước mặt hắn là một bóng người quen thuộc trên thân mặc trang phục trắng nghênh gió phiêu đãng một bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra phía trước sau khi ngăn viêm trụ khủng bố kia lại chậm rãi hạ xuống lộ ra hai tròng mắt không khác gì thiên đế. Phụ thân, cổ tam thông và tước nhi nhìn thấy, vui mừng kêu lớn, côn bằng nhìn thấy, cũng là nhịn không được lên tiếng, chắc phàm, rốt cục ngươi cũng trở về. Không, hắn không phải là chắc phàm. Thế mà, sau khi thiên đế dò xét lại cười xùy một tiếng, lắc đầu, đệ đệ, ngươi mượn luân hồi đại đạo cùng tàn hồn của chắc phàm kia, lại phục sinh. Có điều lần này, ngươi là hữu tình thiên đạo hay tịch diệt đại đạo. Trên mặt chắc phàm không biểu lộ gì, ánh mắt chắc phàm tĩnh lặng như hồ nước, nhìn thiên đế mỉm cười, lắc đầu nói, thiên đế đại nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi, ta là chắc phàm, cũng không phải là lệnh đệ. Ta tu không phải thiên đạo mà là ma đạo. Sức mạnh hiện tại của ngươi chẳng lẽ không phải hữu tình thiên đạo của đệ đệ ta sao? Mì mắt run lên, thiên đế nghi hoặc hỏi, cho dù các ngươi có quan hệ thế nào cũng không cùng một người, người này trở về người kia sẽ biến mất, tên đệ đệ ngốc nghếch của ta nói sẽ trở về ngăn cản ta, sao có thể biến mất chứ? phần sức mạnh này sao ngươi có được mỉm cười trác phàm nhẹ nhàng nói ngươi nói không sai hắn biến mất còn ta trở về chỉ vì hắn cảm thấy ta có thể ngăn cản ngươi cho dù ngươi đạt tới vô thượng cảnh hắn không thể làm gì chỉ có tài năng của ta ngăn cản được ngươi có ý gì ta nói là vô thượng cảnh tương đương với thần trong truyền thuyết thần ma đối lập chỉ có ma mới đuổi thần ra khỏi thần vị nhách miệng cười trác phàm nhìn lên trời xanh buồn bã nói thần diệt thế phải trả lại sự thư thái cho thế gian nhưng ma từ bên trong người mà có, cũng sẽ không để cho ngươi làm như thế. Từ khi bắt đầu thần ma đã đối lập, đây chính là thiên ý, tuy sư phụ cửu u nói hắn đem đế đạo cho lệnh đệ, nhưng ta lại cảm thấy, từ nơi sâu xa, lệnh đệ lại ngăn cản di nguyện diệt thế của ngươi, mới đoạn nhập ma đạo, biến thành ta của hiện tại. Hừ, vậy ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Chỉ là ma đạo, làm sao có thể đạp đổ vô thượng cảnh? Chuyện này, khóe miệng chắc phàm cười vui vẻ, hắn khoan thai lầm bầm ta cũng không thể nói nhưng tựa như ta chạm đến một cánh cửa khác từ xưa đến nay cánh cửa này tất cả mọi người chưa sở qua bao gồm cả ngươi lệnh đệ của ngươi ha ha thiên đế nhìn hắn thật sâu một cánh cửa khác hừ nói vớ nói vẩn ngay cả vô thượng cũng không đạt được hiện tại ngươi chỉ là chuẩn vô thượng mà thôi nói gì mà lĩnh vực cao hơn chắc phàm ta không biết đạo của ngươi có gì khác biệt với hữu tình thiên đạo của đệ đệ ta nhưng nghe thiên đạo vô tình đại thế đã định đợi ta đạp vào vô thượng, chính là cơ hội diệt thế. Bây giờ ngươi lấy luân hồi đại đạo ra, rất hợp ý ta. Vù. Vừa dứt lời, trong mắt to lớn lần nữa mở ra, mang đạo sau cùng giao ra. Chắc phàm. ầm um. uy áp khủng bố buông xuống khắp nơi, khiến tất cả mọi người có mặt cảm thấy thân thể trầm xuống. Hai chân như bị dính chặt, không thể di động. Khoảnh khắc sau đó, toàn bộ mặt đất bắt đầu vỡ vụn. Sông núi sụp đổ, dòng chảy đảo ngược, tất cả mọi thứ lơ lửng bay lên, sau đó ẩn vào bên trong cự đồng to lớn biến mất không thấy gì nữa trác phàm cùng ngũ đại thánh thú cũng như thế cảm thấy một cỗ lực hút mạnh mẽ muốn hút bọn họ vào trong lỗ hồng đáng sợ kia một tay che trời có điều rất nhanh xong trưởng trác phàm hợp lại từng đạo mây ngũ sắc trong lòng bàn tay hắn phiêu giật ra ánh sáng sau đó đập mạnh lên trên ẩm mây ngũ sắc xông thẳng lên cửu thiên nhanh chóng khuếch tán càng lúc càng lớn trong nháy mắt đã hoàn toàn che chắn thiên đồng vàng óng kia Sức mạnh quỷ dị cuồn cuộn, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Những đồ vật bị hút lên, lần nữa rơi bịch xuống, năm thánh thú cũng bị rơi đến thất điên bát đảo. Nhưng đáy lòng lại cảm thấy may mắn, thực lực của Trác Phàm hiện tại xem như không kém gì thiên đế, không ngờ có thể tùy tiện tiêu trừ không minh thần đồng của hắn. Xem ra sức mạnh thập đạo đang từ từ xuyên vào trong huyết nhục hắn, phát huy ra ra những thay đổi, trận chiến này có thể thắng. Ầm. Um, thế mà, trong đáy lòng bọn họ vừa có chút hy vọng bỗng nhiên từng đạo tiếng ầm vang bạo phát, hình thành vòi rồng khí thế cường hãn không gì sánh kịp, trong nháy mắt khoách tán ra bốn phía. Bọn họ còn không có kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, thân thể dài trăm trượng đã bị nhấc lên bay ra ngoài, văng ra ngoài trăm dặm mới miễn cưỡng dừng lại. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy được bên trong trung tâm gió bão kia, hai người thiên đế và trác phàm đang đối quyền, song quyền chống đỡ, trong mắt bắn ra chiến ý hừng hực. Đây là bá đế bá quyền. Hai mắt to lớn của côn cô bằng run rẩy, thở dài nói sức mạnh thật kinh khủng hai người cùng sử dụng bá quyền quả thực tương đương với cuộc tranh phong của hai bá đế không với thực lực chuẩn vô thượng của bọn họ bây giờ cho dù bá đế cũng khó có thể với tới khó trách dư âm vừa rồi lại đánh ngũ thú chúng ta bay xa như vậy nghe được lời này dư thánh thú cũng ngưng trọng gật đầu cổ tam thông lo lắng nhìn hai người rằng có quyền phong không xong trong lòng thấp thỏm nói như vậy phụ thân cùng thiên đế ai sẽ thắng chuyện này khó có thể phán đoán mi mắt run lên côn bằng thở dài một hơi lắc đầu chỉ chăm chú nhìn phương hướng của hai người trên ót đã phủ đầy mồ hôi lạnh hai quyền đầu cứng như thép đối kháng nhau tiếng xương vỡ phát ra liên tục hai người chắc phàm và thiên đế nhìn nhau không nói lời nào qua giây lát thân thể thiên đế run lên một cỗ hắc khí từ trên nắm tay hắn phát ra ầm một tiếng đánh chắc phàm bay ra ngoài côn bằng cùng các thánh thú hít sâu một hơi kêu lên đều là chư thiên thập đạo chắc phàm lại rơi vào thế hạ phong hừ đương nhiên tinh hóa sức mạnh thập đạo cuối cùng đều ở trên đại đạo đế cảnh bây giờ đế cảnh ở trên tay ta cho dù hắn có truyền thừa của mấy lão gia hỏa kia cũng không thể nào vượt qua được bổn tọa ầm um, chân đạp bước nhất thời dẫm đạp mặt đất sâu xuống vạn mét thiên đế như mũi tên rời cung đuổi sát sau chắc phàm cười to liên tục lũ súc sinh các ngươi cho hắn truyền thừa thập đế để có thể quản thúc bản đế sao hừ hừ cuối cùng cũng chỉ thành toàn cho bản đế mà thôi bạch thiên đế lắc mình một cái trong nháy mắt đến trước mặt Trác Phàm, bàn tay giơ ra, nhắm ngay vị trí trái tim nói, đem Luân Hồi Đại Đạo cho ta, đưa con cờ này xong xem như ngươi đã hoàn thành sứ mệnh. Vèo, trong nháy mắt Trác Phàm hóa thành một đạo hắc ảnh, tiêu tán không thấy. Ảnh đế ảnh độn, mày nhíu chặt, Thiên đế nhếch miệng, cười khẩy nói, đừng có bướng bỉnh, thần thông thập đạo ta rõ hơn ngươi, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Vèo, vừa dứt lời, trong nháy mắt Thiên đế cũng hóa thành một đạo hắc ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy, bên trong vân không, hai bóng đen không ngừng lấp lóe giao nhau, quấn quanh một chỗ, lúc thì trốn trong khe nứt không gian, lúc thì xuất hiện dưới ánh mặt trời, người chạy người đuổi, rất kịch liệt. Trác Phàm liên tục chuyển đổi mấy phương hướng, nhưng đều khó thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Đế, ngược lại bị hắn ta dính càng chặt hơn, mày nhíu lại thật chặt. Rốt cục, hắn không còn ẩn thân, hiện ra chân thân, khi thấy bóng Thiên Đế xuất hiện, dưới chân đạp lên tốc độ kỳ dị, chỉ trong phút chốc xuất hiện ngoài ngàn dặm. Mày nhíu chặt, thiên đế vụt sáng, cũng hiện chân thân, dưới chân cũng xuất hiện tốc độ kỳ dị, thoáng chốc đuổi kịp. Hừ, đồng đế Thiên Vân Bộ, ngươi muốn chơi trốn tìm với ta sao? Chỉ tiếc, những thần thông lão gia hỏa kia truyền cho ngươi, bản đế đều luyện hóa, ngươi có trốn thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Ngươi luyện hóa chỉ là kết quả đế đạo của bọn họ, nhưng lịch trình mưu trí đại đạo bọn hắn ngưng tụ ngươi lại hoàn toàn không biết gì cả, làm sao có thể hiểu được mỗi chiêu thức của bọn họ ẩn chứa tâm cảnh như thế nào. Vậy thì thế nào? ta chỉ cần đế đạo của bọn họ là được, chỉ cần có thể đột phá vô thượng đỉnh phong, cần gì phải để ý tới, nhưng nhân đạo ngưng tụ như thế nào? Chính vì ngươi không biết, cho nên cũng sẽ không hiểu, nhân đạo đến tột cùng vì cái gì? Nhân tâm khi nào từ thiện biến thành ác, cốt nhục tương tàn, khi nào từ ác biến thiện, hung hãn không sợ chết. Giống như những đống thi hải chôn ở nơi này, bọn họ chỉ là kiến hôi, biết rõ vô dụng nhưng cũng có can đảm lấy mạng của chính mình phản kháng thiên đế ngươi. Bóng người phiêu giật, dần dần chậm lại khuôn mặt quỷ dị của trác phàm bình tĩnh trở lại sâu xa nói người cái gì cũng không biết cho dù có được thập đạo luyện hóa cũng chỉ là sức mạnh của bọn họ nhưng không phải đạo của bọn họ phốc nhân cơ hội này trong nháy mắt thiên đế đến gần trác phàm tay cứng như thiết chảo cắm vào trong lồng ngực hắn ánh mắt vô cùng hưng phấn hắn nhìn trác phàm nở nụ cười chiến thắng bổn tọa chỉ muốn phần sức mạnh này tâm cảnh của những con kiến hôi kia bổn tọa không cần thiết đi trải nghiệm ha ha bạch hung hăng rút tay từ trong cơ thể chắc phàm ra lại không có chút huyết sắc chỉ có một đạo hào quang bảy màu tỏa ra ánh sáng diễm lệ trong tay hắn hỏng bét đó là luân hồi đại đạo rốt cục cũng bị hắn cầm tới côn bằng hoảng hốt trái tim tuyệt vọng cùng cực bây giờ thập đạo trong tay hắn hắn có thể bước lên vô thượng nắm giữ khả năng diệt thế xong rồi bịch một tiếng ngã rơi xuống đất khí lực toàn thân côn bằng như bị rút hết mấy thú còn lại cũng ngây ngẩn không thể tin nhìn về phía đó như vậy thế giới này sẽ bị hủy diệt sao? Chỉ có Trác phòng vẫn yên tĩnh nhìn Thiên Đế, vẻ mặt vẫn không gợn sóng, thậm chí còn có chút thương tiếc, "Thiên Đế, người nhập ma." "Ma?" Mày nhíu lại, Thiên Đế cười tà nói, "Bổn tọa chính là Không Minh Đại Đạo trưởng đạo giả, sao có thể bị ma đạo xâm nhiễm? Nếu như ta nhập ma, tất nhiên trong lòng sinh ma, tâm ma ta ở đâu? Tham là ma, cuồng vọng là ma, tự đại là ma." Tâm ma ngươi rất nhiều, có điều thế gian không ai có thể thu thập ngươi, cho nên ta tới thu thập thiên đế nhìn trác phàm một chút nhất thời suy cười ra tiếng ngươi thu thập ta hừ chuyện cười ngươi chỉ là quân cờ của ta đạo của người nhập môn từ ta ngươi vẫn luôn tỉnh thập đạo bây giờ đều ở trong tay ta bao gồm cả luân hồi đại đạo này cũng vậy nói xong thiên đế ngẩng đầu nhìn hào quang bảy màu đang dần dần tiêu tán cự đồng to lớn lần nữa buông uy áp cuống nhân gian chế nhạo nói ha ha hiện tại ngay cả luân hồi đại đạo dựng nên luân hồi thiên mạc cũng tiêu tán toàn bộ thiên địa ta là duy nhất, ngươi còn thu thập ta thế nào? Thiên đế, ma đạo luôn tuân theo quy tắc thép ác nhân tự có ác nhân trị, đại ma ăn tiểu ma, ma hung dữ ăn đại ma, nếu thế gian xuất hiện 5 người có thể hàng phục ác ma, vậy ta sẽ xuất thủ. Dù sao vạn ma thiên hạ đều do ta quản lý. Chăm chú nhìn hắn, trác phẩm nghiêm túc nói, đây là chức trách cùng sứ mệnh của ta, sau cùng ta khuyến cáo ngươi một lần, thu tay lại đi. Lạnh lùng nhìn hắn, thiên đế cười nhạo nói, ngươi điên rồi à, ta là thiên đế, là vô thượng trí tôn phải diệt thế, ngươi chỉ là một ma hoàng quản được ta sao? Mà thập đạo, những thứ này ngươi cầm cũng tốt, ta không có vấn đề gì, ngươi muốn leo lên vô thượng cũng tốt, ta cũng không quan tâm, dù sao ta kinh lịch 32 đời, vốn cũng không phải tìm đến những vật này. Hít một hơi thật sâu, khóe miệng chắc phàm sạch qua nụ cười thần bí, tại luân hồi thiên trì, ta mới ý thức được thứ ta muốn tìm là gì, ta cũng hiểu được nhân duyên của ta và ngươi, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ta để ngươi làm chúa tể đế vũ đại lục, nếu không, nếu không như thế nào hung hăng vung cánh tay thiên đế nhất thời thức giận cười nói tiểu tử ngươi nói khoác mà không biết ngượng bây giờ ngươi sắp rơi xuống thế hạ phong còn dám cùng ta phô trương thanh thế hết thảy đều là năm đó ta dạy ngươi đừng làm bộ nữa bây giờ bản đế cách đại đạo chính thức cũng chỉ thiếu chút nữa một bước này ai cũng không ngăn cản được ta vừa dứt lời thiên đế nhất thời ném ánh sáng bảy màu vào trong miệng đảo mắt nuốt vào chắc phàm cứ bình tĩnh mà nhìn không làm gì vù chợt cự đồng vàng óng đột nhiên phát ra dao động cường hãn ánh vàng trói mắt không ngừng phát tán ra bốn phía khí thế vô cùng khủng bố thiên đế cũng nhắm chặt hai con ngươi toàn thân có một cỗ năng lượng kỳ dị lưu chuyển tóc dài tung bay trên bầu trời không gió phát ra từng đạo hắc quang vô cùng tà mị soạt rốt cục cự đồng trên trời chấn động mạnh một cái trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mấy người côn bằng nhìn thấy cảm thấy kỳ quái nhưng sau một khắc lại có một đạo dao động vô hình lóe qua toàn bộ bầu trời biến thành một màu tái nhợt, 13 vầng sáng bạc trói mắt lóe ra trên cửu thiên. Không minh thần đồng tầng thứ 13, thái hư đồng sinh, tóc dài tung bay chậm rãi hạ xuống, không còn đen nhánh, ngược lại biến thành màu bạc trói mắt. Thiên đế chậm rãi mở ra hai con ngươi ra, ánh mắt đã không khác gì mọi người, đen trắng rõ ràng, không còn tử lôi kim nhãn cùng không minh thần đồng phân chia, có điều giữa chán hắn lại mở ra một mắt, toàn bộ trắng bệch, 13 đạo ngân quang cùng bầu trời giống nhau như đúc. Chuyện này, chuyện này côn bằng nằm ngửa trên mặt đất trái tim run rẩy kịch liệt xong ánh mắt hắn đã hoàn toàn biến thành bầu trời toàn bộ thiên địa đã do hắn trưởng khống đây chính là vô thượng đại đạo thiên địa trong tay hắn mà tất cả chúng ta không ai có thể ngăn cản được hắn truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nghe được lời này sắc mặt mọi người như cho tàn vô cùng tuyệt vọng chỉ có chắc phàm vẫn bình tĩnh như cũ bình tĩnh một cách quỷ dị hiện tại thiên đế đã nắm giữ sức mạnh vô thượng, hắn nhìn thấy trong lòng cũng phải có chút bất an chứ. Thế nào, ngươi không sợ sao? Thu tay lại, nếu như ngươi còn muốn ngốc ở thế giới này. Hừ, giờ này khắc này ngươi còn mạnh miệng. Cười, lạnh, thiên đế khinh thường bĩu môi, đệ đệ. Trong thời khắc sau cùng này, bổn tọa gọi ngươi một tiếng đệ đệ. Ngươi có biết, vô thượng thiên đồng của vi huynh là cái gì không? Liếc mắt nhìn hắn, trác phàm thản nhiên nói, thái hư đồng, thái hư sang thế. Không sai, không hổ là người sờ đến cánh cửa vô thượng cũng cảm nhận được mỉm cười thiên đế cao ngạo ngẩng đầu lên cái này không giống với diệt thế lôi viêm cũng không phải không minh thần đồng nó sẽ tiêu tán toàn bộ thế giới xây lại một thế giới tinh khiết khác không có bất kỳ vẫn đục của thế giới cũ hỗn độn lại mở ra có thể nói trên thế giới không có bất kỳ vật gì bao gồm cả diệt thế lôi viêm mà không bị nó tiêu tán ba búng tay một cái ngân mang trên cửu thiên lấp lóe cả ngọn núi hoàn toàn biến mất ngay cả chút cho bụi cũng không còn như chưa từng xuất hiện ở thế giới này mấy người côn bằng bị dọa đến trái tim run rẩy trác phàm nhìn thấy cũng không nói một lời chỉ thở dài nói cái thế giới này còn chưa tới thời điểm tiêu vong ngươi làm như thế cũng có nghĩa là nghịch thiên mà đi không có kết quả tốt thế giới này sinh hay diệt là do ngươi quản sao khinh thường bĩu môi thiên đế cao ngạo ngẩng đầu lên từ giờ trở đi sinh tử của thế giới này do ta trưởng khống như kế hoạch đã vạch ra từ thượng cổ tạo ra một thế giới mới. Ta muốn thế giới bị vẫn đục này biến mất, sáng tạo ra một thế giới tinh khiết khác. Ha ha! Thiên đế cười lớn, thái hư đồng trên trán đột ngột sáng lên, ngân mang trên cửu thiên cũng hô ứng lẫn nhau, phát ra ánh sáng chói mắt. Từng đạo ánh sáng ngân sắc như lụa mỏng phiêu đãng trong thiên địa, rơi xuống đỉnh núi, đại dương, dòng suối nhỏ, nơi lụa mỏng kia bao trùm, tất cả nhanh chóng bị tiêu tán. Mấy người côn bằng nhìn thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng tiêu trừ thân hình to lớn, ra hình người, ẩn nấp bốn phía, tuyệt đối đừng để ngân quang kia chiếu sáng, nếu không thì chết chắc. Thế nhưng vạn vật thế gian nhanh chóng bị biến mất, bọn họ còn chỗ nào để ẩn nấp. Khi bọn họ vừa định trốn vào trong sơn động, trong phút chốc toàn bộ sơn động biến mất, phải lui lại tìm chỗ khác lánh nạn. Thiên đế nhìn thấy vậy cười lớn, trong mắt hiện lên tia nhìn giễu cợt. Bọn chúng thật nhỏ bé, ngay cả vận mệnh của bản thân cũng không nắm được. Trác Phàm nhìn hết thảy, vẫn giữ im lặng, mãi đến khi trùng ngân quang bay tới trên đầu hắn thân thể hắn cũng bắt đầu tiêu tán quay đầu nhìn về phía hắn thiên đế cười đắc ý đệ đệ vĩnh biệt từ thượng cổ đến bây giờ qua nhiều năm như vậy kết cục của thế giới vẫn không thay đổi đừng khách khí chúng ta sẽ còn gặp lại khóe miệng sạch qua nụ cười tà dị chắc phàm dần biến mất không thấy gì nữa thế nhưng câu nói sau cùng của hắn lại khiến thiên đế cảm thấy không yên lòng nụ cười này của hắn là có ý gì chứ một nơi khác trong trạch viện lạc gia thành tất cả các chiến sĩ đều đi ngăn cản thiên đế chỉ có mấy nữ nhân lạc vân thường và sở khuynh thành ra ngoài thắp hương cầu nguyện chợt bầu trời biến sắc ngân mang từ cửu thiên hạ xuống đánh tan mọi thứ trong tầm mắt mặc kệ là người hay vật đều hoàn toàn tiêu tán thấy tình cảnh này mọi người vô cùng kinh hãi lạc vân thường lo lắng nhịn không được lắc đầu thở dài xem ra đã thất bại rồi ngày diệt thế đã đến khuynh thành trác phàm hắn hắn không có việc gì nhìn bầu trời yên tĩnh sở khuynh thành thành kính cầu nguyện thân thể bất động Mắt nhìn đạo ngân quang thoáng hiện kia, trong mắt chớp động ánh sáng khác lạ, từng đạo ký ức hiện lên trước mắt nàng. "Vân Thường tỷ, ta đã nhớ hết chuyện trước kia, thì ra chúng ta cùng ở phàm giai, đều phải diệt thế rồi, có ích gì?" Lạc Vân Thường bất đắc dĩ lắc đầu. Bỗng nhiên Sở Khuynh thành cười rộ lên, rất vui vẻ hạnh phúc, đương nhiên có ích rồi, cho dù sống chết hay cách xa tình nghĩa vẫn không thay đổi. Ta tìm hắn ở phàm giai lâu như vậy, hắn cũng ở thánh vực tìm ta lâu như vậy, thì ra không có ta hắn cũng sẽ đi tìm ta chỉ cần biết những điều đó cho dù chỉ nhớ lại trong khoảnh khắc cũng đủ rồi nói xong sở khuynh thành cười nhắm mắt lại nước mắt hạnh phúc rơi xuống ầm um. thế nhưng ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra dị biến nước mắt kia chớp động lên ánh sáng nhiều màu sắc phóng lên cửu thiên phút chốc không thấy tăm hơi cho dù bị những ngân mang chiếu rọi nó vẫn còn nguyên không giảm chút nào vèo rất nhanh giọt nước mắt bay đến đỉnh đầu thiên đế mi mắt run rẩy thiên đế quay đầu nhìn về phía đó, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, đây là vật gì, vì sao xuất hiện ở đây. Nói xong, trong mắt thiên đế tản mắt ra hào quang óng ánh, ngân quang cũng không ngừng bao vây giọt nước mắt kia, nhưng thật kỳ quái, thái hư đồng có thể đánh tan vạn vật trong thiên hạ, nhưng lại không làm gì được giọt nước mắt này. Thấy vậy, thiên đế nhất thời kinh hãi, đến tột cùng đây là vật gì. Thập đạo quy vị, bản chân quy nguyên, thiên địa nhất tuyến, duy ngã trường tồn. Ẩm, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang vọng trên cửu thiên thiên đế nghe được thân thể chấn động vô cùng sợ hãi chắc phàm làm sao có thể hắn đã bị tan biến sao còn có giọng nói của hắn chứ mấy người côn bằng đang ẩn núp cũng sững sờ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhìn thấy một cỗ năng lượng kỳ dị lấy giọt nước mắt kia làm trung tâm đang mãnh liệt tụ tập lại đồng thời trác phàm hét lớn giống như hồng trung vang vọng giữa đất trời chư thiên thập đạo đệ nhất thiên đạo không minh đại đạo thâu tóm thiên hạ trong sáng càn khôn quy vị vù một tiếng chấn động vang lên bên cạnh giọt nước mắt kia xuất hiện một đạo hào quang chính là không minh đại đạo đế cảnh đại đạo thân thể ngăn không được chấn động thiên đế giật này cả mình làm sao có thể không minh đại đạo trong cơ thể ta vì sao trên trời lại xuất hiện một cái chẳng lẽ hắn cũng ngưng tụ đế đạo đồng dạng sao thế nhưng còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra chắc phàm lần nữa hét lớn chư thiên thập đạo đệ nhị nhân đạo bất bại phách đạo quyền chấn thương khung bất bại thiên địa quý vị chư thiên thập đạo đệ tam nhân đạo cửu u ma đạo hải nạp bách xuyên hiểu rõ nhân luân quý vị chư thiên thập đạo đệ tứ nhân đạo thiết huyết kiếm đạo kiếm chỉ thương khung trung thần nghĩa sĩ song toàn quý vị chư thiên thập đạo đệ ngũ nhân đạo ám dạ tinh đạo tinh thần liên tỏa đại ái vô cương quý vị chư thiên thập đạo đệ lục nhân đạo âm ti minh đạo sinh tử không lo vô bi không nhiễu, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ thất nhân đạo, tàng nặc ảnh đạo, quang ám chi gian, chuyển đằng bồi hồi, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ bát nhân đạo, luân hồi đại đạo, quá khứ hậu thế, hết thảy đều không, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ cửu nhân đạo, trí tình đại đạo, âm dương tương hợp, tình động cửu thiên, quý vị. Chư thiên thập đạo, đệ thập nhân đạo, bình phàm đại đạo, đem tâm quy ẩn, trí chân trí thuần, quý vị. Vù vù, theo từng tiếng hét lớn vang lên, xung quanh giọt nước mắt cũng xuất hiện đạo cảnh thập đại đế đạo tản mắt ra ánh sáng mãnh liệt sau một khắc tiếng ầm ầm vâng lên chấn động thiên địa người đạo ánh sáng bỗng dưng phát tán nhất thời xé rách bầu trời ngân quang đầy trời cũng đột ngột biến mất phốc thiên đế phách thiên ngửa mặt lên trời phun ra miệng máu đỏ thẫm không thể tin nhìn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời giận dữ hét lên không không thể nào ta đã là vô thượng trí tôn làm sao còn xuất hiện loại chuyện này chư thiên thập đạo tại sao lại ra hiện ra ở đó rõ ràng ta đã luyện hóa tất cả. Ta đã sớm nói, ngươi luyện hóa chỉ là kết quả của thập đạo, cũng không phải là bản thân thập đạo, người nào có thể dung hợp được thập đạo, tự nhiên có thể ngưng tụ đạo cảnh bất cứ lúc nào. Lúc này, trên cửu thiên, âm thanh trác phàm lạnh nhạt nói, thiên đế, lúc trước ta đã khuyên ngươi, ngươi lại khư khư cố chấp, ta sẽ không để ngươi lưu lại trên thế gian. Thập đạo hợp nhất, càn khôn nhất trưởng. Vừa dứt lời, người đạo mây ngũ sắc nhất thời thành một vòng, chuyển lên sau đó hình thành một bàn tay lớn bảy màu hung hăng vỗ xuống đầu thiên đế trong mắt hung hăng co lại thiên đế không muốn tin hung hăng lắc đầu không không thể nào ta là vô thượng trí tôn ngươi không thể nào đánh bại ta thái hư đồng giống to một tiếng mắt giữa trán thiên đế lần nữa mở ra từng đạo ngân quang bắn ra lên phía trên thế nhưng sức mạnh có thể tiêu tan vạn vật chạm bàn tay to lớn bảy màu rốt cục trong ánh mắt tuyệt vọng của thiên đế bàn tay khổng lồ kia đã đập trên người hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa mà bàn tay khổng lồ kia cũng biến mất theo tất cả mọi thứ giống như một giấc mộng cho tới bây giờ chưa từng xảy ra côn bằng hít sâu một hơi vẻ mặt lo lắng bò lên nhìn bầu trời lần nữa trở nên trong sáng mỉm cười hỏi cuối cùng cũng kết thúc nhưng chắc phàm đâu phụ thân cha ở đâu cổ tam thông cùng kiếm đồng đứng dậy tìm kiếm khắp nơi căn bản không thấy bóng dáng hắn tí tách tí tách tí tách Lúc này trên bầu trời mưa bay lất vất xuống, không khác gì mưa bình thường, nhưng những thứ này mang theo hào quang sáng chói, thấm vào khắp nơi. Phốc phốc, từng tiếng trầm đục phát ra, dưới mặt đất, từng cánh tay duỗi ra, từng thân thể quen thuộc từ bên trong chui ra. Cổ Tam Thông nhìn thấy giật mình, Lạc Vân Hải, Lệ Lão, Đan Lão, các ngươi không phải đã chết rồi sao, tại sao lại? Hả, chúng ta chết sao? Gãi đầu một cái, mọi người liếc nhìn nhau, cảm thấy thật kỳ lạ, mà chúng ta đang ở đâu, vừa rồi đang làm gì? Mấy người cổ tam thông cũng cảm thấy kỳ quái, các ngươi không phải cùng thiên. Thiên cái gì? Đúng thế, thiên cái gì? Gãi đầu một cái, cổ tam thông cũng có chút hoảng hốt, quay đầu nhìn về phía tước nhi cùng kiếm đồng nói, chúng ta tới đây làm gì? Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người mê mang, giống như quên chuyện gì đó, hình như tên của một người nào đó nhưng bọn họ không thể nhớ nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio nghĩ không ra mọi người cũng không quan tâm nữa, vô cùng vui vẻ trở về. Còn bóng hình bọn họ quên đi kia lại không ai để ý. Cổ Tam Thông cùng Thánh thú có quan hệ với Lạc gia rất tốt, mấy người đan thanh sinh giữ chức cung, phụng Lạc gia, có khi còn cười đùa, vì sao thực lực của bọn họ mạnh như vậy lại cam tâm ở lại Lạc gia chứ? Nhưng đã quen rồi, mọi người chỉ cười ha hả, không quá để ý, dường như bóng hình của một người trong đầu của bọn họ hoàn toàn biến mất. Không chỉ là bọn họ mà toàn bộ đại lục đều không ghi chép gì về người này trác phàm hoàn toàn biến mất trong thế gian biến mất trong hồi ức tất cả mọi người thiên đế ván cờ lúc trước chúng ta đánh lại ván nữa đi trong thế giới trắng xóa trác phàm ngồi trên ghế đá trước mặt là một bàn cờ mỉm cười nhìn vẻ mặt đề phòng của thiên đế nhìn hai bên một chút thiên đế hết sức cẩn thận nơi này đến tột cùng nơi nào thế giới của ngươi khoái miệng nhếch lên trác phàm giới thiệu không phải ngươi luôn muốn tạo nên một thế giới mới sao đây chính là hình dạng lúc đầu của thế giới không có cái gì Ngươi có thể phát huy sức sáng tạo, thỏa thích theo dệt, như thế nào? Đôi mắt hơi híp lại, thiên đế chăm chú nhìn Trác phàm, cắn răng nói, ta không muốn ở chỗ này, ta muốn về đế vũ đại lục, đó mới là thế giới của ta. Ngươi không thể quay về, ta đã xóa hết thảy dấu vết của hai chúng ta, ở nơi đó hoàn toàn không có sự tồn tại của ngươi. Dù là trong sách cổ hay trong ký ức của mọi người, đều chỉ có thượng cổ cửu đế, không có vị thiên đế là ngươi, đương nhiên cũng không có tục danh chắc quản gia tồn tại. Trong mắt co rụt, Thiên đế kinh hãi, không ngờ ngươi có thể lặng yên xóa dấu vết của mọi người, đến tột cùng ngươi đã đạt tới cảnh giới nào? Không quan trọng, đến đánh ván cờ đi." Thản nhiên cười, Trác Phàm chỉ chỉ bàn cờ nói. Thiên đế nghi ngờ nhìn hắn, không còn khí thế như trước, đành phải ngồi đối diện, bắt đầu đánh cờ với Trác Phàm. Lúc này Trác Phàm bình tĩnh dị thường, mỗi một bước đi tương đối bình thường, cũng không kỳ chiêu gì, thế nhưng dù có thế nào Thiên đế cũng không thể thắng được. Đương nhiên, Trác Phàm cũng không thắng mãi mãi cũng không phân thắng bại, nhưng như thế mới đáng sợ. Trong thiên hạ tài đánh cờ tối cao không phải muốn thắng thì thắng, muốn bại thì bại, mà chính là vĩnh viễn có thể bảo trì thế hòa không phân thắng bại, duy trì cái thăng bằng, đây mới là điều khó khăn nhất. Mi mắt khẽ run, Thiên Đế vuốt ve quân cờ trong tay, cuối cùng buông lỏng tay, ném lên mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thắng. Khách khí, chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại cũng là ngươi thắng. Thở dài một hơi, Thiên Đế nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt mang theo hồ nghi ta có chút nghi vấn muốn hỏi ngươi không biết có thể hỏi hay không cứ nói đừng ngại đạo của ngươi đến tột cùng là cái gì trong mắt mang theo hy vọng thiên đế chăm chú nhìn hắn nói lúc ngươi xuất hiện trước người ta ta cảm giác ngươi không giống đệ đệ đạo của đệ đệ ta đều là tình nhưng lại không phải tình cái đó đến tột cùng là cái gì mỉm cười trác phàm nhẹ nhàng nói hắn vĩ đại hơn ta hắn là đại tình đại ái ta chỉ là tiểu tình tiểu ái mà thôi Tiểu tình tiểu ái cũng có thể thành đạo, đánh bại ta. Tình trong thế gian có phân lớn nhỏ sao? Nhách miệng cười chác phàm khẽ lướt hắn, thân thể chấn động, thiên đế hơi biến sắc mặt, bật cười khoát tay, chác phàm chậm rãi đứng dậy, thiên đế, bao gồm cửu đế còn lại cũng giống vậy, quá chấp mê. Mọi thứ trong thiên địa đều có quy tắc vận hành của riêng mình, làm gì có đại ái tiểu ái, đại tình tiểu tình, tình cũng là tình, sinh ra từ nhân tâm bản nguyên nhất, không có phức tạp như vậy. Cho người một môn công pháp phàm nhân sở học, có lẽ trong mắt các ngươi không đáng giá nhắc tới, nhưng lại chính là thứ đế quân các ngươi thiếu hụt. Nói xong, Trác phàm nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo tin tức nhất thời tiến vào trong đầu hắn. Bản chân quyết, nhíu mày, thiên đế thì thảo lên tiếng, trở về nguồn gốc, hòa vào trời đất, thiên nhân hợp nhất, thành tựu đại đạo. Trác phàm, chẳng lẽ ngươi, thiên đế ngẩng đầu, sợ hãi kêu lên. Nhưng trước mặt đã không còn hình bóng Trác phàm, chỉ có một mình hắn, hắn mới giật mình lo lắng, nhìn bầu trời trắng xóa ngơ ngác, tự nói: thiên địa nhân tam đạo hợp nhất, chấp trưởng càn khôn, phía trên vô thượng thiên địa cảnh. trong mắt chớp động hy vọng, thiên đế ngước nhìn thương khung, nhìn đến chỗ sâu nhất vẫn không thấy đáy. thế nhưng trên cửu thiên, bên ngoài vũ khí trắng xóa, tay trác phàm lại kéo lấy một tiểu cầu bị khí lưu trắng xóa bao phủ, trong mắt mang theo ý cười, hất về phía trước, liền ném vào trong mảnh trời đêm vô tận, bá bá bá. Quanh người hắn, những tiểu cầu này không ngừng lấp lóe, vụt tắt trong bóng tối. Nhưng cũng có một số tiểu cầu màu trắng, có tiểu cầu u ám, một số thì đen nhánh. Trác Phàm lạnh nhạt quét mắt nhìn hết thảy, nhẹ nhàng nâng một ngón tay, búng về phía trước. Phốc phốc, tiếng trầm đục phát ra liên tiếp, mấy chục tiểu cầu có hắc khí lượn lờ, tất cả đều tiêu tán không thấy đâu. "Xin lỗi, không phải ta diệt thế, chỉ vì thế giới các ngươi đã đi đến phần cuối, biến thành Tu La địa ngục, ta phải thay trời tiêu trừ." nhách miệng cười trác phàm vừa nhìn về phía những tiểu cầu còn lại tính toán nhìn tiểu cầu u ám hắn thở dài hài đế vũ đại lục tuy không đến lúc diệt thế nhưng cũng dần đi về phía diệt vong trác phàm lắc đầu đạp bước lăng không một đường dò xét trong không gian đen nhánh thỉnh thoảng sờ sờ những bi trắng tràn ngập sinh khí thỉnh thoảng lại diệt hắc khí vờn quanh hắc cầu cứ như vậy đi tiếp ngàn năm sau đế vũ đại lục qua mấy lần biến đổi quần hùng xuất hiện lớp lớp hình thành xu thế ly khai mặc dù không có lũng đoạn như thánh sơn nhưng cũng biến thành tình huống các đại thế lực cạnh tranh với nhau. Trong đó thế lực lớn nhất chính là Lạc Gia. Bởi vì có quan hệ thân mật với thánh thú, trong gia tộc còn kiếm đế thần bí tọa chấn, có thể nói là trong thiên hạ ai cũng không dám trêu chọc thế lực bá chủ. Mà cũng may mắn Lạc Gia vẫn luôn nhân nghĩa, tuy mạnh nhưng không lấy mạnh hiếp yếu, ngược lại luôn chủ trì công đạo nên rất được lòng người. Nhưng dù vậy trong thế giới cường giả này, người yếu ớt vẫn khó tránh khỏi bi kịch. Đứng lại, đừng chạy, mau giao linh thạch ra, đây là của chúng ta dùng để mua thức ăn, có ngu mới giao. Giữa rừng núi, hai thiếu nữ một lớn một nhỏ không ngừng chạy loạn, nhìn qua một người khoảng 8-9 tuổi, người còn lại trên dưới 10 tuổi, đi chân trần, mặt mày đen nhẻm. Ba. Chợt, hai cô bé lảo đảo, vấp ngã xuống đất, đằng sau năm sáu nam tử hơn 10 tuổi đuổi kịp, thấy tình cảnh này, cười thôi bỉ, hắc hắc hắc. Chạy, các ngươi không chạy nữa à? Đừng tới đây, nếu không chúng ta không khách khí với ngươi đâu cô bé hơi lớn hơn nhìn bọn họ đi tới lúc này đứng lên bảo hộ muội muội sau lưng vẻ mặt quật cường nói ta là tụ khí bát trọng các ngươi tới cẩn thận mạng chó của các ngươi nhưng nghe câu này mấy tên kia lại cười lớn ha ha tụ khí bát trọng ta thật là sợ ngươi nói chúng ta có tu vi gì lão đại chúng ta đều là đoán cốt cảnh cho dù kém nhất cũng đoán cốt tam trọng hai cô bé nghe vậy sắc mặt trở nên nặng nề những nam tử kia cười lớn vất tay nói người đâu bắt hai đứa lại cho ta bán vào kỹ viện cũng có thể kiếm được mười mấy linh thạch, ha ha. Dạ, không muốn. Mọi người cười vang, chuẩn bị tiến lên, dọa hai tỷ muội sợ hãi đến cuộn người lại. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng gõ thanh thúy vang lên, những người kia bỗng dưng ngừng lại, không động đậy, dường như thời gian ngừng lại, bọn họ vẫn giữ nụ cười gian tài như thế, đứng bất động như bức tượng. Từng bước đi tới trước mặt hai người, chắc phàm thấy hai tỷ muội vẫn ôm đầu, co rúm người lại, mỉm cười, Nói khẽ, các ngươi không cần sợ, bọn họ đã sẽ không đả thương được các ngươi." Hai cô bé thả tay xuống, nhìn thấy đúng như vậy thật, lại nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Trác Phàm cũng cười vui vẻ, vội khom người cảm tạ. "Các ngươi tên là gì?" Trong lòng đã rõ ràng, Trác Phàm vẫn hỏi. Nhìn lẫn nhau, cô bé lớn tuổi hơn lập tức nói, "Ta tên Tiểu Vũ, đây là muội muội ta, Tiểu Sương." "Ngự Vũ, Sương Nhi." Nhẹ giọng lẩm bẩm, Trác Phàm duỗi hai tay, cười nói, đi theo ta bái ta làm thầy như thế nào bái sư khẽ giật mình hai người nhìn nhau tiểu vũ sâu xa hỏi có ăn không có đương nhiên có mà sau này các ngươi cũng không bị khi dễ vậy quá tốt rồi đồ nhi bái kiến sư phụ yêu cầu của hai cô bé này khá đơn giản nghe lời nói chắc nịch của trác phàm lập tức quỳ xuống lễ bái mỉm cười trác phàm dắt tay hai cô bé quay người lại biến mất không thấy gì nữa sau đó những nam tử kia có thể động nhưng khi bọn chúng nhào tới lại chỉ thấy trống rỗng, trong đầu không hiểu. Hả, người đâu, làm sao không thấy? Có quỷ. Một nơi khác, trước một xóm nghèo, sở khuynh thành yên tĩnh đứng ở nơi này. Trên khóe miệng nàng luôn mang theo nụ cười ngọt ngào. Cách đó không xa, hai cô gái trẻ tuổi nhìn thấy, thỉnh thoảng thảo luận, sư tổ lão nhân ra sao lại ưa thích ẩn cư ở chỗ này chứ? Còn quấn quýt mái nhà rách nát này nữa chứ? Không biết đam mê cái gì, thanh tu ở một số núi cao sông rộng không phải tốt hơn sao? Ai biết được, chắc chờ người. Chờ ai vậy? Ta nghĩ là chờ ta. Chợt, bên cạnh hai nữ nhân vang lên tiếng nói sâu thẳm, hai người nghe mà giật mình, nhất thời bị dọa lui lại, nhìn thấy khuôn mặt vô tội của Trác phàm, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh các nàng. Ngươi, ngươi là ai? Đến nơi đây lúc nào? Không được vô lễ, lui ra. Thế mà, hai người các nàng vừa lên tiếng, sở khuynh thành cũng đã hét lớn, trách mắng, hai người giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy sư tổ ngày thường băng xương, giờ khắc này khuôn mặt vừa kích động vừa có chút oán trách, lệ quang trong mắt dưới mặt trời chiếu rọi, càng thêm rõ ràng. Biết bên trong có chuyện, hai người không quấy dày, nhanh chóng nhanh rời đi. Trác phàm cười khổ một tiếng, tiến lên hai bước, thở dài, nghĩ không ra ngàn năm, ta tiêu trừ tất cả trí nhớ của mọi người, duy chỉ có nàng còn nhớ rõ ta. Ta biết, một ngàn năm trước, tất cả mọi người quên huynh là do huynh dở trò quỷ, đúng vậy, dù sao ta cũng không có khả năng ở lại bên cạnh họ, quên với tất cả mọi người đều tốt nhất. Nhưng ta lại không quên. Có lẽ bởi vì giọt lệ kia còn trong lòng ta, mỉm cười gật gật đầu, chắc phàm thở phào một hơi, có lẽ là ý trời, tất cả mọi người cứ nghĩ đệ đệ thiên đế, chuyển thế là vì tìm kiếm đế cảnh đại đạo ngăn cản thiên đế. Nhưng trên thực tế, không có ai biết, thứ hắn chính thức tìm kiếm là tình căn lúc trước bị chặt đứt, mà nàng chính là tình căn của ta. Như vậy huynh sẽ dẫn ta đi chứ? Đương nhiên, sở khuynh thành nhào tới ôm lấy trác phàm kích động đến hai mắt đẫm lệ vậy huynh định dẫn ta đi đâu hai số mạng cả đời khổ cực dẫn nàng đi làm công cho gia chủ gia chủ khẽ sững sờ sở. sở khuynh thành ngạc nhiên nói huynh đang làm gì nhách miệng cười một tiếng trác phàm cười thần bí vẫn nghề cũ quản gia đại quản gia thiên địa nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha